cũng như là thời gian thực hiện của em là thời gian thực hiện của nhóm em là 13 tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, và nơi thực hiện nghiên cứu của em là khoa y. Tổng quan nghiên cứu của tụi em thì có các định nghĩa về trầm cảm cũng như là các triệu chứng, và tụi em cũng tập hợp một số nghiên cứu ở nước ngoài cũng như là trong nước trong 5 năm trở lại gần đây, và tụi em cũng có nêu ra các hạn chế của các nghiên cứu trên. Và tụi em nghĩ là các nghiên cứu của em thì nó cũng sẽ có hạn chế giống vậy, bởi vì nó cùng một cái phạm vi nghiên cứu là trong đại học mà thôi. Với tổ hợp tính cấp thiết thì cái vấn đề trầm cảm nó đã luôn rất là nổi bật trong thế giới rất là nhiều năm rồi, nhưng mà đến bây giờ thì văn hóa Việt Nam thì người ta mới đề cập tới sức khỏe tinh thần nhiều hơn, thì tụi em muốn nghiên cứu về cái vấn đề này như vậy, bởi vì ở cái giới tuổi sinh viên á, thì nó cũng dễ trầm cảm hơn, bởi vì đây là cái giới tuổi mà sinh viên phải thích nghi cái môi trường mới và có thể đưa ra những cái quyết định mà ảnh hưởng đến tương lai sau này. Và đây là một số tài liệu tham khảo tụi em có cả ngoài nước và trong nước. Về đây là các vấn đề đốt trong nghiên cứu. Tụi em sẽ lựa chọn công ý là tụi em sẽ lựa chọn một cách công bằng và tôn trọng riêng tư của người tham gia. Mục tiêu của tụi em là để xác định mức độ trầm cảm của các sinh viên dựa theo cái thang đánh giá trầm cảm PEC PDI. Bên cạnh đó tụi em muốn tìm ra sự khác biệt giữa nam và nữ, sự khác biệt giữa đại học nông thôn và thành thị. Ý tụi em muốn đây là cái xuất xứ của sinh viên là sinh viên đến từ nông thôn và thành thị. Tiếp đó là tụi em muốn tìm ra sự khác biệt dựa đến cái năm học là từ năm nhất đến năm sáu, bởi vì có một số nghiên cứu thì nó bảo là càng về năm sáu thì cái chứng trầm cảm thì nó sẽ càng nặng hơn. Bên cạnh đó thì tụi em cũng muốn tìm một số các yếu tố liên quan như là sinh hoạt hàng tháng, vấn đề học tập và tình trạng sức khỏe với chứng trầm cảm thì nó có mối liên quan nào ở đây hay không, thì từ đó tụi em tìm được cái tỷ lệ hiện mắc cũng như là xác định yếu tố liên quan rồi làm cơ sở cho những biện pháp phòng tránh sau này. Về phương pháp nghiên cứu thì tụi em lựa chọn nghiên cứu cắt ngang, và thời gian và địa điểm là hồi nãy tụi em cũng có đề cập đến rồi. Những số mục tiêu của tụi em là sinh viên đại học đang học các ngành liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, và dân số chọn mẫu là 315 sinh viên đang học tại khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là công thức tính cầu mẫu của nhóm em. Tụi em lấy B là 28,3%, bởi vì đây là đã có dựa trên một cái nghiên cứu trước đó, và cầu mẫu tính ra của tụi em là 312 sinh viên. Phương pháp chọn mẫu của tụi em là tụi em sẽ lựa chọn phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên phân tầng để chọn ra 315 sinh viên từ ba khối khác nhau là y khoa, dược và răng hàm mặt. Mỗi khối tụi em sẽ chọn ngẫu nhiên 3 lớp và từ đó tiếp tục chọn ngẫu nhiên 35 sinh viên để thực hiện nghiên cứu. Tụi em không dự định chọn ra 6, ý là tụi em không dự định chọn ra cái 6 năm học của mỗi ngành, bởi vì nếu mà như vậy thì mỗi lớp chỉ chọn được khoảng mười mấy người và thì nó sẽ không có đại diện được cái mẫu đó vì cái số lượng quá ít. Cái tiêu chí đồng mẫu chọn vào của tụi em là sinh viên chính quy tại khoa, sinh viên phải có sự phải đồng ý tham gia thì tụi em mới chọn, và tiêu chí loại trừ là sinh viên nước ngoài hoặc thuộc diện trao đổi học tập, sinh viên không đồng ý tham gia. Để kiểm soát sự chọn lựa thì tụi em sẽ chọn ngẫu nhiên 35 sinh viên mỗi lớp và có cả danh sách cụ thể luôn để tránh được tình trạng ước lượng trội. Sau đây là tóm tắt và phân công thực hiện của nhóm em. Và đây là bảng phân bổ thời gian từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 13. Và sau đây là các biến số mà tụi em đã liệt kê về định nghĩa. Bởi vì là các bảng tụi em là gồm 4 phần thì là về những nhân khẩu học, thì trong đây có các biến số như giới tính, ngành học, vân vân. Về vấn đề sức khỏe thì có cân nặng, chiều cao để tụi em tính ra BMI, cũng như là các thời gian ngủ, vận động, hay là các thói quen xấu như là bỏ bữa, uống rượu bia, hút thuốc. Trầm cảm thì tụi em dựa trên cái thang đánh giá trầm cảm PEC và các yếu tố liên quan như là vấn đề học tập. Các yếu tố về chi phí sinh hoạt thì tụi em định đây là các yếu tố mà do nhóm em tự nghĩ ra.
Nhưng là có thể là có sai sót thì mong thầy cô giúp đỡ. Và đây là phương pháp thu thập dữ kiện của nhóm em. Thì nhóm em sẽ sử dụng bảng hỏi và mẫu Google Form. Bởi vì là năm sau thì tụi em cũng chưa biết là dịch đã bớt hay chưa, thì và cũng có những anh chị mà trên 5 năm, 5 6 thì tụi em khó mà liên lạc online, thì nếu được thì tụi em sẽ đến trường phỏng vấn các anh chị trực tiếp. Tụi em dịch cái bảng câu hỏi, cái bảng thay đánh giá trầm cảm từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nên là có thể là có một số cái ngữ nghĩa nó sẽ sai, cho nên là tụi em sẽ có sự đồng ý xác nhận của chuyên gia tư vấn sức khỏe trước khi sử dụng. Tụi em dự định nghiên cứu thử trước, nhưng mà tụi em chưa có tính được cái mẫu bao nhiêu người, cho nên là tụi em chưa ghi vào trong cái nghiên cứu này. Và đây là các phần mà trong bảng câu hỏi sẽ có, và cũng như là cái thang điểm đánh giá, là cái tổng điểm đánh giá là sinh viên nó có mắc trầm cảm hay không. Đây là cái mẫu Google Form của tụi em, thì đây là để cho mọi người coi lướt qua. Nó cũng có các phần và để điền vào vân vân, thì nó có tới 4 phần như vậy. Để kiểm soát sự thông tin thì bởi vì cái vấn đề này thì nó còn khá là nhạy cảm, nhưng mà mẹ văn hóa Việt Nam, một cái nền văn hóa ở châu Á, nên là tụi em sẽ tránh hỏi danh tính người tham gia và những câu hỏi nhạy cảm về các đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cái phạm nghiên cứu nằm trong thành phố Hồ Chí Minh, nên là bản câu hỏi sử dụng từ phổ thông, hạn chế từ địa phương và cũng tránh từ chuyên môn để mà người tham gia dễ hiểu câu hỏi tụi em đưa ra. Tụi em cũng thay đổi cách phỏng vấn, nếu mà người tham gia ngại thì tụi em sẽ chuyển từ phỏng vấn tiếp sang Google Form. Về cách xử lý dữ kiện thì tụi em sẽ nhập liệu bằng phần mềm nhập dữ liệu Epidata, rồi xuất sang phần mềm Stata 14 để phân tích. Để mà nghiên cứu cái sự liên quan giữa cái yếu tố định định tính và cái tỷ lệ trầm cảm, thì tụi em sẽ dùng phân tích hội quy logistics và từ đó tính ra các biến, để các biến nếu mà cái giá trị B nhỏ hơn 0,05 thì được coi là cái tỷ lệ đó có ý nghĩa. Và đây là cái bảng để mà tụi em cái bảng mẫu giấy để mà tụi em nghiên cứu về tỷ lệ hiện mắt cũng như cái yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm. Đây là về phần nhân khẩu học, về tình trạng sức khỏe và phần về cái hai điểm đánh giá trầm cảm. Thì nếu mà mọi người cảm thấy là mình đang có vấn đề về tâm lý thì em cũng có thể gửi cho mọi người coi để mọi người làm thử, thì tại vì cái hang này nó cũng khá là dễ tự đánh giá dựa theo điểm thôi. Nhưng nó gồm 21 câu, 22 câu về vấn đề học tập cũng như là về chi phí sinh hoạt. Nếu mà người tham gia có muốn chia sẻ thêm về vấn đề tâm lý thì tụi em cũng có một để người tham gia viết vào. Đến đây là kết thúc phần trình bày của nhóm em, thì không biết là cô và các bạn có đưa ra câu hỏi nào không? Rồi, cảm ơn bạn đại diện của nhóm 2. Rồi em mở lại ở trên đi, từ cái tên tiêu đề ha, tên cái tên đề tài. Để cho các bạn góp ý ha. Bây giờ cô sẽ cố gắng đúng giờ nha, không không tới đúng 1:30 là cô ngắt qua nhóm khác chẳng hạn. Rồi các nhóm, mời bạn đồng nghi. Dạ thưa cô là hồi nãy bạn có nói về một cái tiêu chí loại ra mà em không không hiểu lắm, là tại sao phải loại ra những sinh viên nước ngoài và đang kiểu học liên thông hoặc là cái gì chương trình trao đổi đúng không bạn? Thì mình không hiểu lắm Khoan, là tại cô sao là nói nghe nè, nói nghe, nói nghe. Cô đang
kêu góp ý phần nào các bạn góp ý đó luôn nha, tại chạy tới chạy lui sẽ mất thời gian á. Thôi đừng, được rồi các bạn cứ kéo lên chỗ tiêu đề nha, kéo lên ngay cái tiêu đề đi, rồi có thể trả lời luôn cái ý đó khỏi cần kéo xuống. Nãy cô có ghi chú lại tiêu chí loại ra của nhóm mình có loại sinh viên nước ngoài với loại sinh viên trao đổi học tập. Dạ là tụi em có nói là tụi em muốn nghiên cứu cái tỷ lệ khác biệt giữa cái vùng thành thị vùng nông thôn, thì nếu mà cái bạn sinh viên đó đến từ nước ngoài thì nó lại không nằm trong cái mục tiêu của tụi em, cho nên là tụi em muốn loại ra các bạn đó ra. Gì thôi, đối với bạn đó là người nước ngoài nhưng mà bạn đó bạn đang đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì mình có xét nhóm bạn đó vô đang sinh sống ở thành thị được không? Dạ em nghĩ là phải coi là cái số năm bạn đó sống ở thành phố Hồ Chí Minh là nó có lâu hay không, để mà nó ảnh hưởng lên cái sức khỏe tâm lý của bạn đó nữa. Thực ra thì tiêu chí loại ra ở đây là do bạn cho điền Google Form đúng không? Thì cái này là từ cũng là tiếng Việt, cho nên cái bạn mà sinh viên nước ngoài là sợ có khi là bạn không có đọc đúng không? Bạn sẽ không tiếng Việt để bạn làm. Có thể giải thích vậy. À, chứ có một cái hồi nãy cô nhớ có một cái chỗ P á, thì em nói đúng nhưng mà có, trên cái đó sai á, chỉnh lại thế P nhỏ hơn 0.25 không phải nha, 0.05 nha. Dạ dạ em lộn. Sai chiếm 0.25. Rồi cái tiêu đề của bạn, các bạn có thấy các nhóm khác có góp ý gì không? Bạn nào hết? Dạ. Cô thấy nhóm mình học kéo xuống cái chỗ mục tiêu đi. Dạ rồi. Nhóm mình làm một mục tiêu cụ thể luôn đúng không? Mình có làm mục tiêu chung đúng không? Dạ vậy đúng rồi cô. Vẫn được ha, vẫn được quyền không cần mục tiêu chung cũng được. Nhưng mà thường thông thường á thì có một mát của các thầy thì mình á, thường các thầy hay có mục tiêu chung, tiêu thể ha. Nên có đôi khi mình không làm, không biết có một số thầy người ta bắt lỗi ha. Dạ, dạ để em thêm vô. Thật ra là cũng được, cũng thực thực tiêu chung, tiêu thể luôn được. Làm nên làm theo mấy thầy lớn thì nhiều thầy các thầy muốn làm theo các phát chung của các thầy sau giờ. Rồi khi mà cái dòng cuối này là cô, nó có được tiêu chung không cô? Khoan để cô nói đã. Dạ. Không. Cái đó thu thập số liệu về rối loạn. Thật ra cái này là cái công việc, các nội dung mà các bạn đi làm, các hoạt động các bạn đi làm, chứ không phải là cái mục tiêu. Những cái nội dung, các hoạt động mà các bạn triển khai á, thì những cái đó để phục vụ cho các bạn đáp ứng được cái mục tiêu đề ra ha, để mình lấy được cái số đồ ra. Chứ cái này nó không phải là mục tiêu. Cái mục tiêu, cái tên của bạn, cái tên, cái tiêu đề á, thật ra thì nó không có sai. Nhưng mà khi mà cô đọc vô cái nội dung mà các bạn làm á, thì thực tế là các bạn ghi là đại học, các bạn kéo lên lại tiêu đề đi. Hẳn cái tiêu đề để cô nói để cho cả lớp để ý luôn. Tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố liên quan đến chứng rối loạn trầm cảm ở sinh viên đại học. Thì nghe nó... Cái này ví dụ cái bài báo như hồi sáng thầy Hiếu có nói ha, mình làm ngắn gọn ha, làm cho gây sự chú ý này kia đó, thì mình có thể viết nó ngắn gọn, viết bài báo cái này kia thì được, nhưng mà làm cái khi mình làm cái đề cái luận văn hay là cái khóa luận á thì mình cần thể chút xíu ha. Tại mình ghi ở đây ghi ở sinh viên đại học thì nghe nó chung chung lắm không? Và thực tế là cô mới nghe là các bạn lấy mẫu có nhiều đó, nhưng mà khi các bạn làm các bạn chỉ lấy ở trường đi thôi đúng không? Thì thôi thì trú vô luôn đi, trú vô là ở sinh viên khoa y đại học quốc gia luôn cũng được đúng không? Của sinh viên y khoa thôi, ở trường đại học đi, của sinh viên y khoa cái này ha, tốt cái đối tượng cái nhóm đi y thôi, không để gì nó hơi rộng. Thể hơn thì các bạn y khoa y đại học quốc gia cũng được, hoặc các bạn có thể ghi là sinh viên y khoa ha. Vậy các bạn có thể muốn chỉnh thì cứ nào chỉnh. Rồi xuống cái mục tiêu, xuống mục tiêu cô chỉnh lại cho. Để cái mục tiêu nó rõ, các nhóm thấy nhóm này để mục tiêu gì cũng chưa ai
Cô biết nha, mình không có để mục tiêu là để xác định mức độ để tìm ra, có ha, bỏ chữ để đi, vừa ha, xác định cái gì đó, tìm ra cái gì đó, hoặc là xác định sự khác biệt ha. Nhưng mà mình ghi như vậy thì các bạn ghi rất là chi tiết. Thật ra là có nhiều người ha, theo quan điểm của một số giảng viên thì có một số người ha, thì người ta sẽ thích làm cái mục tiêu cụ thể nó càng chi tiết càng tốt, càng nhiều càng tốt, để chi để khi mình làm á, mình sẽ cái mục tiêu cụ thể nó sẽ hướng mình đi làm ha. Cho nên người ta liệt kê ra càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà khi mình để nhiều quá thì nó cũng không nên ha. Thật ra người ta khuyên á, là chỉ từ 3 hoặc 3 4 cái mục tiêu thôi, mục tiêu cụ thể, không nên để quá nhiều. Thì cái việc này các bạn sẽ đều làm nè, ví dụ như là xác định sự khác biệt, người ta ít dùng chữ tìm ra đúng không các bạn? Các bạn cứ đọc tập tài liệu ha, các bạn sẽ thấy ít có ai dùng chữ tìm ra sự khác biệt lắm. Ví dụ xác định sự khác biệt hay là khảo sát sự khác biệt hay là cái gì đó, thì các bạn đọc các bạn sẽ thấy như xác định sự khác biệt giữa nam ôi tụi em không nghe cô. Rồi các bạn nào tắt mic rồi đó. Vậy này ha, thì cái chỗ mà xác định sự khác biệt giữa nam nam và nữ sinh viên đại học về tiêu chí trầm cảm, thì thực tế ở đây á là cái công việc này khi các bạn làm những cái đề tài tương tự, ta đều có làm chuyện này hết đúng không? Thì thật ra nó sẽ là cái gì? Nó sẽ nằm vô cái chỗ là xác ở trên cái tiêu đề các bạn á, xác định cái yếu tố liên quan á, liên quan đến trầm cảm á. Thì trong đó nó gồm có những cái yếu tố là biến số nền á, là tuổi, giới, trình độ học vấn, rồi tình trạng hôn nhân gia đình, rồi tình trạng kinh tế hay gì đó ha. Những cái đó, những cái thông tin nền đó đó, những cái đó nó sẽ tác động như thế nào tới cái tỷ lệ trầm cảm ha, thì đều xác định được hết. Nên các bạn không cần liệt kê đây xác định sự khác biệt giữa nam và nữ, rồi xác sự khác biệt giữa nông thôn thành thị, những cái này không cần đâu. Mà lát nữa trong khi các bạn làm là các bạn sẽ phải mô tả những cái này hết đúng không? Các bạn sẽ làm thống kê phân tích, là các bạn sẽ xem xét cái mối liên quan ha, mối liên quan giữa những cái yếu tố này với lại cái trầm cảm hết. Thì những cái này là các bạn ghi chi tiết ra thì được ha, cô nói là các bạn không có sai, không có sai, nhưng mà thật ra là không 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 cần thiết phải ghi quá nhiều như vậy ha. Ghi quá nhiều nó hơi hơi làm cho người ta thấy nó rối. Các bạn xác định những cái mục tiêu nào, mục tiêu cụ thể mà nó quan trọng, nó chính ha, các bạn đưa ra thôi. Chứ những cái này là những cái lát nó, cho nên những cái ý này nè, ví dụ như xác định sự khác biệt nam và nữ nè, thì cái này là giới đúng không, rồi giữa cái vùng vùng sinh sống đúng không, đại học nông thôn thành thị ha, thì những cái này cô như cô nói nãy đó là biến số nền. Thì những cái này người ta sẽ gom những cái ý này ha, rồi sinh viên năm năm nhất, năm hai, năm ba gì đó, gom hết những cái ý này, nó sẽ là ta đặt thành một cái mục tiêu là xác định mối liên quan, xác định cái yếu tố liên quan, người ta gom những cái này, người ta gọi là cái gom hết những cái này, nó gom vô. Hồi nãy các bạn có đặt cái tiêu đề là nhóm này thì nhóm trước ta, và cái yếu tố liên quan á, xác định tỷ lệ trầm cảm và cái yếu tố liên quan, không phải nhóm này không, cái tiêu đề á, nhóm em phải không? Dạ. Thì xác định trầm cảm và cái yếu tố liên quan, thì cái mục tiêu đầu tiên là mình xác định cái tỷ lệ trầm cảm trước đã nè đúng không? Trong cái mục tiêu của mình á, đầu tiên hết mình dựa vô cái mục tiêu, cái việc mình cần làm, đầu tiên mình xác xác định cái mức độ trầm cảm nè, mức độ trầm cảm nè, cái tỷ lệ trầm cảm nè, xong sau đó mình xác định cái yếu tố liên quan ha. Thì cái yếu tố liên quan ở đây là gì, là bao gồm ví dụ những cái gì nãy giờ cô nói đó ha, giới, trình độ học vấn gì gì đó ha, liệt kê những cái biến số nền ra, rồi kéo xuống nữa ở phần ở cái câu cuối á, những cái ý mà mình nói ra, ví dụ mình nói là từ đó làm cơ sở cho những biện pháp phòng tránh sau này, các bạn xác định cái yếu tố liên quan, thì những cái này ha, những cái ý này mình sẽ đưa trong lập luận của có thể là về cái tính cấp thiết hay là cái tính ứng dụng của cái đề tài ha, chứ các bạn cái câu này nó không có để ở chỗ cái mục tiêu.
Rồi. Để cô có bí các bạn tự chỉnh sửa lại cái mục tiêu. À thầy Hiếu ơi. Thầy Hiếu ơi. Dạ em nghe chị Nhã ơi. Thầy Hiếu góp ý cái mục tiêu thầy Hiếu. Ra hồi nãy em cũng tính nói mà thấy chị cũng khá khá giống em rồi. Thật ra em thấy cái chỗ mà ba cái mục tiêu này, sự khác biệt trong hình thị rồi năm học, em nghĩ là cái này mình có thể gom chung lại là xác định mức độ trầm cảm và các yếu tố liên quan, chẳng hạn như là nơi sinh sống, xuất thân hay là giới hay là mức chi phí sinh hoạt của gia đình, bạn ghi chung gộp ba ý đó vào một ý. Thì nhưng mà có thể tách làm hai cho nó thành hai cái mục tiêu á, tại vì gom những cái mục tiêu nhất thì nó ít quá cho nên Là nó mới bắt em đang gom cũng thành đang tách xin là chẳng hạn như là sự khác biệt dựa trên năm học nè. Ở đây nếu đối tượng chỉ là sinh viên y ấy, thì có việc có thể nên có thể thôi nè. Các bạn thì nên xem xét thêm vấn đề là chia làm hai đối tượng, chẳng hạn như năm 1, năm 2, năm 3 thì đa phần các bạn có điều kiện ăn ở trên ký túc xá gần gần giống nhau nè. Mức độ trầm cảm nó có thể tương tương đồng với nhau. Năm 4, năm 5, năm 6 thì khi đi thực tập ở bệnh viện các bạn sống ở dưới thành phố nhiều hơn, thì các bạn ở trọ gần bệnh viện hay ở dưới thành phố thì cái đối tượng mà năm 4, năm 5, năm 6 sẽ tương đồng, giống như năm 1, năm 2, năm 3 nó tương đồng không khác biệt nhiều lắm. Thì nếu mà so sánh giữa các năm học thì chỉ nên chia chẳng hạn như đối tượng năm 1, năm 3 chung với đối tượng năm 4, năm 6. Còn những cái điều kiện chẳng hạn như giới hay là điều kiện kinh tế gia đình hay là điều kiện nơi sinh nơi xuất thân này kia đó thì có thể khác biệt, nhưng mà ở cái điều kiện trên năm học thì có thể chia làm hai cái năm như vậy. à. Rồi hồi nãy thầy Hiếu có nói đó, thầy nói thì mới là xác định mức độ trầm cảm và cái yếu tố liên quan á đó. Đó thầy Hiếu gợi ý cho mấy đứa cái đó, mấy đứa có thể đưa lên cái phần mục tiêu cụ thể, mục tiêu tổng quát của mấy đứa ha, nguyên cái con của thầy Hiếu á, đưa lên mục tiêu tổng quát đi, xong rồi giờ mục tiêu cụ thể mấy đứa muốn chia ra thì mấy đứa chia giống như thầy Hiếu nói rồi đó, những cái ý nãy mấy đứa gom lại đó là xác định cái yếu tố liên quan đúng không. Sau mình muốn, tại giờ nếu mà mình để mục tiêu cụ thể với mục tiêu tổng quát này chen nhau thì không được, thì ví dụ mục tiêu 1 là xác định mức độ trầm cảm đúng không, xong cái mục tiêu 2 là xác định cái yếu tố liên quan, rồi có thể mục tiêu 3 là giống như là thầy Hiếu vừa gợi ý ha, có thể xét tới cái năm chia group ra cái nhóm năm học á, được không mấy đứa? Với còn một vấn đề hồi nãy là như nhớ mấy bạn là dựa trên cái thang đo PEG hả mấy bạn? Dạ dạ đúng rồi thầy. Tại vì hồi nãy tôi hồi nãy cô lướt mấy bạn kéo, như tôi thấy ở trên có nhắc tới cái một chỗ nào đó nhắc tới cái thang đo CESD đúng không? À dạ cái đó là cái, em nhớ là em làm trong cái phần đó là trong cái phần tổng quan tài liệu á thầy, chứ cái phần về sau thì nó không còn. Đúng rồi, tại vì các bạn khi các bạn đưa hai thang đo khi người ta đọc nó thấy lướt qua thì tại sao có hai thang đo trong một cái nghiên cứu này mà chỉ dùng một cái, thì các người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao cái thang kia không sử dụng hay là sử dụng. Cho nên nếu mà bạn dự định dùng thang PEG luôn thì đừng nhắc tới thang đo CSD nữa ha. Rồi cảm ơn chị Nhã, cảm ơn nhóm. Rồi cảm ơn nhóm các bạn ha. Cảm ơn nhóm kế tiếp đi. Để hết giờ rồi. Hiếu, Hiếu chọn nhóm đi Hiếu. Thầy Hiếu ơi. Dạ nhấn em chọn nhóm chín gì chị? À hồi hồi À, nhóm chín rồi, nhóm chín rồi, em chính quên. hả? Khoan khoan, có nhóm nào hồi nãy cô có nói trước là nhóm mấy á? Nhóm 21 phải không? Hình như lúc đầu giờ cô có nói xong 20 sao? là Hình tới như là nhóm cô nói kề cuối á cô. nhóm 20 đúng không? Rồi ok, vậy nhóm 20 xong rồi tới nhóm mấy thì Hiếu, Hiếu chọn trước luôn để Thôi cho các nhóm bạn chuẩn 10 bị. đi chị. Nhóm 10 nha. Của nhóm 20 làm rồi, sáng làm rồi chị nhé. 20 rồi, vậy nhóm 21. Nãy cô nói nhóm 21 hay sao á? Dạ cô nói nhóm 21 của cô. Ok, vậy nhóm 21 xong tới nhóm 10 ha. Trong khi chờ các nhóm nhóm 21 share bài ha, cô nói luôn cái phần tổng quan á, phần tổng quan thì mình cố gắng là mình chỉ nêu ra những cái gì liên quan tới cái nghiên cứu của mình thôi nha, chứ các bạn hay có xu hướng là các bạn nêu giống như sách giáo khoa đó, các bạn cứ thấy cái gì ví dụ như có chữ COVID-19 là các bạn sẽ lôi hết kiến thức tất tần tật của COVID-19 vô là không phải,
cái gì liên quan tới cái mình đang cần nghiên cứu thôi, chứ không phải là cái phần này là phần danh sách giáo khoa ha. Như nãy thầy Hiếu có góp ý rồi ha, cái gì mà liên quan tới của mình đó mình đưa vô. Cái phần tài liệu tham khảo á, nãy giờ hoàn toàn cô với đại thầy Hiếu không có góp ý về cái cách trình bày tài liệu tham khảo của các bạn, bởi vì thầy Ân đã dạy các bạn cái phần này kỹ rồi đúng không? Phần này cũng cũng dễ thôi, nó đã có sẵn những quy định rồi nên các bạn coi theo cái đó nha, tự điều chỉnh chỉnh sửa theo đó ha. Nhóm 21 ơi, share bài lên đi. Nhóm 21 có mặt không? Nhóm 21. Ủa xin lỗi mọi người, nãy giờ cô nói mọi người có đang nghe được không ta? Dạ nghe cô. Nghe phải không? Ờ cô, nhà cô nó cũng hay rớt mạng. Ủa nhóm 21 rồi không thấy hai trả lời á, không biết các bạn có mặt không? Không có, nếu không có thì sẽ đổi nhóm chứ mình không biết, mình cứ ngồi chờ hoài. Nhóm 21 có ai có mặt không? Nếu nhóm 21 không có, chuyển qua nhóm nhóm kế tiếp là nhóm 10 đi. Rồi nhóm 21, những thành viên của nhóm 21 đâu, sao không thấy bạn nào họ lên tiếng hết ha? Hay là chiều nay vắng hết rồi? Nhóm 21 có thành viên nào mấy em? Rồi chuyển qua nhóm 10 chị nhé. Nhóm 10, nhóm 10 có mặt không mấy bạn? Chuyển qua nhóm 10, nhóm 10 có mặt không? Rồi, nhóm 21, khoan, xin lỗi nhóm 10, trước khi nhóm 10 trình bày, tại sao nhóm 21 không có mặt ha? Cô đã hỏi nhiều lần rồi mà vẫn không có một thành viên nào lên tiếng, chứng tỏ là nguyên nhóm 21 đều không có mặt. Cô sẽ trừ nhóm 21 mỗi người một điểm ha. Dạ cô, em của nhóm 21 đó cô. Em nhóm 21. Nhóm 21 dạ, bao nhiêu dạ. mấy bạn? Nhóm 21 gồm 6 bạn nhưng mà đang thiếu người đó cô. Các anh chị đang bận hết. Dạ. Nhóm 21 là nhóm của sinh viên năm trên hả Thái? Dạ có 3 anh chị năm trên ạ. À 3 anh chị năm trên. Rồi giờ 3 anh chị năm trên thì không có, nhưng mà ba còn có em ở đây rồi, còn 2 bạn nữa đâu? Để ha, chứng tỏ là không có mặt ha. Bây giờ là đã là hơn 1 giờ rưỡi rồi. Ví dụ như lúc 1 giờ bắt đầu có thể trễ 5 phút hay gì đó của quần du di ha. Còn tới giờ này mà không thấy mặt. Rồi cô bỏ qua Thái ha. Còn các bạn còn lại cô sẽ trừ điểm nha. Cô đợi chứ để em gọi các bạn. Không thì cô sẽ cứ trừ bây giờ, cứ nhóm 10 làm trước đi. Dạ. Dạ vậy tụi em bắt đầu trình bày cái đề tài nghiên cứu của tụi em luôn. Thì thứ nhất là về thông tin chung. Đề tài của tụi em chính là tỷ lệ nêu lên tỷ lệ hay mắc và các yếu tố liên quan đến stress ở sinh viên y khoa thuộc lĩnh vực y tế công cộng, và thời gian thực hiện là 13 tháng kể từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2022 và được thực hiện ở khoa Y Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là về tổng quan tình hình thì từ trước đến nay là chương trình giảng dạy ngành y vẫn được xem là rất căng thẳng và khắt khe, vì vậy là sinh viên y là có mức độ stress rất là cao và cao hơn so với các bạn đồng trang lứa. Và cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ tự tử ở sinh viên y cũng cao khá là nhiều so với trong dân số. Về ý tưởng khoa học và tính cấp thiết thì theo nhiều nghiên cứu là tụi em tìm được thì tỷ lệ sinh viên y khoa bị stress là chiếm nhiều hơn 50% tổng số sinh viên y. Và thêm một cái nghiên cứu gần nhất, không phải gần nhất mà là khá gần, là tháng 8 năm nay, thì có khoảng 91% sinh viên y tham gia trả lời nghiên cứu thì báo cáo rằng là họ mắc stress ở mức độ cao. Và ngoài ra thì stress còn gây ra nhiều cái vấn đề khác cho sinh viên y, là từ sức khỏe tinh thần cho đến sức khỏe thể chất và khả năng học tập. Tiếp theo là phần tài liệu tham khảo và mục tiêu. Dạ thưa cô, là đây là tài liệu tham khảo mà nhóm em tìm được. Phần tiếp theo là cơ sở lý thuyết.
Cơ sở lý thuyết ở đây là sinh viên y gặp stress nhiều hơn so với dân số trong cùng độ tuổi, chịu nhiều tác hại do stress gây ra. Số sinh viên y trầm cảm có ý định tự tử chiếm tỷ lệ cao trong số ca mắc trầm cảm và tự tử trong cả nước. Dù vậy nhưng sinh viên y khoa vẫn chưa có biện pháp thích hợp để đối phó với stress. Thứ năm là lỗi nha, cô xin lỗi lớp mình. Chắc mình hay sẽ thay đổi cái cách trình bày ha. Chắc tới đâu sẽ góp ý tới đó quá chứ đợi các bạn nói hết á. Quay lại không thấy được á. Hả Hiếu hả? Chị vậy định vậy được không? Dạ được chị. Ví dụ như bây giờ chỗ cơ sở lý thuyết ha, là có phải là cái phần theo, nếu mà theo đúng barem trong cái format của khoa y á, là chỗ này là cái gì ta, là tính ứng dụng ha, tính ứng dụng như tính cấp thiết đúng không? Thì khi các bạn đưa những cái ý này ra ha, các bạn đưa là du sinh viên y gặp stress nhiều hơn chẳng hạn, khi các bạn đưa những cái ý nào ra thì các bạn phải có trích dẫn tài liệu tham khảo ha. Cái chỗ này thì cô không thấy nhóm mình trích dẫn tài liệu tham khảo chỗ nào nha. Ở cái phần trên em mới nói cô lại có trích dẫn á, mà cái này nói lại cho nên là tụi em không có trích dẫn ở đây. Không, cái ý nào mình nói đều phải có cái trích dẫn bên cạnh cái ý vừa nói hết ha. Dạ. Nhớ nha, không thì cô nói để mấy đứa tự điều chỉnh lại nha. Dạ, ví dụ ở đây mình cái ý này mình lấy ở tài liệu nào gì đó thì mình để cái trích dẫn vô liền ha. Rồi tiếp theo luôn đi. Dạ thưa cô, tiếp theo là mục tiêu nghiên cứu. Về mục tiêu chung là nắm được tỷ lệ stress, nguyên nhân gây stress và các hậu quả stress gây ra do sinh viên, gây ra cho sinh viên y khoa. Mục tiêu cụ thể là đầu tiên là biết được số sinh viên bị stress ở mỗi năm học y tại khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là nguyên nhân gây stress nhiều nhất đối với sinh viên y. Thứ ba là những hậu quả mà stress gây ra cho sinh viên, và cuối cùng là khả năng đối phó với stress của sinh viên y. Phần thứ sáu là phương pháp nghiên cứu. Khoan cơ nghe. Chị nhà, bên đây mình cần đơn xét cái mục tiêu luôn chị ha. Alo. Nhớ mơ cái mục tiêu chung á, thì các bạn có thể thay đổi cái từ khác, không mình chữ nắm nha. Mục tiêu chung chỗ này. Sửa lại, không dùng chữ nắm ở đây được. Rồi ở dưới mục tiêu cụ thể hay những chữ biết được cũng vậy. Rồi nguyên nhân, những hậu quả, các bạn phải xác định chẳng nào con số chẳng hạn như tỷ lệ, xác định tỷ lệ hay là tỷ lệ mắc hay là cái gì đó, chứ không phải là bạn nêu một cái câu chẳng hạn như là biết được hay là nguyên nhân gây stress. Bạn xác định hành động cụ thể làm cái gì luôn. Mục tiêu thì phải đi từ cái động từ nha các bạn, bắt đầu bằng động từ ha. Ví dụ mục tiêu chung đó thì các bạn phải sửa lại, mặc dù là các bạn dùng từ động từ là nắm nhưng mà nó cái động từ này không có ít ai xài lắm ha. Ví dụ xác định tỷ lệ stress luôn, bỏ chữ nắm được đi. Ví dụ dù các bạn ghi nguyên nhân gây stress nhiều nhất đối với sinh viên y khoa đúng không? Muốn tìm cái ý đó thì mình ghi là luôn là ví dụ xác định nguyên nhân gây stress chẳng hạn. Và với tôi hỏi cái này, cái đề tài này các bạn có tham khảo của những năm trước không? Hay là các bạn chỉ theo dõi cái tài liệu, những cái tài liệu các bạn đọc thôi? Nhớ. Dạ, tham khảo tài liệu của nước ngoài thôi thầy. Tại vì cái chỗ hai, cái mục tiêu cụ thể thứ ba, thứ tư, khả năng đối phó với hậu quả stress thì nó là giống với cái nghiên cứu tôi và thầy Liêm đang hướng dẫn cho sinh viên năm thứ năm, thì nó vô tình nó giống thôi, không biết các bạn có tham khảo ý kiến hay không hay là vô tình. Rồi thôi ha, thắc mắc cho đó thôi. Ví dụ khả năng đối phó vậy nữa, những cái câu này các bạn đều phải chỉnh lại ha, về câu từ nha các bạn, về cái cách xác định mục tiêu á, thì nó gồm cái cách đặt câu á như thế nào, các bạn coi lại cái cách đặt câu nha. Rồi tiếp nha các bạn. Em thưa cô là thứ sáu là phương pháp nghiên cứu. Ở đây nhóm chúng em nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu theo phần cắt ngang.
Lý do chọn loại hình nghiên cứu này là giúp thu thập dữ liệu cần thiết ngay tại thời điểm thực hiện nghiên cứu, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Ở đây chúng em nghiên cứu là sinh viên khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được mời để hoàn thành bản câu hỏi trực tuyến ẩn danh để đánh giá tình trạng sức khỏe và stress của họ, đặc biệt là hướng đến nguyên nhân và mức độ stress mà sinh viên bị ảnh hưởng. Về phần thứ bảy là vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. Đầu tiên là tất cả sinh viên khoa y đều được cung cấp đầy đủ thông tin về những lợi ích và rủi ro trước khi tiến hành khảo sát. Thứ hai là đảm bảo không gây hại về mặt tinh thần lẫn thể chất đối với sinh viên y khoa. Thứ ba là đảm bảo mọi câu trả lời, thông tin cá nhân được bảo mật an toàn và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Thứ tư là sinh viên khoa y có quyền từ chối tham gia nghiên cứu. Và trong khi trả lời các câu hỏi trực tuyến, họ có quyền từ chối những câu hỏi mà họ không muốn trả lời. Và cuối cùng là nghiên cứu được sự cho phép của khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, phần của em kết thúc. Dạ, phần tiếp theo là mẫu. Chúng em chọn dân số mục tiêu là sinh viên y khoa và dân số chọn mẫu là sinh viên y khoa của khoa y. Kỹ thuật phương pháp chọn mẫu là chọn cả khối, chọn ngành y khoa để tiến hành thực hiện nghiên cứu với các sinh viên y khoa tính từ năm nhất đến năm cuối. Và cỡ mẫu mà nhóm em tính được là khoảng 292, nên chúng em lấy là 300 sinh viên. Và tiêu chí chọn mẫu là tiêu chí chọn vào những sinh viên năm nhất đến năm cuối đang theo học tại khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, những sinh viên đồng ý và tình nguyện điền vào phiếu câu hỏi. Và các tiêu chí loại ra là những sinh viên từ chối tham gia cuộc khảo sát, những sinh viên thông báo dừng tham gia khảo sát và những sinh viên không điền đầy đủ các câu hỏi của bản câu hỏi ạ. Về liệt kê và định nghĩa biến số thì ở đây em có những mục, đó là thông tin cơ bản, tình hình học tập, mối quan hệ xã hội, vấn đề về sức khỏe thể chất, mức độ stress, thì cái này sẽ được khảo bộ của Keller ở dưới ra ở phần thu thập. Đánh giá mức độ hiểu biết đối với việc đối phó với stress. Về thu thập dữ liệu thì phương pháp là khảo sát trực tuyến bằng bộ form được phát cho các sinh viên y khoa tại khoa y đảo quốc gia. Mẫu là 300 để tính ẩn danh. Các địa chỉ email được sử dụng không được thu thập và việc tham gia nghiên cứu là tự nguyện, không có thông tin được nhận dạng nào được thu thập. Về công cụ thu thập thì ở đây đó, bọn em sẽ phát triển hai bản câu một bản câu hỏi, một bản câu hỏi được tham khảo. Phát triển bản câu hỏi thì gồm có 4 phần, đó là phần 1 là câu hỏi về nhân khẩu học, phần 2 là tình hình học tập, phần 3 là các mối quan hệ xã hội, phần 4 là đánh giá mức độ hiểu biết đối với việc đối phó stress. Thử nghiệm mức độ chấp nhận một câu hỏi bởi 10 người, dựa trên phản hồi nhận được sẽ có cái sự thay đổi thích hợp đối với câu hỏi và độ dài của cuộc khảo sát đã thực hiện. Em chọn cái công cụ rối loạn tâm lý stress Keller là bởi vì nó có độ tin cậy, đặc tính đo lường tâm lý đối với Cronbach Alpha là 0,89, khoảng tin cậy là 95%. Về kiểm soát sai lệch thông tin thì trước khi sử dụng xử lý dữ liệu thì cần chọn lọc lại là dữ liệu, sàng lọc dữ liệu thô, phân biệt dữ liệu giống và khác, mã hóa các dữ liệu để dễ phân tích và sàng lọc những người trả lời không đủ bộ câu hỏi. Phần xử lý và phân tích dữ liệu thì xử lý dữ liệu trước tiên này. Khoan, mình... xin lỗi. Dạ. Xin lỗi, cô quên bật mic. Kéo lên lại chỗ thu thập á. Đề tài này hơi ná nhau ha. Nãy giờ cô thấy mấy đề tài hơi ná nhau. Nhưng mà các bạn thu thập á, các bạn cần mô tả chi tiết xíu ha. Mình phải hình dung là mình mô tả ra làm sao mà cái người ngoài người ta không biết mình làm việc gì mà. Cho nên ta phải khi đọc người ta hình dung là mình đi lấy như thế nào ha, cái mẫu mình lấy như thế nào. Các bạn làm Google Form, các bạn lấy mẫu là 300. Vậy thì các bạn lấy bằng cách nào? Các bạn mô tả ra ha, giống như một cái nhóm sáng cô cũng nói ha. Không hình dung được các bạn, cái bước bắt đầu các bạn lấy như thế nào, lấy các khối lớp lấy làm sao ha. Các bạn cần mô tả rõ ra xíu.
Rồi, tiếp tiếp mời bạn tiếp cái phần xử lý. Phần xử lý dữ liệu thì đầu tiên nhóm tụi em sẽ loại bỏ những bộ câu hỏi còn thiếu sót. Các bộ câu hỏi được trả lời từ một Gmail thì cũng sẽ bị loại bỏ. Những dữ liệu sau khi thu thập thì sẽ được kiểm tra xem có các bất thường. Loại bỏ tất cả những dữ liệu và thông tin cá nhân của người tham gia sẽ được mã hóa và chỉ có bộ phận giám sát mới có thể truy cập tất cả dữ liệu đã được lưu trong các tệp máy tính và có bảo vệ bằng mật khẩu. Dữ liệu sẽ được sao lưu vào Google Drive và chỉ có thể truy cập khi có sự cấp phép của bộ phận giám sát. Dữ liệu sau khi thu thập thì sẽ được chuyển sang file Excel và được chuyển vào phần AP Data để tiến hành nhập liệu. Phân tích dữ liệu thì nhóm chúng em sử dụng phần mềm SATA để phân tích dữ liệu, để tính ra các tỷ lệ sinh viên bị CS ở các năm và sinh viên nam, sinh viên nữ, và tính tỷ lệ các yếu tố gây nên CS và ảnh hưởng của CS và tỷ lệ các sinh viên có biện pháp đối phó với CS. Về các yếu tố gây nhiễu thì nhóm đã xác định được 4 yếu tố gây nhiễu. Thứ nhất là các dữ liệu thu thập được đều là do những người tham gia khảo sát tự trả lời và đánh giá tình trạng của bản thân, cho nên những câu trả lời này mang tính chủ quan. Thứ hai là người tham gia không nhớ rõ về tình trạng của mình trong quá khứ nên có thể đưa ra các câu trả lời chưa xác thực. Thứ ba là một số người tham gia có thể vì những vấn đề cá nhân nên là đưa ra câu trả lời chưa phản ánh được sự thật, và lỗi nhập liệu cũng có thể gây ra sai lệch thông tin. Về các hạn chế của nghiên cứu thì có thể có hạn chế, có thể gặp khó khăn trong việc thu thập đủ thông tin cả mẫu vì tỷ lệ phản hồi khảo sát thấp, hoặc là có các phản hồi chưa đạt yêu cầu để đưa vào thống kê phân tích dẫn đến thiếu hụt dữ liệu. Khó khăn thứ hai là trong việc kiểm tra tính xác thực của dữ liệu thu thập được. Về kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ. Khoan, trước khi qua kế hoạch, các bạn kéo lên lại chủ yếu tố gây nhiễu, kéo lên xíu nữa đi. Rồi, chủ yếu tố gây nhiễu với lại hạn chế, lớp mình có góp ý gì không? Bốn cái ý mà các bạn nói yếu tố gây nhiễu, nó phải là yếu tố gây nhiễu không? Rồi mời bạn Đạt. Dạ, alo. Dạ, mấy cái này nó không phải gây nhiễu. Gây nhiễu là confounding, tức là cái yếu tố của mình nó vừa tác động tới cái input với cái outcome, và cái đầu vào với đầu ra, còn cái này nó chỉ là bias thôi. Rồi, ok. Cảm ơn bạn Đạt. Nên coi chừng nhầm lẫn ha. Rồi tiếp chỗ kế hoạch đi các bạn. Về kế hoạch thì toàn bộ nghiên cứu sẽ diễn ra trong vòng 13 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2022, bao gồm 6 hoạt động là viết đề cương, thiết kế bộ câu hỏi, chuẩn bị phương pháp thu thập phân tích số liệu, thu thập phân tích số liệu và viết báo cáo. Về phân công nhiệm vụ thì viết đề cương sẽ do toàn bộ các thành viên trong nhóm thực hiện. Yêu cầu đề cương phải mô tả toàn bộ nghiên cứu, xác định rõ mục đích, mục tiêu, phương pháp, số liệu cần thu thập và tính cấp thiết của nghiên cứu. Thứ hai là thiết kế bộ câu hỏi do bạn Đạt và bạn Tường thực hiện. Bộ câu hỏi trực tuyến, ẩn danh, dễ hiểu, thực tế, thu thập đủ các thông tin cần thiết cho nghiên cứu. Về việc chuẩn bị các phương pháp thu thập và phân tích số liệu là do bạn Nhi yêu cầu phương pháp phải phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả. Nhiệm vụ thu thập số liệu là nhiệm vụ của bạn Thúy, yêu cầu phải thu thập đủ số liệu và hạn chế tối đa sai lệch thông tin. Về phân tích số liệu thì cần phải phân tích một cách chính xác, logic và khoa học do bạn Lâm và bạn Truyền thực hiện. Cuối cùng là viết báo cáo do toàn bộ thành viên trong nhóm thực hiện, thì yêu cầu báo cáo phải rõ ràng và khái quát được toàn bộ nghiên cứu, cung cấp đủ các thông tin và kết quả và kết luận, cũng như có thể đưa ra giải pháp
Đề cương của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô, thầy và các bạn đã theo dõi. Một câu hỏi là nhóm mình chưa kịp đúng không? Chưa kịp coi các bạn tiếng Việt đúng không? Thầy Hiếu ơi, thầy Hiếu có góp ý gì không? Dạ, chỗ này em không góp ý, em thấy cái vấn đề này các nhóm làm tựa nhau quá. Thầy Hiếu lớn chút xíu, thầy Hiếu không nghe. Dạ, vấn đề ở chỗ này em không có góp ý thêm, là bởi vì cái cách làm của mấy nhóm thầy ná nhau quá, chỉ cần các nhóm định nghĩa lại trong các biến của mình, chẳng hạn như stress hay trầm cảm này là đó. Nhóm nhóm trước làm về trầm cảm, nhóm này là stress, mà cùng lo đạt về vấn đề tâm sinh lý của sinh viên khoa y. Nên các bạn có thể tham khảo lại cái những cái chia hai. Khoan, dừng. Các bạn dừng lại đi ha. Rồi sẵn thầy Hiếu đang góp ý. Thật ra là các nhóm làm đúng là làm hơi na ná nhau rồi đúng không? Nhưng mà có một số nhóm thì liệt kê rất là chi tiết ha. Sẵn thầy Hiếu nói chỗ biến, thôi cô kêu dừng chỗ này để cho các bạn nhìn lại nè. Ví dụ như chỗ biến số ha. Biến định tính, các bạn chỉ liệt kê biến định tính là tuổi, năm học, đi làm thêm, tình trạng kinh tế gia đình gì đó ha. Đã gọi là định nghĩa biến số là các bạn phải nêu rõ rồi ha. Thì người ta mới biết cái biến đó bạn lấy như thế nào. Các bạn phải nói chi tiết luôn là các bạn lấy cái biến đó lấy như thế nào ha. Ví dụ biến định tính nó gồm, ví dụ biến biến tuổi đi. Tuổi thì các bạn, ở đây là các bạn lấy theo định lượng thì các bạn làm định tính. Định tính thì các bạn group nhóm rồi đúng không? Nhóm bao nhiêu tới bao nhiêu. Các bạn chia các nhóm ra thành biến định tính thì các bạn phải mô tả ra cho người ta biết luôn. Là các bạn chia cho bao nhiêu nhóm chẳng hạn. Rồi năm học là các bạn lấy từ năm, các bạn có gom lại không? Ví dụ gom giống như hồi nãy, không biết phải nhóm này không ta? Ví dụ gom thành hai group, một cái group là nhóm từ năm năm 1 tới năm 3 chẳng hạn, rồi nhóm kia năm 4 đến năm 6 chẳng hạn. Hay là các bạn năm học thì các bạn vẫn chia là năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4, năm 6. Thì cái cách các bạn lấy biến số này, các bạn lấy thông tin như thế nào ha? Rồi để các bạn đưa vô rồi rồi các bạn phân tích nữa. Cho nên là các bạn phải mô tả kỹ. Rồi tần suất đi làm thêm. Ví dụ tần suất đi làm thêm thì các bạn cũng phải mô tả tần suất đi làm thêm thì có chia ra tần suất như thế nào là nhiều, như thế nào là ít. Ví dụ nhiều là 5 ngày trên tuần là nhiều, hay là ít là một tuần đi làm một buổi thôi, một buổi mấy giờ thôi. Thì các bạn phải mô tả kỹ ra ha. Thì khi các bạn làm đề cương mà các bạn càng làm chi tiết ha, thì khi các bạn bắt tay vô đi làm chính thức nó sẽ càng chặt chẽ và nó ít thiếu sót ha, và ít sai nữa. Còn các bạn mô tả không có chi tiết thì tới hồi khi mà các bạn đi làm á, chỗ này các bạn còn lộn cộng nữa đúng không? Ví dụ như cái tần suất đi làm này mình cũng không biết lấy làm sao nữa. Còn trong khi bây giờ các bạn mô tả chi tiết luôn, thống nhất luôn từ đầu là lấy bao, ví dụ đi làm bao nhiêu, lấy bao nhiêu tiếng gì, các bạn đã quy định con số rất rõ ràng và rất cụ thể. Thì khi đi làm ha, thì giữa các thành viên khác nhau cùng đi lấy số liệu thì nó sẽ khớp với nhau ha, chứ nó không phải mỗi người lấy một kiểu. Có cô góp ý là chung cho các nhóm khác luôn nha. Các bạn phải mô tả cái biến số lại cho đàng hoàng ha, định nghĩa kỹ lại nha các bạn. Rồi, chắc góp ý như đây thôi hả thầy Hiếu hả? Với nhóm này như đây thôi ha. Còn gì nữa không? Đủ rồi chị. Ok, vậy là tới nhóm nhóm 21 đủ người chưa ta? Nhóm 21. Qua nhóm khác đi nha. Nhóm 21 mỗi lần kêu thấy bật âm tính. Thầy Hiếu chọn như dạ, nhóm 21 đủ người. Đủ người chưa? Dạ, nhóm 21 là có mấy anh chị nhưng mà mấy anh chị chưa vô cô. Rồi thôi vậy để nhóm 21 lúc khác, bây giờ cho nhóm khác nha. Rồi, thầy Hiếu chọn dùm một nhóm đó đi thầy Hiếu. Nhóm 13 đi. Hồi nãy là nhóm 10 ha. Nhóm 10 rồi nè. Bây giờ tới nhóm 13, ok. Nhóm 13 chưa nè. Thầy Hiếu chọn thêm nhóm đó đi thầy Hiếu cho chuẩn bị. 13, 15, 13, 15, 17 đi chị. 13, 15, 17 luôn, ok. Không có nghĩa là mấy nhóm khác nghe không vô, không dính nhóm mình mừng quá rồi đi chơi nha. Dạ nhóm 13, cô đợi em share màn hình lên cái ạ. Cái phần pilot đó các bạn lấy mẫu pilot đó,
cô có nghe nhóm thì lấy 10, nhóm thì lấy 15, 20, 25 gì đó. Thì nếu các bạn chỉ lấy một cái mẫu nào đó để các bạn đi phỏng vấn thử, để các bạn thử nghiệm cái bộ câu hỏi thôi, về câu từ đồ này kia thôi ha, thì có thể lấy vậy thì ok. Nhưng mà các bạn lấy để các bạn có thể thử cái bộ, thử phân tích luôn á, thử dạy phần mềm, thử phân tích thống kê luôn á, thì các bạn nếu mà các bạn lấy có 10 mẫu thì không thể nào phân tích thống kê được ha các bạn ha. Các bạn coi lại cái bài thống kê đi, cỡ mẫu tối thiểu là bao nhiêu để các bạn có thể phân tích thống kê. Cô sẽ không nói con số ở đây nha, để cho các bạn tự đọc tài liệu lại, rồi các bạn sẽ thấy ra một cái con số là bao nhiêu ha. Chứ 10 là các bạn không thể phân tích thống kê rồi đó, 10 hay 15 không thể phân tích được ha. Rồi tự đọc tài liệu lên nha. Dạ, cô thấy màn hình em share chưa cô? Thấy rồi. Dạ dạ. Dạ thì em là Nhật Minh, em đến từ nhóm 13. Thì hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm trình bày đề cương về cái đề tài của nhóm tụi em, đó là các nhân tố ảnh hưởng đến nhận biết của sinh viên về thông tin COVID-19 sai lệch. Đề tài của tụi em thuộc lĩnh vực y tế công cộng. Và đầu tiên là khi thực hiện về tổng quan y văn thì cái bối cảnh của đề tài nghiên cứu tụi em đã tìm hiểu ra được, đó là khi mà đại dịch COVID-19 xuất hiện thì đồng thời với đó là đại dịch kép nữa, hay còn gọi là làn sóng khủng hoảng thông tin, đó chính là infodemic. Và cái đại dịch kép này cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận đó là một cái mối nguy cơ ảnh hưởng đến công tác phòng dịch của cộng đồng. Thì tụi em đã tìm hiểu một số nghiên cứu, và ở những nghiên cứu này đã có những cái đóng góp vào cái chủ đề infodemic này. Một số ý quan trọng như sau, đó chính là infodemic khi xuất hiện thì đi kèm với nó chính là sự bùng nổ của những thông tin sai lệch. Và thứ hai đó là niềm tin của cộng đồng vào các nguồn thông tin liên quan đến COVID-19 thì nó có mối quan hệ mật thiết với cái ý thức phòng dịch của cộng đồng. Và thứ ba chính là cái nhận thức của cộng đồng về dịch bệnh nó không chỉ bị chi phối bởi niềm tin vào những cái nguồn thông tin, mà nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nữa. Và như vậy thì dựa vào những cái nghiên cứu trên thì nhóm chúng em đã có đề xuất một cái khoa học nghiên cứu, và cái tưởng này đã được đề xuất dựa trên cả ba cơ sở, đó chính là cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. Thì về cơ sở pháp lý, đó chính là ở khoảng 1 điều 101 nghị định 15 của chính phủ thì đã quy định là việc vô tình hay cố ý đưa tin sai sự thật về COVID-19 đều là hành vi vi phạm pháp luật, và thậm chí là và cũng có thể là hành vi vi phạm về bộ luật hình sự nữa. Và thứ hai đó chính là về cơ sở khoa học, như những nghiên cứu trên đã chỉ ra thì yếu tố nhận thức của người tiếp nhận thông tin nó sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc là cá nhân đó nhận thức được tin giả và sẽ đóng góp được như thế nào vào cái công tác truyền thông sức khỏe của cộng đồng. Về sự cấp thiết của đề tài này thì chúng ta đều có thể thấy là việc mà cập nhật thông tin về COVID-19 đó là một nhu cầu, đó là nhu cầu gọi là có thể nói là không thể thiếu trong diễn biến dịch bệnh hiện tại, cũng như là sự tràn lan của các thông tin giả, đặc biệt là ở bối cảnh của Việt Nam như hiện nay thì những cái tin tức liên quan đến COVID-19 thì thu hút được rất là nhiều người theo dõi và tương tác với nó. Như vậy thì nhóm chuyên viên đã quyết định là sẽ nghiên cứu về việc là những cái yếu tố nào nó sẽ tác động đến nhận thức của người tiếp nhận thông tin, và đồng thời là cái nghiên cứu này có một số điểm phát triển so với những nghiên cứu trước đây. Điểm đầu tiên là hiện tại là khi mà tham khảo những cái nghiên cứu về cùng chủ đề thì tụi em chưa tìm thấy được những cái nghiên cứu nào khác có đề cập đến cái việc yếu tố nhận thức này ở bối cảnh của tình hình Việt Nam, nên là tụi em đã chọn để có thể cung cấp một cái nhìn khác về cái vấn đề tin giả liên quan đến đại dịch COVID. Và thứ hai đó là
những cái nghiên cứu trước thì cũng có nghiên cứu về tin giả, nhưng mà chưa thấy có số liệu thực nghiệm về việc nhận thức của thông tin sai lệch của người tiếp nhận thông tin nó được đo lường và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Và cái sự nhạy cảm của những cái thông tin sai lệch này á, nó là khác nhau đối với mỗi cá nhân và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng loạt các biến số khác. Và vì vậy là nghiên cứu chúng em sẽ nghiên cứu kỹ hơn về những cái biến số mà ảnh hưởng đến nhận thức của người tiếp nhận thông tin này. Thì đó là xong phần tổng quan y văn và phần ý tưởng nghiên cứu và cần thiết. Thì đây là phần tài liệu tham khảo ạ. Chúng ta đi đến phần vấn đề của đạo đức trong nghiên cứu. Thì nghiên cứu của chúng em cũng dựa theo những cái hướng dẫn y tế và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, và cũng đã được và sẽ dựa trên ba nguyên tắc cơ bản, đó chính là tôn trọng con người, hướng thiện và công bằng. Tôn trọng con người chính là ở đây chúng ta là sẽ đảm bảo được là mọi đối tượng tham gia sẽ có quyền từ chối hoặc là rút lui khỏi nghiên cứu, và cũng như họ sẽ được tôn trọng quyền cá nhân, quyền bảo vệ thông tin. Thứ hai đó là về mặt hướng thiện, là nghiên cứu sẽ tối đa hóa lợi ích và tối thiểu các điều gây hại, và hầu như là sẽ không có gây hại gì cho người tham gia nghiên cứu, nếu có thì cũng sẽ là một vài bất lợi ở mức chấp nhận được. Thứ ba là yếu tố về công bằng, là nguyên tắc này đòi hỏi sự công bằng trong việc phân bổ lợi ích và nguy cơ rủi ro đối với người tham gia. Asadem xin trình bày đến phần mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Thì mục tiêu tổng quát của nghiên cứu đó là khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về thông tin COVID-19 sai lệch. Và dựa trên cái mục tiêu tổng quát đó, tụi em đề ra những hai mục tiêu cụ thể. Đó thứ nhất là phải xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức thông tin sai lệch. Những cái biến số ảnh hưởng đến nhận thức này bao gồm tuổi, giới tính, ngành học, nơi ở, thành thị hay nông thôn, khả năng ngoại ngữ, niềm tin vào chính phủ, niềm tin vào các tổ chức khoa học, phương tiện tiếp cận thông tin, nguồn thông tin, tin cậy và hành vi tiêu thụ thông tin. Những biến số này được dựa trên cơ sở lý luận của một nghiên cứu tâm lý học. Và thứ hai đó chính là xác định những cái nội dung thông tin về COVID-19 mà thường bị nhận thức sai lệch. Những cái nội dung đó là bao gồm về phương pháp phòng ngừa, phương pháp điều trị và công tác vaccine. Thì tụi em triển khai nghiên cứu đó là phương pháp nghiên cứu tụi em sử dụng là phương pháp nghiên cứu cắt ngang, và tụi em sẽ thu thập số liệu dựa trên một cái bản khảo sát được gửi cho người tham gia nghiên cứu. Thì mục đích của cái bản khảo sát này là để nắm bắt được việc nhận thức của sinh viên về tình trạng tin giả trong đại dịch COVID. Bản khảo sát thì tụi em sẽ có đề cập ở phần dưới, và form khảo sát này sẽ được gửi cho người tham gia email. Thì em nói luôn đến phần gửi là tụi em triển khai trên đối tượng là sinh viên, và cụ thể hơn đó là sinh viên học ở các trường đại học thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cụ thể hơn nữa là thuộc khối đại học quốc gia, nên là form của tụi em sẽ được gửi cho 5 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia, và được gửi ngẫu nhiên và chọn đều từ các trường đại học, chứ là 5 trường thì mỗi trường thì sẽ được gửi số lượng form như nhau. Về tính cỡ mẫu thì đây là phần cỡ mẫu của nhóm, thì nhóm đã chọn alpha bằng 0.05, và sau khi tính toán thì tính được cỡ mẫu phù hợp với chúng là 246. Và sau khi dự trừ những người được gửi form nhưng mà sẽ không tham gia, nên là sẽ quyết định đối cỡ mẫu là 260. Thì tiêu chí chọn mẫu ngược lại xíu, chỗ mà 0.8 là các bạn dựa vô gì? Dạ, 0.8 này là nhóm dựa vào những cái nghiên cứu trước đó, cái nghiên cứu được đề cập ở phần tổng quan y văn của nghiên cứu nó có na ná mình không? Dạ, cái nghiên cứu phần tổng quan y văn thì tỷ lệ của người ta là không phải là sinh viên mà là
lứa tuổi người trẻ nói chung thôi là từ 18 đến 35 tuổi. Còn tụi em thì chỉ là lứa tuổi sinh viên, tụi em giới hạn khoảng từ 18 đến 26 tuổi. Nhưng mà em thấy là cũng khá là tương tự. Nhóm em quyết định lấy khoảng 0,8, còn của nghiên cứu của người ta thì lấy ở 0,7. Dạ em. Dạ em không nghe rõ cô. Nếu mình chọn dòng mẫu mình có thể lấy dựa vô một cái nghiên cứu khác mà nó gần na ná với của mình ha. Cái mình nghiên cứu kia thì làm về thông tin sai lệch đúng không, về COVID-19 ha. Dạ, thì em xin trình bày tiếp về cái tiêu chí chọn mẫu. Thì tiêu chí chọn mẫu của nhóm là sẽ chọn đúng đối tượng nghiên cứu là chính là những sinh viên đang học tại các trường đại học ở thành phố Thủ Đức. Và thứ hai là nhóm sẽ gửi đều hết cho các trường đại học để được chia đều hết cho các khoa của trường luôn, là để đảm bảo là mẫu nghiên cứu nó đa dạng. Để kiểm soát sai lệch chọn lựa thì nhóm sẽ chọn mẫu ngẫu nhiên, và trong cái bản khảo sát về câu hỏi thì sẽ có thông tin, sẽ cần người tham gia điền những cái thông tin như là trường đại học và lĩnh vực ngành học để đảm bảo là cái người điền đó là sinh viên đúng như cái đối tượng mà nhóm đang hướng tới. Ý thứ ba nữa là nhóm sẽ trình bày những cái câu hỏi ở dạng những câu hỏi cách dễ hiểu, dễ trả lời nhất để tránh được những cái sai lệch chọn lựa. Về biến số thì nhóm chia những cái biến số cần. Ngân, nhóm mình ngân ở chỗ định nghĩa biến số. Cô nói phía trên ha. Các bạn nói là các bạn chọn sinh viên Thủ Đức ha. Thì ở Thủ Đức đây là sinh viên học trong cái trường đóng tại Thủ Đức đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ không, thật ra là khi nãy là em có nói là cụ thể hơn là khối đại học quốc gia, năm trường khối đại học quốc gia luôn mà. Nhưng mà đây chắc là như thế. Phải ghi trong đề cương thể luôn. Các bạn đừng khỏi không cần phải ghi là ở Thủ Đức gì nữa hết đó ha. Bỏ luôn cái ý ở Thủ Đức. Tại nếu các bạn ghi là sinh viên trong khu vực Thủ Đức thì nó sẽ gây hiểu lầm ha. Cô đang không hiểu là các bạn chọn sinh viên đang ở khu vực Thủ Đức hay là sinh viên học tại các trường đóng trên địa bàn Thủ Đức. Nhưng mà nếu sinh viên đóng trên địa bàn Thủ Đức thì các bạn nói đại học quốc gia không cũng không đúng ha. Ví dụ đại học Nông Lâm nó cũng trên Thủ Đức. Nó không phải đại học quốc gia ha. Cho nên mình có nói thẳng là đại học quốc gia, và đại học quốc gia có bao nhiêu trường. Tại sao mình chọn 5 trường ha, là mình cũng phải có cái lý do. Ví dụ mình nói là mình chọn ngẫu nhiên trong khối đại học quốc gia, trong đại học quốc gia thì có bao nhiêu trường các bạn? Cô không biết chính xác nhớ nhiều, nhưng mà ví dụ như mình thay vì mình chỉ muốn lấy 5 trường đúng không, thì mình có thể mình nói là mình chọn ngẫu nhiên, mình bóc thăm mình chọn ngẫu nhiên trong bao nhiêu trường, hay là để chọn mẫu thuận tiện, hay là chọn theo kiểu gì đó. Các bạn tùy theo các bạn để ra được 5 trường trong số những trường đại học quốc gia rồi. Các bạn ghi ở đây là các bạn sẽ chọn mẫu ngẫu nhiên đúng không? Chọn mẫu ngẫu nhiên là như thế nào đúng không? Cô vẫn chưa không hình dung được. Ví dụ các bạn chọn mẫu ngẫu nhiên sao? Dựa vô cái gì? Ví dụ như các bạn lấy mỗi trường các bạn lấy 50 sinh viên chẳng hạn. Mỗi trường các bạn lấy 50 thì 50 sinh viên này lấy ngẫu nhiên như thế nào? Ngẫu nhiên dựa vô danh sách tổng hay là sao? Tức là các bạn phải mô tả rõ nha. Thì đúng là các bạn ghi kiểm soát sẽ là cách chọn ngẫu nhiên rồi. Nhưng mà ở trên các bạn phải mô tả rõ là các bạn chọn ngẫu nhiên bằng cách nào ha. Dựa vô danh sách trường các bạn cho chạy ngẫu nhiên trên cái mẫu đó ra trên những cái bạn sinh viên đó, thì các bạn mới gửi cái form này vô mail của cái bạn sinh viên đó chẳng hạn ha. Mình phải lường trước được tình huống luôn. Khi mình chọn ngẫu nhiên những sinh viên này rồi, mình gửi mail rồi, nhưng giả sử sinh viên này người ta không hợp tác, người ta không trả lời thì sao ha. Tức là mình phải ghi ra chi tiết cụ thể luôn, mình lường về cách lấy mẫu ha. Rồi tiếp bạn cái biến số đi. Dạ vậy em xin tiếp tục nói về phần liệt kê về định nghĩa biến số. Thì nhóm đã chia những cái biến số cần phải khảo sát thành 3 nhóm. Đầu tiên là biến số nhân khẩu và thông tin cơ bản. Thứ hai là nhóm biến số liên quan về bùng nổ thông tin. Thì ở đây tức là liên quan đến những cái yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức, như là phương tiện mà sinh viên sử dụng để tiếp cận thông tin về COVID. Thứ hai là niềm tin vào các phương tiện mà đang sử dụng. Thứ ba là niềm tin vào chính phủ. Thứ tư là niềm tin vào các tổ chức khoa học.
Và tất cả những cái biến này thì đều là biến định tính và có 5 lựa chọn là không đáng tin, ít tin tưởng, trung lập, đáng tin hoặc là rất đáng tin. Loại biến thứ ba nữa đó chính là biến số liên quan đến hành vi tiêu thụ thông tin, tức là bao gồm ở đây là việc người tham gia nghiên cứu họ có hành vi xác thực thông tin trước khi quyết định tin tưởng cái nguồn thông tin đó hay không. Thứ hai là việc xác định thông tin trước khi chia sẻ cho người khác. Và thứ ba là báo cáo khi phát hiện một nguồn thông tin sai lệch. Và các biến này thì cũng được có 5 lựa chọn như các biến ở trên. Và loại biến thứ tư nữa là biến liên quan đến kiến thức cơ bản COVID-19. Biến này thì sẽ được dùng để xác định là khả năng của người tham gia nghiên cứu nhận định được đúng sai đối với những cái kiến thức về COVID, và cụ thể hơn là kiến thức về phòng ngừa, về điều trị và về vaccine. Thì đây sẽ là một biến số danh định và người tham gia nghiên cứu sẽ có 3 lựa chọn là đúng hoặc sai hoặc không biết. Thì ở đây nhóm em chưa có đem những cái câu hỏi này vô cái bản nghiên cứu được, nhưng là đang tạm thời liệt kê ở cái mục định nghĩa luôn đó cô. Em xin tiếp tục với phần thu thập dữ kiện thì thầy Hiếu ơi, thầy Hiếu trong quá trình cái nhóm trình bày, thầy Hiếu có khúc nào thầy Hiếu có góp ý, thầy Hiếu cắt ngang góp ý luôn nha thầy Hiếu. Dạ em nghe chị. Thì cái khúc nào em thấy cần góp ý em cắt ngang góp ý luôn nha. Dạ. 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 Dạ em tiếp tục với phần thu thập dữ kiện thì nhóm sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến bằng cách gửi Google Form qua mail cho người tham gia nghiên cứu, và để kiểm soát được sai lệch thông tin thì nhóm sẽ đảm bảo là những cái câu hỏi trong mỗi khảo sát là câu hỏi chuẩn, và mỗi trường đại học thì sẽ có một giám sát viên phụ trách cụ thể để có thể kiểm soát được những cái vấn đề mà khi nãy cô có đề cập là kiểu có đủ số lượng người tham gia nghiên cứu ở trường đại học đó hay không. Về việc xử lý dữ kiện thì sau khi thu thập được hết thông tin và từ Google Form thì nhóm sẽ sử dụng phần mềm Epidata để nhập và mã hóa dữ liệu. Thì ở đây là bản mã hóa dữ liệu. Em lướt qua luôn nha cô. Và sau khi thu thập và mã hóa dữ liệu xong thì nhóm sẽ phân tích bằng phần mềm Stata để đưa ra được những cái dạng biểu đồ khác nhau, cũng như là những cái outcome ở dạng tỷ lệ phần trăm mà. Còn đây là nghiên cứu thử, nhóm em không có làm nghiên cứu thử. Dạ, phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Khoan, kéo lên, kéo cái bảng data. Ủa, cái bảng nãy á, kết quả đó. À, cái bảng này là tụi em chạy thử trong nhóm của cô. Kiểu 5-6 đứa điền thử để chạy thôi chứ không phải là nghiên cứu thử. Rồi, nhưng mà cái này các bạn sẽ không đưa những cái ý này vô ha. Mình chạy thử thôi, mình không cần đưa những cái ý này vô ha. Nó sẽ thừa trong cái đề cương. Nhưng mà các bạn có thể ra những cái bảng này với cái dạng là cái bản công ha. Có thể kể như cái bản công. Nên các bạn lưu ý á, ví dụ như cái bản người ta ra như cái bản công á thì người ta có, ví dụ người ta có cái gạch ngang là cái gạch đứng nè ha. Nó sẽ hạn chế ha, hạn chế không có nhiều cái gạch đâu các bạn. Thì các bạn sẽ thấy những cái bản dữ liệu kết quả cuối cùng á đưa ra. Các bạn để ý, các bạn coi theo những cái nghiên cứu ha. Các bạn tham khảo á, tài liệu tham khảo các bạn nhìn cách người ta trình bày các bạn bắt chước nha. Thì các bạn sẽ đưa ra những cái bản, nhưng mà cái bản của mình là cái bản chỉ có những cái đề mục thôi, nhưng mà cái trong số liệu thì nó còn trống, nó là bản công ha. Thì cô đã nói rồi, cái bản công thì không bắt buộc ha, không bắt buộc, nhưng mà có thì càng tốt. Dạ em cảm ơn cô. Các bạn quay lại cái mục tiêu đi ha. Đáng lẽ là sẽ sửa cái mục tiêu ngay lúc các bạn vừa show lên á, nhưng mà bởi vì cô vẫn chưa hình dung được cái bạn làm ở dưới, cho nên cô không sửa cái mục tiêu được. À đây đây, dạ đây. Cái đề tài thì ra đề tài này mình làm cô thấy cũng rất là hay á. Nghe nó, nãy giờ nó khác với các nhóm khác đúng không? Cái nhóm khác hơi ná nhau.
Nhưng mà nhóm mình làm một cái này nó cũng hơi mới mới nè. Nhưng mà có điều là cũng đang rất là lo lắng là không biết rằng có khả thi không. Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về thông tin sai lệch. À, sao sinh viên biết được mình, thông tin mình nhận biết được là sai lệch? Dạ. Dạ là cái vấn đề là khi sinh viên tìm thấy những thông tin sinh viên đều cho đó là đúng thì người ta đâu có nhận ra cái đó là sai. Dạ đúng rồi, nên là tụi em mới khảo sát xem là đâu sẽ là cái yếu tố tác động đến việc là người ta có nhận thức được là người ta đang đọc một tin đúng hay tin sai hay không. Thì cái yếu tố đó nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chứ là việc họ có hành vi tiêu thụ thông tin của họ như thế nào, họ tin tưởng một cái nguồn thông tin như thế nào, và cái niềm tin của họ là kiểu đặt về khoa học hay là tin tưởng vào tâm linh hay sao đó giống vậy. Chị trả nhắc ngang. Dạ, em cũng ý kiến đến hỏi nè. Vậy thì khi các bạn đặt ra như vậy thì các bạn phải định nghĩa rõ ràng là cái thông tin nào là thông tin chính xác, cái nguồn thông tin chính thức đáng tham khảo ở đâu. Và phải nêu rõ cái định nghĩa cũng như cái chuẩn để biết cái nào đúng nữa. Thì những cái nào nó mới lệch, nó khác cái đó thì nó quy vào cái sai lệch. Hay là ý với bạn định nghĩa sai lệch, rồi những cái gì nó khác sai lệch thì là nó đúng. Dạ, tụi em sẽ chọn cái quan điểm đó là thông tin như thế nào là đúng và đâu là nguồn thông tin đúng đắn. Vậy thì theo nhóm cái nào là đúng, nhóm có định sẵn cái định nghĩa ở đây không? Dạ, để cái định nghĩa đó là đáng lẽ sẽ trình bày ở trong phần cơ sở dữ liệu, cơ sở lý luận hả thầy, đúng không thầy? Không, phần tổng quan đó. À dạ, tại vì nhóm em chưa có trình bày trong đây, nhưng mà tại vì tụi em đều quyết định là sẽ dựa tin cái quan điểm đúng đắn là cái quan điểm dựa trên khoa học ạ. Những cái này là các bạn định nghĩa cái thông tin sai lệch đó có hai chỗ để các bạn định nghĩa. Một là các bạn có thể nêu những cái liên quan tới trong cái phần tổng quan ha, những cái nghiên cứu khác á, ta có làm cái nghiên cứu liên quan tới cái chuyện thông tin sai lệch ha, thì coi người ta định nghĩa thế nào ha. Những cái đó có thể đưa vô tổng quan. Thứ hai là các bạn có thể đưa vô ở chỗ phần định nghĩa biến số á. Các bạn phải định nghĩa rất là kỹ cái biến số, như thế nào là đúng, như thế nào là sai lệch ha. Dạ, phải định nghĩa kỹ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Và thật ra Hiếu thấy gì ok, chị Thiếu nó cũng vẫn phần mơ hồ nha. Hơi mơ hồ đó. Em thấy chưa có nhiều cụ thể, chưa có rõ ràng lắm mà. Ok, cái nghiên cứu này là vẫn làm được, nhưng mà các bạn nhớ là các bạn làm kỹ lại ha, định nghĩa kỹ lại ở chỗ định nghĩa biến số ha. Những cái biến số các bạn phải mô tả kỹ ra thì cái nghiên cứu của bạn nó sẽ khả thi ha. Chứ bây giờ ngồi chỉnh cho các bạn lại từng chi tiết thì là đúng là không có thời gian để chỉnh cho các bạn làm hết, là không có thời gian. Cô với lại Thiếu chỉ gợi ý các bạn vậy, xong các bạn sẽ tự ngồi suy nghĩ làm sao để khi mình nghĩ cái biến số tăng được cái tính thuyết phục cho người ta ha, chứ như vậy thì chưa đủ. Dạ, em cảm ơn thầy, em cảm ơn cô. Hiếu còn góp ý gì cho nhóm này không Hiếu? Em nghe chị, em đang coi, em cũng đang không biết thắc mắc cái này nó có đi vô cái nhánh rẽ của cái dự án mình làm, như là về cái an ninh thông tin của y tế không? Nó gần như vậy. Cái thật ra nó khó cho mấy em nó làm quá. Ừ, rồi nghiên cứu này để xác định như thế nào là sai lệch. Thật ra mấy bạn đang có một cái nghiên cứu đã làm trước rồi, các bạn đang tham khảo theo Na Ná đúng không? Dạ đúng rồi. Nghiên cứu đó là của ai làm ha? Dạ của nghiên cứu của Úc, em nhớ là tiến hành tại Úc rồi. Ok, trong này các bạn có ghi tài liệu tham khảo không?
có ghi cái nghiên cứu đó trong cái link tham khảo rồi ha? Dạ có. Ok, các bạn có thể dựa theo cái đó để mình làm từng phần ha. Làm đối tượng khác thôi đúng không? Cái khác đối tượng thôi chứ các bạn thì cũng có thể làm đúng không? Dạ có. Dạ đúng rồi, cũng gần giống vậy, nhưng mà tụi em thêm một vài cái biến tố, một cái biến mà sẽ ảnh hưởng đến nhận thức nữa, như là hành vi tiêu thụ thông tin. Ok, các bạn có thể tham khảo cái nghiên cứu đó ha, và điều chỉnh lại cho nó với đại phần ha. Dạ. Có thể mấy bạn tham khảo nhưng mà đưa vào cái định nghĩa nó không rõ hay là cắt bớt á, cho nên cái người đọc người ta không biết. Các bạn sợ các bạn bị thiếu sót trong cái phần định nghĩa biến. Dạ. Ok, chị không còn góp ý gì nữa hết. Dạ, cảm ơn cô đã cho nhóm em góp ý, team sẽ sửa chữa. Nhóm kế tiếp là nhóm 15 đúng không? Dạ đúng rồi. Mời nhóm 15. Dạ dạ. Dạ, thì con thấy slide bọn em chiếu lên chưa ạ? Thấy rồi em, thấy rồi. Dạ. Vậy thì em xin bắt đầu về đề tài nghiên cứu của nhóm em. Thì nhóm em là nhóm 15, thì tụi em thuyết trình nghiên cứu về, tụi em làm nghiên cứu về mức độ hiểu biết và phòng chống HIV của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đề tài này thuộc lĩnh vực y tế công cộng và bọn em dự định sẽ thực hiện vào từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2022 tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Về mô tả nghiên cứu thì bọn em phát hiện là kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên là vào năm 1980 đến nay thì đã rất là lâu rồi, nhưng mà HIV nó vẫn còn là một vấn nạn xã hội nhức nhối, vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trên thế giới vẫn chưa công bố được các vaccine phòng chống cho HIV, có nghĩa là con người chỉ có thể phòng chống HIV thông qua nhận thức, ý thức và những kiến thức của bản thân để tự bảo vệ cho bản thân mình. Mặc dù trên thị trường vẫn có một số loại thuốc có độ hiệu quả cao dùng để phòng ngừa HIV trong vòng 72 giờ đầu, nhưng mà thông thường những bệnh nhân bị phơi nhiễm HIV, bệnh nhân mà nghi ngờ bản thân nhiễm HIV là do những cái trường hợp mà rõ ràng như là đập trúng bơm kim tim, còn những trường hợp âm thầm như là quan hệ tình dục không an toàn thì lại bị bỏ qua, từ đó khiến cho hiệu quả của thuốc kháng HIV không còn được hiệu quả nữa. Dạ. Tiếp theo là theo quan điểm của Bộ Y tế thì những đối tượng dễ bị tổn thương qua HIV là phụ nữ và trẻ em. Thì theo số liệu thống kê mà em ghi nhận được thì có một vài số liệu đáng chú ý, như là có khoảng trên 1 triệu phụ nữ được xét nghiệm, phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV, thì trong đó có 630 ca ghi nhận dương tính HIV. Ngoài ra còn một số liệu về những trường hợp HIV lây truyền từ mẹ sang trẻ con. Rồi. Một thực trạng mà bọn em ghi nhận được là thông thường trong những lần quan hệ tình dục thì bao cao su thường được sử dụng rộng rãi nhất sẽ là bao cao su dành cho nam giới. Điều này vô tình đã khiến cho phái nữ trở nên bị động trong việc phòng chống các căn bệnh truyền nhiễm kể cả qua đường tình dục, kể cả HIV. Do đó là việc lây truyền HIV qua quan hệ tình dục trong năm 2019 chiếm khoảng 67,2%, lây truyền từ mẹ sang con chiếm 1,8% trong tổng số trường hợp nhiễm HIV tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều số liệu thống kê về mức độ hiểu biết cũng như nhận thức đúng đắn của phụ nữ trong các vấn đề về căn bệnh HIV. Qua đó, nhận thức của phụ nữ về HIV là cần thiết trong việc phòng chống HIV trong thời buổi hiện nay. Thì đây là một số tài liệu tham khảo mà bọn em ghi nhận được. Tiếp theo là về phần đạo đức nghiên cứu. Thì nghiên cứu được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của người tham gia, cho nên là và được hội đồng y đức thông qua, mọi thông tin đều được mã hóa và bảo mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Tiếp theo là em sẽ trình bày về phần mục tiêu và nội dung mục đích nghiên cứu.
mục tiêu thì bọn em chia ra thành hai nhóm chính. Đầu tiên là mục tiêu chính là bọn em sẽ tìm hiểu về thực trạng và mức độ hiểu biết về phòng chống HIV của phụ nữ ở độ tuổi sinh sản trong khu vực, hay cụ thể hơn là ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là mục tiêu phụ là bọn em sẽ muốn tìm hiểu và khai sâu hơn những cái nguyên nhân khía cạnh nào mà phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chưa có nhiều hiểu biết đầy đủ về HIV, tìm ra những thiếu sót chung về nhận thức phòng chống HIV của phụ nữ, và cuối cùng là tạo thông tin cho các công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống HIV trong tương lai. Dạ. Tiếp theo là tôi cắt ngang. Khoan mấy em. Tôi cắt ngang chỗ này xíu. Hồi sáng này thầy với cô Nhã có sửa rồi. Ở đây mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể luôn, không có chính với phụ nha. Dạ. Dạ vâng. Khoan, để y cái mục tiêu đó nha. Để y mục tiêu cô coi. Dạ. Vậy để em xin tiếp tục thuyết trình về bài đề tài nghiên cứu của mình. Thì tiếp theo là phần kế hoạch. Khoan, ngừng chút xíu. Ngừng xíu cho cả lớp xem mục tiêu của mình được chưa nha. Dạ vâng. Ví dụ như cái mục tiêu chính hay mục tiêu tổng quát của các bạn là các bạn đang muốn tìm hiểu về mức độ hiểu biết, đúng không, về kiến thức về HIV. Dạ. Vô mục tiêu cụ thể các bạn, lý do phụ nữ độ tuổi sinh sản chưa có hiểu biết đầy đủ về HIV. Ổn không ta? Thứ nhất không biết nhóm này hồi nãy sáng giờ có theo dõi không chị? Bắt đầu cái động từ mà nhóm không biết theo dõi không, vẫn chưa sửa nè. Các bạn hãy theo dõi cho cái nhóm khác nữa nha các bạn. Nha. Cô với thầy Hiếu khi mà chấm khi cái bài các bạn nộp rồi á, cô không chấm mức độ hay dở của cái đề tài đâu. Tại các bạn có thể copy từ một cái đề tài của người khác làm cái gì đó ha, thì nó hay sẵn rồi. Nhưng mà cô với thầy Hiếu sẽ chú ý vô nhiều ở cái điểm mà cô với thầy Hiếu đã sửa cho các nhóm mà các nhóm không chịu sửa lại ha, chứng tỏ là các bạn không có nghe và sai những cái mà sơ đẳng ha, là cô sẽ trừ điểm nhiều. Nói trước nha. Dạ. Yeah. Rồi ví dụ như ở đây ha, cái mục tiêu này, mục tiêu thì nhớ ha, thầy Hiếu đã dạy các bạn cách viết mục tiêu rồi ha, các bạn sẽ phải về coi lại nha, tự coi lại cách viết mục tiêu. Nhưng mà về nội dung ở chỗ này ha, mình do mình chưa làm khảo sát đúng không, thì mình đâu có biết người ta có kiến thức. Rồi các bạn khảo sát ra đấy, ở quận nhất người ta làm truyền thông rất là tốt thì sao, hết 99,9% phụ nữ có hiểu biết đúng thì sao, hiểu biết tốt về phòng chống HIV thì sao ha. Mình chưa làm khảo sát sao mình dám ghi chụp chỗ cái mục tiêu cụ thể của mình là phụ nữ chưa có hiểu biết đầy đủ về HIV ha, sẽ không ghi như vậy. Mà cái mục tiêu ở dưới, mục tiêu cụ thể, nó sẽ là triển khai chi tiết của cái mục tiêu tổng quát ha, những cái gì mình muốn đạt được cho cái mục tiêu tổng quát thì mình sẽ làm cụ thể ra ở dưới, các bạn sẽ bám sát ở trên ha. Rồi dạ. Tìm ra những thiếu sót chung về nhận thức phòng chống HIV của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tạo thông tin để cho công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống HIV trong tương lai. Không đúng ha, cái câu cuối hồi nãy của một nhóm cô đã góp ý ha, như cái câu cuối này cũng chỉ là cái câu các bạn có thể ghi vô trong cái phần, có thể là phần cái phần mà ví dụ như là tính ứng dụng, tính cấp thiết của đề tài, hoặc là trong viết trong phần đặt vấn đề ha, hay gì đó thôi, chứ cái câu này không phải là mục tiêu. Dạ. Bây giờ cô sẽ không hỗ trợ nhóm nữa, cô liệt kê ra các chi tiết của cái mục tiêu cụ thể ở đây, nhưng mà cô nói nhóm mình tự về suy nghĩ lại ha. Các mục tiêu là những cái gì, mục tiêu cụ thể là những cái gì để đạt được cái chỉ số đầu ra cho cái mục tiêu chính ở trên ha, mục tiêu của tổng quát ở trên ha. Thì cái mục tiêu cụ thể dưới là cái triển khai chi tiết ra ha. Và nhớ cái cách viết. Thông thường thì nó phải là động từ ha. Động từ ở đầu ha. Rồi. Tiếp luôn đi các bạn, tiếp luôn. Thầy Hiếu có góp ý không thầy Hiếu? Mục tiêu. Không, em chỉ có thứ ý trước là cách đặt cái mục tiêu đó. Cũng như nãy cô Nhã có nói đó, thì cái tạo thông tin thì không được, được tìm ra những thiếu sót, nó rất là chung chung, nó không có cụ thể chút nào hết. Các bạn phải coi kỹ là cái phần lý thuyết với lại tham khảo thêm những cái đề tài của các nhóm khác nha. Mục tiêu này không có điểm đó.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy cô, em sẽ ghi nhận lại. Dạ, tiếp theo thì em sẽ thuyết trình tiếp về phần kế hoạch. Thì kế hoạch của nhóm em thực hiện sẽ là thực hiện nghiên cứu cách ngang mô tả thông qua việc sử dụng câu hỏi khảo sát để quan sát sơ bộ tình hình cũng như là hiểu biết của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó các số liệu khảo sát sẽ được thống kê, sẽ được thống kê được tình trạng hiểu biết về HIV để thực hiện cho mục đích nghiên cứu. Tiếp theo là về phương pháp nghiên cứu, thì nghiên cứu của em thiết kế là nghiên cứu cách ngang mô tả và nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng. Thời gian và địa điểm là tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 2022 đến hết tháng 12 2022. Về phần đối tượng nghiên cứu thì dân số mục tiêu mà em lựa chọn là những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là từ 15 đến 49 tuổi. Dân số chọn mẫu là những người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cơ mẫu bọn em chọn là đây là công thức cơ mẫu bọn em đưa lên và trong đó bọn em lựa chọn sai số cho phép là 0.07 với lại B bằng 0.4. Nguyên nhân bọn em chọn sai số là 0.07 là tại vì bọn em chọn 0.07 là để cho cỡ mẫu nó rộng hơn để bọn em dễ thực hiện thống kê có mục đích nghiên cứu hơn. Từ B và D đó thì em tính được N là cỡ mẫu là bằng 188. Ước lượng số người không tình nguyện tham gia nên em sẽ chọn cỡ mẫu là 200 cá nhân, 200 người. Phương pháp chọn mẫu, bọn em sẽ thực hiện phương pháp chọn mẫu giai đoạn kết hợp với là chọn mẫu ngẫu nhiên. Dựa theo đơn vị hành chính thì quận nhất có 10 phường, đánh số các phường từ 1 đến 10, sau đó chọn ngẫu nhiên 5 phường. Mỗi phường lập danh sách và chọn ngẫu nhiên bằng máy tính để chọn ra 40 đối tượng để khảo sát, thì qua đó sẽ chọn được 200 mẫu. Tiêu chí chọn. Dừng lại xíu. Các em lưu ý chỗ chọn mẫu ha. Do mình các bạn muốn tìm được cái mẫu, nãy nghe các bạn nói là các bạn muốn cho cái mẫu nó lớn hơn đúng không? Cho nó đại diện hơn. Thì thường để muốn mẫu lớn hơn, đại diện hơn á, thì người ta sẽ cho P nó maximum ha, cho P nó là 0.5. Thì nó sẽ ra cái mẫu lớn nhất có thể. Rồi nếu mà có thể nữa, tại sao các bạn thấy nếu mà các bạn để vẫn để là P là 0.5 rồi các bạn để D là 0.05 ha, theo mọi người vẫn làm, thì nó ra con số maximum nó chỉ ra tới 384. Nhưng mà hồi sáng có một cái nghiên cứu người ta làm tới 700 mấy. Tại sao? Tại cái đó người ta nhân thêm cái hệ số thiết kế ha, thì nó sẽ ra được những con số đó. Chứ không phải là các bạn dựa vô cái D nha, không phải là các bạn dựa vô cái sai số cho phép, các bạn gia giảm cái sai số cho phép để các bạn muốn cỡ mẫu lớn nhất các bạn tăng D hay là giảm D là không phải nha các bạn. Dạ. Yeah. Rồi ok, các bạn làm tiếp đi. Dạ. Tiếp theo là về phần tiêu chí chọn mẫu. Thì tiêu chí lựa chọn của bọn em là những người tham gia là nữ trong độ tuổi sinh sản từ 15 đến 49 tuổi, tự nguyện tham gia khảo sát và hiện đang cư trú tại địa bàn quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu chí loại trừ là những người không đồng ý tham gia hoặc là những người mất năng lực hành vi nhân sự. Tiếp theo là phần kiểm soát sai lệch chọn lựa. Thì tổ thu thập không chính xác do thông thường thì bọn em nghĩ là sẽ có trường hợp tổ thu thập không được chính xác là do quan niệm của đối tượng. Do đó mẫu khai sát cần có thêm một năm sinh. Việc lựa chọn vào khảo sát dựa trên sự tình nguyện và thuận tiện nên khắc phục được bằng cách tăng cỡ mẫu. Về phần liệt kê và định nghĩa biến số thì bọn em đưa ra liệt kê biến số vào 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đầu tiên là biến số về nhân khẩu và thông tin cơ bản, sẽ bao gồm năm sinh và địa chỉ. Biến số thứ hai là biến số về mức độ hiểu biết cơ bản về bệnh HIV. Thì ở đây bọn em sẽ đưa ra 10 câu hỏi, những 10 câu hỏi và bọn em thực hiện bằng phương pháp đánh giá điểm. 10 câu hỏi với lại 3 để em cho em khảo sát những kiến thức của đối tượng về 10 câu hỏi đó. Trong 3 đáp án là có nghe qua, hiểu rõ và không biết. Thì có nghe qua thì sẽ được tính là 1 điểm và đã hiểu rõ thì sẽ được tính là 2 điểm. Tiếp theo là biến số về nhận thức và phòng chống HIV. Thì đây sẽ là khảo sát về những nhận thức của đối tượng và những kiến thức căn bản của HIV. Thì sẽ được đánh giá cũng dựa trên số điểm thông qua 3 đáp án là đúng, sai và không biết. Tiếp theo là phần thu thập dữ kiện. Đầu tiên là phương pháp và công cụ thu thập dữ kiện. Là bọn em sẽ dùng cách thức khảo sát trực tiếp thông qua phiếu khảo sát. Phương pháp thu thập. Khoan, cô xin lỗi, cắt ngang xíu. Các bạn kéo lên lại, các bạn định nghĩa biến số sao ít vậy? Dạ, là
diễn biến số nhiều lắm nha. Tức là trong cái bộ câu hỏi các bạn có bao nhiêu thông tin các bạn cần lấy là các bạn phải định nghĩa hết tất cả những cái biến số đó đó ha, chứ không phải chỉ có định nghĩa về năm sinh, về địa chỉ. Ví dụ trong cái bộ câu hỏi các bạn hỏi kiến thức về cái gì, những cái câu kiến thức về cái gì các bạn đều phải định nghĩa ha. Dạ. Như thế nào là đúng, như thế nào là sai, các bạn đều phải có liệt kê ra nha, bổ sung thêm, nhớ mình bổ sung thêm phần liệt kê và định nghĩa biến số nha. Dạ. Ok, tiếp đi, tiếp đi. Em xin thuyết trình tiếp theo. Tiếp là phương pháp và công cụ thu thập dữ kiện. Là dùng cách thức khảo sát trực tiếp thông qua phiếu khảo sát. Phương pháp thu thập và phân tích số liệu là thông qua form khảo sát được thiết kế sẵn, đã đính kèm ở phần mục lục phụ lục ở phía dưới. Và nếu người khảo sát có số điểm đạt trên 15 sẽ được tính là có đủ kiến thức về phòng chống HIV. Số liệu sẽ được nhập và mã hóa bằng phần mềm AbData. Tiếp theo là kiểm soát sai lệch thông tin. Là bọn em đưa ra một số sai lệch như là từ ngữ đặt câu hỏi có thể hàng lâm khó hiểu, thì biện pháp sẽ là sử dụng những từ phổ thông đơn giản dễ hiểu và có kèm theo ngôn ngữ địa phương để bổ sung nếu cần thiết. Tiếp theo là hỏi quá nhiều thông tin cá nhân riêng tư hoặc những vấn đề nhạy cảm, thì biện pháp là bọn em sẽ chỉ thu thập những thông tin thật sự cần thiết. Xử lý dữ kiện thì xử lý dữ kiện sẽ được lọc, xử lý và làm sạch bằng phần mềm AbData và Stata 14. Tiếp theo là phân tích dữ kiện, là bọn em dùng phương pháp thống kê mô tả và thể hiện tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đạt mức độ hiểu biết về các câu hỏi mà người khảo sát đưa ra. Và phần nghiên cứu thử thì bọn em không thực hiện. Đây là phần tóm tắt và phân công nhiệm vụ, thì ở đây bọn em sẽ nêu ra một vài ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu của bọn em. Thì ưu điểm là khảo sát này dễ thực hiện, nhanh và dữ liệu có thể thu thập chỉ một lần. Và đánh giá được những điểm mà phần lớn đối tượng tham gia khảo sát hiểu rõ và chưa nắm vững HIV. Tuy nhiên hạn chế là có tồn tại sự thiếu trung thực trong quá trình trả lời câu hỏi. Và đây là những cuộc cắt ngang không có nhóm so sánh đối chứng. Với lại là tại vì phần khảo sát của em là khảo sát trực tiếp, cho nên là sẽ phải mất thêm phí để mà tổ chức những cái buổi khảo sát như vậy, cho nên sẽ khá là tốn kém. Em xin kết thúc phần thuyết trình về đề tài nghiên cứu của bọn em. Đây là phần câu hỏi bọn em đính kèm ở phụ lục. Rồi, cái phần định nghĩa biến số các bạn, các bạn có thể chi tiết ở trong cái phần ở trên, hoặc là nếu mà trong phần cũng có một số người ha, người ta sẽ không có để trên đây, dù phần định nghĩa biến số người ta sẽ ghi nó sơ sơ thôi, nhưng mà người ta sẽ ghi là phụ lục ha. Tại cái phần định nghĩa biến số này các bạn sẽ phải rất là chi tiết để các bạn đi làm ha. Thì người ta sẽ có khi nó dài quá thì có một số tác giả người ta làm nghiên cứu, người ta sẽ để ra phần phụ lục ha. Có cái mục ở trên đây vẫn có cái mục liệt kê và định nghĩa biến số, nhưng người ta liệt kê sơ sơ thôi, xong rồi còn cái phần chi tiết thì đưa ra phụ lục, hoặc tùy, hoặc có nhóm thì người ta để thẳng luôn những cái phần chi tiết, người ta để trong đây luôn ha. Đó thì có hai cách để các bạn có thể làm. Dạ. Rồi. Thầy Hiếu ơi, thầy Hiếu còn góp ý gì cho nhóm này không? Dạ, em không có góp ý gì nhé. Rồi ok, nãy giờ nhóm này đã góp ý luôn rồi ha, tới đâu là góp ý tới đó rồi. Rồi các bạn mời các bạn nhóm kế tiếp ha. Rồi cảm ơn nhóm 15. Dạ vâng, thay mặt nhóm cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sẵn cái nhóm này nói luôn, cô thấy nãy có chỗ mà sai lệch kiểm soát sai lệch thông tin đó, thì các bạn cũng có thể nói thêm cái ý là có thể là khắc phục bằng cách là các bạn làm pilot trước đúng không, để kiểm tra cái tính về câu từ này kia đó, để cho người ta dễ hiểu á. Hồi nãy nhóm này có nói nhưng mà nhóm này là không có làm pilot, thì nếu các nhóm khác thì các bạn cũng có thể đưa cái ý các bạn làm pilot vô trong cái kiểm soát sai lệch thông tin ha. Ủa tới nhóm mấy? Nhóm 17 hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Chị, nhóm 17. Dạ bạn em đang tải slide lên nè. Ok. Rồi nhóm sau nhóm 17 là nhóm mấy nữa? Thôi giờ đi qua số lại đôi số chẵn đi Hiếu ơi. Đấy được mấy nhóm rồi ta? 1, 2, 3, 4, 4 nhóm rồi. Một, hai, ba, bốn, năm.
Vậy là buổi chiều nay còn hai nhóm ha. Giờ qua số chẵn đi hả? Hiếu chọn không biết. Chị có tính cho nhóm 21 làm tiếp không? Hay là sau 17 không? Hay là 21 để ngày mai luôn? 21 để ngày mai luôn đi. À, dạ cô ơi, cho em xin biết nhóm 21 làm sau nhóm 17 được không cô? Em nói gì? Dạ em nhóm 21 xin phép làm sau nhóm 17 à. Mà 21 em có đủ thành viên chưa? À, dạ đủ rồi. Đủ 6 bạn luôn hả em? Có thành viên đâu các bạn, 6 bạn trong nhóm 21 đâu. Các bạn bật mic lên hết. Các bạn bật mic lên hết. Bạn đâu giơ tay lên hết 6 bạn cô ơi. Nhóm mình là 76. Dạ nhóm em 6 ạ. Bạn Khánh nghe lộn cô, bạn Khánh nhóm em, nhóm 17 cô. Khánh Hồ 17. Dạ. Ủa giờ lại còn có 5. Đủ 6 rồi cô. Đâu bạn nào? À, khoan nha, xin lỗi các lớp, cô làm phiền lớp xíu, cô hỏi nhóm này. Nhóm này là bạn nào, bạn Hoàng Gia là của lớp Y2020 hay là lớp khác? Hoàng Gia. Dạ. Hey, dạ nhóm này có. Rồi nè, cô hỏi lại nè. Thái nói giùm cô đi. Bạn Thái nói giùm cô, trong 6 bạn thì bạn nào là có 3 bạn là ở trong lớp Y2020 đúng không? 3 bạn của lớp khác đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi 3 bạn nào là Y2020? Bạn Lưu Hoàng Gia, bạn Trần Hoàng Đông với là em ạ. Hoàng Gia, Hoàng Đông. Trần với là em ạ. Rồi ok. Rồi, vậy thì nhóm này xong tới nhóm 21 ha. Dạ, vậy nhóm 17 em bắt đầu luôn ạ. Mời bạn nhóm 17. Dạ rồi. Xin chào thầy, cô và các bạn. Em tên là Thiên Bảo. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm 17 trình bày đề tài nghiên cứu mối quan hệ về hút thuốc, rượu bia và cà phê ảnh hưởng tới việc hoạt động của vi khuẩn Helicobacter pylori, mà tụi em cụ thể ở đây là người dân tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thành viên của nhóm em. Chuyển slide. Dạ, rồi phần nội dung tụi em sẽ chia ra 3 phần chính. Một là thông tin chung, hai là mô tả chung về nội dung nghiên cứu, và cuối cùng là phần tóm tắt lại để mọi người hiểu rõ hơn về bài của tụi em. Đầu tiên, tụi em sẽ trình bày một chút về phần dịch tễ. Mọi người có thể thấy trong bảng người dân châu Á có mức độ tiêu thụ rượu bia ít hơn so với người dân các nước châu Âu, châu Mỹ. Ở đây chúng ta có thể thấy điều gì? Việt Nam thuộc châu Á nhưng mức độ tiêu thụ khá là cao, thuộc top của châu Á với số lít rượu tiêu thụ trung bình hàng năm của một người là 8,9 lít. So với năm 2010 thì năm 2017 Việt Nam tăng khá là cao, chỉ trong vòng 7 năm mà Việt Nam tăng tới 89,4%. Về thông tin tổng quan chung, tụi em có 5 phần đề tài. Đó là mối quan hệ giữa hút thuốc, rượu bia và cà phê ảnh hưởng tới việc hoạt động của vi khuẩn Helicobacter pylori ở người dân tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực đó là sức khỏe công cộng. Thời gian dự định làm đó là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tụi em sẽ thực hiện nó trong một năm. Địa điểm là quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị đăng ký thực hiện nghiên cứu đó là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Để mọi người hiểu bài dễ hơn thì tụi em sẽ giới thiệu về HP. Đó là vi khuẩn Helicobacter pylori. Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn gram âm gây viêm dạ dày mãn tính và đóng vai trò quan trọng trong. Mình có thể lướt không ha? Mình có thể lướt. Mình nghĩ nói là mình có giới thiệu qua về Helicobacter rồi. Đi qua dạ luôn rồi. Ha. Dạ, đây là một số từ ngữ mà tụi em sẽ viết tắt trong bài. Qua luôn ạ. Dạ rồi. Tổng quan chung về tình hình thế giới thì chúng ta có thể thấy khu vực châu Á toàn màu cam, trong khi châu Âu và châu Mỹ có xen lẫn khá nhiều vùng đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào. Dạ. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào đất nước mình.
Việt Nam có màu đỏ ở mức độ nhiễm HB trên 70%, nên cũng được xem là một vùng dịch tễ của HB. Ở Việt Nam, việc nhiễm vi khuẩn HB là phổ biến và có liên quan nhiều đến loét dạ dày tách tràng, viêm dạ dày hoạt động, teo và chuyển sẵn ruột. Qua những dự kiện trên thì chúng ta sẽ tiến hành đặt vấn đề tại sao tụi em lại chọn vấn đề này. Thì trên thế giới chúng ta có thể thấy được HB là một yếu tố nguy cơ mạnh của ung thư dạ dày và đã được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1. Khoảng 50% dân số thế giới được biết là nhiễm Helicobacter pylori, mà thực sự là ai cũng nhiễm vi khuẩn này, và quan trọng là ít hay nhiều để có thể gây bệnh. Ở Việt Nam thì tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori ở Việt Nam được báo cáo là rất cao, nhưng phổ các bệnh dạ dày tái tràng liên quan đến HB vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống. Vì vậy, chủ đề này của tụi em sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các hành vi lối sống như rượu bia, thuốc lá, cà phê và nguy cơ nhiễm vi khuẩn HB, từ đó đưa ra lời cảnh báo, lời khuyên thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc HB cũng như các biến chứng của nó, nhằm nâng cao đời sống của người dân hơn. Tiếp theo là phần ý tưởng nghiên cứu của tụi em. Các nghiên cứu trước đây về tỷ lệ huyết thanh cho thấy các điều kiện kinh tế xã hội trong thời thơ ấu là các yếu tố nguy cơ chính gây nhiễm trùng, và chúng có liên quan chặt chẽ tới nhau. Mọi người có thể thấy trên slide, đây là bài nghiên cứu nói về tỷ lệ mắc HB ở các yếu tố nguy cơ gây nhiễm HB ở trẻ em mường ở Việt Nam. HB được xem là vấn đề toàn cầu. Nguồn lây nhiễm tới nay vẫn chưa được tìm ra. Tuy nhiên có một khẳng định là thời điểm nhiễm HB quan trọng nhất là lúc còn thơ ấu, và có khá nhiều nghiên cứu ở lứa tuổi này. Chúng ta có thêm một nghiên cứu nữa. Nghiên cứu này một lần nữa chỉ ra nhiễm HB phổ biến ở Việt Nam và chúng có liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của viêm dạ dày hoạt động, teo và chuyển sẵn ruột. Chúng ta có nhiều bài nghiên cứu về vi khuẩn HB này ở thời thơ ấu của con người, bởi đây là độ tuổi, sức đề kháng còn yếu, việc ăn uống cũng ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên lại có rất ít nghiên cứu điều tra về vai trò và các yếu tố kinh tế xã hội và lối sống trong thời kỳ trưởng thành liên quan đến vi khuẩn HB này. Chuyển slide đi Khánh. Chuyển slide luôn. Rồi chúng ta có tiếp tục hai cái nghiên cứu. Bên trái là nghiên cứu có hút thuốc, cà phê, rượu. Nghiên cứu cho thấy tác dụng bảo vệ của việc uống rượu đối với nhiễm vi khuẩn HB đang hoạt động. Và tuy nhiên, tác dụng ngược lại của việc uống cà phê, đó là do số liệu hiệu chỉnh acetate của rượu thấp hơn 1, thấp hơn sắp so với chỉ số này bên hàng cà phê và thuốc. Điều này cho thấy hút thuốc và cà phê có tác hại mạnh hơn so với việc uống rượu. Em cũng từng nghe về việc uống rượu vang giúp chống lại HB, chống viêm dạ dày. Tuy nhiên, nghiên cứu bên phải lại kết luận rằng uống rượu vang không phải là một yếu tố bảo vệ chống lại HB. Em cũng đọc qua. Xin lỗi cắt ngang em xíu, nhưng mà em cho lên cái slide trên tôi. Còn một cái slide của em đi, cô nói cả lớp luôn. Cả lớp nhìn ha, đây là cái bảng của cái trong các nghiên cứu khác ha. Các bạn bắt chước theo nha các bạn. Thấy không, nó không có cái nhiều cái dòng kẻ cột ha, ta chỉ có vài cái dòng gạch ngang thôi đúng không? Các bạn nên bắt chước theo vậy ha, trong cái bản trình bày nha. Bản trình bày kết quả, rồi nhóm tiếp đi nhóm. Dạ, em cũng có đọc qua bài nghiên cứu và hầu như các hạn chế của các nghiên cứu trước đây là việc đánh giá thô sơ về thói quen lối sống, chẳng hạn như phân loại đơn giản về việc uống rượu, hạn chế do kích thước mẫu nhỏ và không điều chỉnh được các yếu tố nguy cơ. Kết luận lại phần này, tụi em có 3 giả thuyết sau. Rượu có tác dụng bảo vệ chính ở mức tiêu thụ vừa phải và nhiều, nhưng không phải ở mức tiêu thụ thấp. 2. Đó là nhiễm HB phổ biến hơn một chút ở những người hút thuốc hàng ngày và những người không hút thuốc hàng ngày so với những người hút thuốc cũ và không bao giờ hút thuốc. 3. Đó là nhiễm HB ở những người tham gia uống 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày, cao hơn đáng kể so với những người tham gia khác. Đây là một số tài liệu tham khảo của tụi em ở những phần trên. Tuy nhiên ở dưới mỗi slide tụi em cũng đã đính kèm link để mọi người có thể tham khảo. Tiếp theo là phần đạo đức. Ở phần đạo đức này, đầu tiên tụi em sẽ trình bày lợi ích và rủi ro. Lợi ích, bản câu hỏi đã hoàn thành có thể được gửi lại qua đường bưu điện hoặc Gmail, rất tiện lợi. Ngoài ra một số điện thoại liên lạc được cung cấp, và nhóm nghiên cứu tụi em luôn sẵn sàng nghe điện thoại vào tất cả các ngày trong tuần. Nếu người tham gia nghiên cứu bị nhiễm HB, họ sẽ được cung cấp thông tin và lời khuyên từ tụi em. Tiếp theo đó là rủi ro, có sự can thiệp về mặt y tế nên có thể không gây hại cho người tham gia, tuy nhiên nếu có thì cũng sẽ được can thiệp kịp thời. Ở phần này tụi em có chuẩn bị một cái phiếu để cung cấp thông tin đến người dân đọc sẽ tham gia nghiên cứu với tụi em.
Phiếu này có tên nghiên cứu, tụi em ở đơn vị nào, trình bày ngắn gọn mục đích và quy trình nghiên cứu. Ngoài ra cũng có quyền lợi và rủi ro của các đối tượng, tính bảo mật an toàn thông tin khá là quan trọng với người thực hiện khảo sát. Đây, tụi em có để tên người liên hệ và số điện thoại trên này. Phần quan trọng nhất vẫn là phần xác nhận rằng họ hoàn toàn tình nguyện tham gia vào nghiên cứu này. Sau khi thuyết trình xong, tụi em sẽ gửi bản PowerPoint cho mọi người để có thể xem kỹ hơn bản này. Tiếp theo, tụi em sẽ trình bày về phần bảo mật. Thông tin của người tham gia được mã hóa bằng ID cá nhân và sẽ không được tiết lộ. Thông tin cá nhân của người tham gia sẽ được giữ đến khi xuất bản nghiên cứu này. Thông tin nghiên cứu sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba cho đến khi công bố nghiên cứu này. Ngoài ra, những người tham gia không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghiên cứu cho bên thứ ba cho đến khi nghiên cứu được công bố. Các mẫu được thu thập từ những người tham gia sẽ chỉ được cung cấp cho một nhân viên chỉ định từ nhóm phân tích dữ liệu. Các mẫu nghiên cứu sẽ được phân hủy sau khi kết thúc nghiên cứu, không lưu lại với bất kỳ mục đích cá nhân nào. Tiếp đến là phần xung đột lợi ích. Vì nhà tài trợ của nghiên cứu là khoa y và mục đích. Chuyển slide. Đây là phần xung đột lợi ích. Vì nhà tài trợ nghiên cứu là khoa y và mục đích duy nhất của nghiên cứu là cải thiện sức khỏe cộng đồng, nên tụi em không tìm thấy xung đột lợi ích nào cả. Nghiên cứu sẽ được IRB xem xét để đảm bảo rằng mọi xung đột lợi ích đều được giải quyết nếu có xảy ra. Còn về hội đồng xét duyệt, tất cả quy trình nghiên cứu như đã đề cập ở trên đều được Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu Y sinh tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp nhận. Còn về phần kinh phí thì do thời gian hạn chế nên tụi em chưa có đưa ra được bản kinh phí. Và tiếp theo là phần mục tiêu. Em xin được nói tiếp về phần mục tiêu, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu. Thì về phần mục tiêu, đối với mục tiêu chung thì ta xác minh mối liên quan giữa hút thuốc, uống rượu, cà phê với nhiễm khuẩn HP đang hoạt động. Về mục tiêu đặc biệt thì xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn HP ở người dân sống tại quận 1 cũng như là ước tính mối mức độ liên quan cũng như là mức độ liên kết của những cái yếu tố vừa rồi nhằm cải thiện tốt hơn sức khỏe của người dân ở đây. Tiếp đến là phần phương pháp. Thì thiết kế chung đó chính là nghiên cứu quan sát. Bạn kéo thành lại mục tiêu đi cho cả lớp coi lại một xíu. Mục tiêu các nhóm đi chậm xíu nha. Tới mục tiêu các bạn dừng lại xíu để cho cả lớp xem nha. Vậy em nói rõ cái mục tiêu đặc biệt luôn nha cô. Ok. Thì mục tiêu đặc biệt của mình ở đây là xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP ở người dân sống tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ước tính mức độ liên quan giữa lượng thuốc lá hút và thói quen hút thuốc. Ước tính cái mức độ liên kết giữa số tách cà phê sử dụng trung bình mỗi ngày cũng như là ước tính độ liên quan so với lượng đồ uống có cồn khác nhau trong vòng một tuần. Ở đây không dùng từ là mục tiêu đặc biệt nha, mục tiêu cụ thể nha các bạn. Phải mục tiêu đặc biệt ha. Dạ. Cô hiểu sao nãy có nhóm kia dùng từ ước tính rồi. Các bạn tham khảo tài liệu nước ngoài có cái từ estimate, các bạn dịch ra ước tính luôn đúng không? Dạ không phải cô ơi, tụi em ước tính tại vì không có số liệu cụ thể những cái phương thức đó, chứ không phải tụi em ước tính vì tụi dịch estimate rồi. Để viết cụ thể trong cái nghiên cứu này, cái nhóm này trình bày thì khi mấy bạn đưa ra tiếng Việt cụm từ to estimate thì mấy bạn dịch là từ gì? Dạ là ước tính ạ. Rồi hỏi nhóm tiếp, chị Nhã có ý kiến chỗ nào nữa không? Rồi, tiếp đi. Tiếp theo là phần phương pháp thì rồi nói lại luôn. Thiết kế chung chúng ta sử dụng thiết kế quan sát. Chúng ta sẽ quan sát lối sống của người dân và chủ động thu thập thông tin. Về thiết kế nghiên cứu thì đa số những nghiên cứu ở đây đều sử dụng nghiên cứu cắt ngang. Tình trạng nhiễm vi khuẩn HP đang hoạt động được đo bằng cách là xét nghiệm hơi thở 13 CUR. Thông tin định lượng chi tiết về hút thuốc, rượu và cà phê. Mức trung bình tiêu thụ được thu thập bằng bảng một câu hỏi tự quản lý và đã được tiêu chuẩn hóa. Thì tiêu chuẩn hóa ở đây có thể là từ những tổ chức như là WHO, CDC hoặc là dựa trên một số bài giảng của thầy cô. Rồi tiếp theo, đó là điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp này. Thì về điểm mạnh là tương đối nhanh chóng và
dễ dàng tiến hành, không cần theo dõi quá lâu, và dữ liệu về tất cả các biến chỉ thu thập đúng một lần duy nhất. Nhiều kết quả và sự phơi nhiễm có thể được nghiên cứu như là uống cà phê, rượu và hút thuốc. Và còn điểm yếu thì là mình khó xác định được kết quả, khó định liệu được kết quả tiếp theo sau phơi nhiễm kịp thời hay là phơi nhiễm do kết quả, dễ bị sai lệch do phản hồi thấp và phân loại sai do thiên vị thu hồi. Nội dung tiếp theo thì địa điểm thì mình đã nói ở trước ha, giống như là trên đã trình bày. Còn phần lý do là còn với những đối tượng, mình sẽ lấy những đối tượng từ 15 đến 79 tuổi và những người này sống ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lý do là kết quả về vai trò của các yếu tố kinh tế, xã hội và lối sống ở trong thời kỳ trưởng thành không nhất quán so với thời thơ ấu. Về khoan về, hỏi xíu, sao mình chọn 15 tới 79? Dạ, cái này là mình lấy độ tuổi. Dạ, chờ em xíu ạ. Dạ, theo tụi em là tại vì ở nước Việt Nam thì cái việc uống rượu bia thì nó không có có giới hạn, nhưng mà thường thường là không có ai giới hạn việc đi mua rượu bia để mấy trẻ vị thành niên còn không ai đi mua rượu bia để uống hết, không bị cấm đi mua để uống, cho nên là tụi em định lấy luôn cái đó để có thể nói chung vô luôn cô. Bây giờ ra ngoài trong tài liệu khảo của tụi em cũng có để cái đó nữa, cho nên tụi em biết định lấy luôn. Ví dụ trong tài liệu tham khảo của tụi em, một cái nghiên cứu tương tự ta làm lấy độ tuổi bao nhiêu? Trong cái nghiên cứu tương tự của tụi em khảo sát tìm hiểu á, thì cái nghiên cứu đã làm ở đâu và lấy độ tuổi bao nhiêu? Dạ, trong cái nghiên cứu của tụi em là lấy độ tuổi từ 15 đến 79. Nhưng mà cái đó là ở nước nào? Nó không để rõ ở nước nào á cô. Là em chỉ thấy nó để như vậy thôi. À, ở nước Đức cô ơi. Em quên. Tại khi mà các em đưa ra một cái độ tuổi nào đó ha, luôn luôn là phải có lý giải ha, luôn luôn là hội đồng sẽ hỏi. Vô là hội đồng sẽ hỏi liền tại sao không chọn từ 18 trên 18 thì mới được được phép sử dụng rượu bia chẳng hạn, hay là trên 21 chẳng hạn. Thì hồi nãy em có giải thích ha, ở Việt Nam mình do là không có cấm trẻ em đi mua rượu bia ha, cho nên là có thể có những trẻ đã sử dụng rượu bia từ 15 tuổi. Nhưng mà ví dụ như vậy thì em phải có đưa ra dẫn chứng một cái nghiên cứu nào đó ha, hay là một cái thông tin nào đó trên một cái trang thông tin nào đó ha, nói về cái độ tuổi mà sử dụng rượu bia ở Việt Nam theo thống kê nào đó, là ví dụ như tầm tuổi 15, 16, 17 ha, thì cái tầm tuổi này không là vẫn cái tuổi mà vị thanh niên tuổi dưới 18 vẫn có một số rất là lớn em, những cái trẻ này vẫn sử dụng rượu bia, hút thuốc ha này kia, thì mình vẫn đưa những cái thông tin đó vô để mình chốt được con số 15 ha, chứ không thôi là sẽ bị bắt lỗi vô này. Nhưng mà tại sao chị khống chế ở 79? Liệu cái người tám mấy tuổi, những người đó ở giờ người ta sống thọ lắm, có những người tám mấy tuổi người ta vẫn uống rượu bia rồi vẫn hút thuốc lá, những người này vẫn có thể tham gia nghiên cứu được, mà tại sao mình lại chặn ở cái tuổi 79? À, thì cái này cô góp ý thôi nha, cô chỉ nói thôi để các nhóm khác lưu ý luôn. Khi mình đưa con số ra, ví dụ như vẫn có những người trên 80 chẳng hạn, 80, 81, 82, 83 chẳng hạn, nhưng mà mình có thể là mình loại ra, bởi vì mình nói là có thể là mình do cái độ tuổi thì nó mình cũng phải dẫn chứng một cái nghiên cứu ở đó, thấy là có độ tuổi này thì người ta cái có thể là người ta về cái mặt trí nhớ người ta không có được tốt đó. Cho nên mình phỏng vấn nó cái thông tin nó sẽ bị sai lệch nhiều, cho nên mình hạn chế cái độ tuổi chẳng hạn. Cái là cô nói đại nha, cô không hề có cái nghiên cứu nào hết đó, cho nên mấy đứa phải tự search được cái nghiên cứu nào đó để cái chặn tuổi trên chặn tuổi dưới ha, đưa vô cho nó logic ha. Rồi cảm ơn nhóm mình làm tiếp đi. Rồi em xin được tiếp tục ạ. Về những cái
trường hợp nhiễm nhiễm vi khuẩn HB hoạt động thì sự gia tăng tỷ lệ 13C carbon dioxide so với 12C carbon dioxide giữa mẫu ban đầu và so với cái mẫu 30 phút sau, nếu mà hơn 5 trên 5 phần 1000 thì được coi là biểu hiện của nhiễm trùng đang hoạt động. Và phép đo của mình là các mẫu hơi thở được phân tích bằng máy đo phổ hồng ngoại không phân tán chọn lọc đồng vị, như là bằng cái hệ thống phân tích Wagner của Đức. Các bạn có thể lên mạng để mà tham khảo. Tiếp theo thì tiêu chuẩn, như hồi nãy mình đã trình bày, là tiêu chuẩn là từ 15 đến 19 tuổi, những người sống tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và đặc biệt là những người này đồng ý. Bạn bị rất mạnh. Em vừa mới bị kích. Nói tới đâu rồi ta? Rồi. Những người đó phải đồng ý với mẫu đơn thì mình mới cho phép được tham gia. Và thứ hai đó là tiêu chí loại trừ, thì những người nào mà từ chối cái mẫu đơn, từ chối sự thông báo đó thì mình sẽ không chọn. Và những người điều trị đã được điều trị nhiễm vi khuẩn HB, người có tiền sử loét dạ dày, tá tràng. Bởi vì là những cái người này đã thay đổi cái lối sống do những cái vấn đề về đường tiêu hóa rồi, cho nên mình không chọn nữa. Và thứ ba là tiêu chí đủ điều kiện cho các nhà điều tra nghiên cứu, đó là những người thực hiện phép đo này là những người có trình độ chuyên môn cao. Tiếp theo là kỹ thuật lấy mẫu, thì dùng cái phương pháp lấy mẫu xác suất, lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Người thường trú sẽ được chia thành các nhóm theo độ tuổi, thứ nhất là từ 15 đến 29 tuổi, và từ tuổi 30 trở đi thì cứ 10 tuổi mình sẽ phân thành một nhóm, ví dụ như là 30 đến 39 tuổi. Mất slide rồi Khánh ơi. Dạ, xin lỗi cô, em mới bị kích ra, để em chiếu slide lại. Nhân là do mình rất mạng á, đúng không các bạn? Cô hay nghe mấy bạn đó bị kích ra, tức là bị có bạn nào khác tác động không? Dạ đúng rồi, bạn khác tác động với cô. Ok nha. Không, cũng nhiều lúc thì bị rớt mạng. Cô cũng tùy là rớt mạng á, chứ không tới nỗi ai rảnh mà ngồi tác động vô nữa ha. Cô hay nghe lớp mình hay bị á, mấy lớp khác cô không nghe mà cứ nghe đa phần ở lớp mình hay bị cái tình trạng đó. Cô nghĩ là chắc do rớt mạng á cô, nhưng mà em mong là không ai kích bạn. Em vừa bị kích luôn nè cô. Là 29 nha. Ok. Rồi em tiếp tục nói ha. Thì cái độ tuổi thứ nhất là từ 15 đến 29 tuổi, thì từ tuổi 30 trở đi cứ 10 tuổi thì mình sẽ tính vào một nhóm. Và để phân tầng lấy cái mẫu này thì chọn ngẫu nhiên số lượng người theo tỷ lệ của mỗi nhóm tuổi. Tiếp theo thì cái này là phần tính toán của tụi em là, thì cũng dựa vào phần xác suất thống kê thôi, các em sẽ không bàn sau. Tiếp theo về phần tuyển dụng thì một kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu sẽ được thực hiện ở quận 1 luôn, và mình sẽ trình bày cho họ về cái kế hoạch nghiên cứu trước, rồi sẽ có các thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm cho từng nhóm tuổi để tuyển người tham gia, và những người tham gia này được phỏng vấn và lựa chọn nếu họ đáp ứng đủ tiêu chí và bao gồm cả mẫu chấp thuận, thì sơ hở thì không có sơ hở trong cái nghiên cứu này. Về điểm chính của cái slide này là cái bảng cường độ uống rượu, như là 5 lần trên một ngày. Các bạn có thể theo dõi ha. Rồi, tiếp theo. Số lượng người tham gia của mỗi nhóm hút thuốc. Đối tượng được tham gia được chia thành những cái nhóm như là người hút thuốc hàng ngày nè, người hút thuốc, người đã từng hút thuốc, người chưa bao giờ hút thuốc, trên cơ sở lượng hút thuốc và thói quen hút thuốc trong bảng câu hỏi. Tiếp theo.
còn đây là cách lấy mẫu. Thì cái nhiễm khuẩn HB đang được hoạt động được xác định bằng xét nghiệm hơi thở với carbon 13. Mỗi mẫu hơi thở ban đầu sẽ được thu thập trong một cái túi nhựa. Rồi sau đó cái bệnh nhân sẽ uống 200ml nước táo có chứa 75mg ure 13C không phóng xạ. Thì qua 30 phút sau, mẫu hơi thở thứ hai sẽ được thu thập. Thì các mẫu hơi thở được thu thập bằng máy quang phổ hồng ngoại, không phân tán như em đã trình bày lúc nãy. Thì những người tham gia sau đó sẽ sử dụng một bảng câu hỏi để mà tự báo cáo thu thập thông tin nhân khẩu học, tình trạng tiêu thụ thuốc lá và tiền sử bệnh tật. Người tham gia nhận được kết quả phong bì và lời khuyên từ các nhà nghiên cứu về độ nhạy của cái cách lấy mẫu này, đó chính là 98,3% với độ đặc hiệu là 98,6%. Các phép đo dưới sự giám sát của các nhà điều tra có trình độ. Về nội dung tiếp theo xin mời Như. Dạ, về phần quản lý dữ liệu, về cơ sở dữ liệu nguồn là biểu mẫu tự báo cáo. Đối với quản lý câu trả lời của bản câu hỏi thì là kiểm tra câu trả lời của bản câu hỏi. Nếu có bất kỳ câu trả lời nào bị bỏ trống hoặc là loại thông tin được cung cấp không chính xác. Tiếp theo là chuyển dữ liệu từ bản câu hỏi sang dữ liệu của máy tính để lưu trữ cho việc nghiên cứu gọn hơn. Clear data là bước đầu của việc kiểm tra dữ liệu và liệt kê tất cả các giá trị, các biến trong tập dữ liệu có thể đối chiếu với các giá trị bất thường với chứng từ gốc thu thập từ bản giấy để kiểm tra lại, để giảm thiểu sai sót đầu vào. Luôn có hai người nhập liệu để có thể đối chiếu lẫn nhau và tránh trường hợp sai lệch. Thì sau đó là việc so sánh với bản gốc là cần thiết nếu như phát hiện có sự khác biệt giữa chúng, và thì chúng em nhận thấy là cách này rất hữu ích để tránh sai sót của người nhập liệu. Tiếp đi anh. Thì đối với phần phân tích dữ liệu, các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các yếu tố gây nhiễu có thể bao gồm là tuổi, chiều cao, cân nặng. BMI được tính toán cho từng trạng thái uống rượu. Tổng mức tiêu thụ rượu trung bình và đồ uống cụ thể hàng tuần được tính toán bằng giả định bằng rằng 1 lít bia hoặc là 0,5 lít rượu chứa 50 gram ethanol là hàm lượng đó là hàm lượng ethanol điển hình của bia và rượu được tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng em ước tính mối liên quan giữa hút thuốc và uống rượu cà phê với nhiễm HB hoạt động bằng cách tỷ lệ chênh thô và điều chỉnh OR. Các tỷ lệ chênh lệch được điều chỉnh và khoảng tin cậy khoảng 95% được ước tính bằng hồi quy logistics nhiều lần. Đây là nhiều lần ha? Đó. Hồi quy đa biến các bạn. Phải hồi quy logistics. Dạ dạ. Các biến số sau đây được nghi ngờ có liên quan đến nhiễm trùng trên cơ sở kiến thức được đưa vào mô hình đa biến như là tuổi, giới tính, tiền sử của cha mẹ có bị loét dạ dày hoặc tá tràng là xem có hay không. Thì ban đầu hai yếu tố tương tác tiềm ẩn giữa hút thuốc uống rượu cà phê được đánh giá thì không có tương tác nào trong số này là đáng kể, cho nên là tất cả phân tích được thực hiện với gói phần mềm hệ thống kê SIS. Tiếp theo đi Khánh. Tiếp nữa. Tụi mình đã trình bày về những bất lợi, thì đương nhiên cũng có một phần đó là xử lý các tình huống bất ngờ hoặc là bất lợi, đó là chuẩn bị sẵn thuốc, phương tiện vận chuyển và thành lập đội có chuyên môn y tế để hỗ trợ kịp thời. Ví dụ như là đi cấp cứu hoặc là sơ cứu, các thủ tục xác định và xử lý các phát hiện không mong muốn, tìm ra những gì có thể gây tác hại,
đánh giá rủi ro, thực hiện các biện pháp kiểm soát, xem xét các biện pháp kiểm soát. Tiếp đi hả? Về phần bài ạ, selection là các mẫu đôi khi được chọn theo cách thuận tiện và được báo cáo nhằm làm mẫu ngẫu nhiên. Về phần information bias, người được hỏi có xu hướng cung cấp những gì mà họ tin là những câu trả lời được xã hội chấp nhận hơn là sự thật, tức là họ không hoàn toàn nói ra theo hướng của họ mà có xu hướng giả dối và làm đẹp hơn cho bản thân. Về phần recall bias, thông tin về hút thuốc và uống rượu cà phê được xác định bằng bảng câu hỏi từ quản lý mà không cần xác minh bằng các dấu ấn sinh học. Một số bảng câu hỏi không được hợp lý và xem xét kỹ dẫn đến sai số trong quá trình nghiên cứu. Về phần hạn chế là không rõ cường độ hút thuốc và uống rượu cà phê trong quá khứ của những người tham gia. Chúng ta chỉ biết được hiện tại, nếu như sao quá có một số người tham gia sẽ không nhớ. Và khó khăn trong việc thu thập mẫu hơi thở của tất cả cư dân. Chuyển slide khác. Đối nhóm với những người dùng mình, trên... Khoan, nhóm mình dừng xíu. Nhóm mình là đang... Có phải là các bạn có tham khảo theo một cái nghiên cứu có sẵn đúng không? Nên các bạn làm... Thì nhìn thì tôi nói rất là chi tiết cụ thể. Nhưng mà các bạn ở đây là các bạn tự nghĩ ra hay là các bạn coi theo cái nghiên cứu đó, các bạn chép y chang. Ông cô hỏi cái này hỏi nó hơi tế nhị nhưng mà hỏi để các nhóm thấy là nhóm này làm, thực ra này làm rất là kỹ và rất là chi tiết đó. Các bạn thấy nhóm mô tả không? Mô tả cái cách lấy rất là chi tiết cụ thể á. Nhưng mà cô nghĩ là nhóm mình có tham khảo tài liệu thì tốt. Nhưng mà các bạn có phải là các bạn bê vô của cái một cái nghiên cứu tương tự y chang vậy không? Dạ tụi em có tham khảo. Dạ tụi em có tham khảo. Rồi cho tôi thêm ý kiến thêm ý kiến cô Nhã xíu nè. Ngoại trừ cái ý kiến của cô Nhã thì tôi có cảm giác là không biết các bạn là cái người viết với cái người trình bày là những người khác nhau hay sao á. Tại vì các cụm từ thuật ngữ chuyên môn các bạn nói nó không có ăn nhập. Chẳng hạn như cái expert event trong y khoa lâm sàng thì đó là cái sự cố y khoa. Trong cái sử dụng thuốc dược đó thì nó là cái vấn đề về tác dụng phụ của thuốc. Còn cái cụm từ tiếp theo trong dịch tễ hoặc là trong cái thống kê thì cái recall bias nó là gọi là thiên lệch hồi tưởng. Đúng rồi. Tức chung là các bạn dùng cái cụm từ nó cảm giác như là các bạn dịch nhưng mà dịch không đúng hay là đọc lại của người khác viết vậy đó, rất khó chịu. Không thì các bạn tham khảo thì tốt, nhưng mà vấn đề là cô các bạn tham khảo nhưng mà các bạn phải hiểu vấn đề nha, chứ không phải mình tham khảo là mình bê nguyên si của người ta làm sao mình bê vô ha, mà mình không hiểu được vấn đề thì cái đó nó lại không có ổn lắm. Cho nên cô nhắc một cái để các bạn cần đi từ từ thôi, nhưng mà nó chắc ha, mình hiểu được cái người ta làm mà mình học được cái hay của người ta ha. Các nhóm khác ở đây khi trình bày, cái nhóm này trình bày lên cho nên cô thấy là người ta liệt kê rất là chi tiết cái cách lấy mẫu như thế nào, các bạn thấy không? Hồi nãy á, cho uống cái nước gì táo gì đó ha, rồi lấy mẫu bao nhiêu gì, người ta mô tả rất là chi tiết, các bạn thấy khác với các bạn làm hồi sáng giờ không? Cho nên thật ra thì nhóm này trình bày lên để các nhóm khác cũng học được ha. Với cái nghiên cứu người ta làm kỹ, người ta sẽ làm như vậy. Thì nhóm mình đang làm bên cái tiếng Anh thì mình có làm tiếng Anh thì tốt thôi. Nhưng mà khi các bạn, cô chỉ đang lo là khi các bạn chuyển thể qua tiếng Việt làm cái đề cương nha, các bạn phải dùng từ sát đúng nghĩa nha. Nãy giờ các bạn dùng từ nó nhiều từ dùng sai lắm. Nhưng mà các bạn đang nói cho nên cô không có cắt ngang được. Ha. Đó, thầy Hiếu cũng có nhắc nhở các bạn á. Rồi các bạn trình bày tiếp ha. Nhưng mà khi các bạn chuyển thể thành tiếng Việt thì các bạn nhớ là làm sao cho nó đúng nghĩa với đúng cái từ tiếng Việt. Như mình hôm trước giờ mình được học rồi đúng không? Những cái từ tiếng Việt xài như thế nào á. Các bạn học thống kê rồi học dịch tễ rồi thì các bạn sẽ xài đúng những cái từ tiếng Việt nó sử dụng như thế nào. Rồi một cái nữa là các bạn sẽ làm theo cái form mẫu. Cái form mẫu của khoa y đại học quốc gia ha. Theo cái form đề cương á.
Rồi mời nhóm mình làm tiếp ha. Và các nhóm khác thấy người ta hay thì cũng sẽ học theo thôi các bạn. Dạ cảm ơn thầy và cô đã bổ sung. Dạ em xin được trình bày tiếp. Thì đối với những người uống trên 3 ly mỗi ngày thì cái chỉ số OR là khoảng từ khoảng là 1.6, và những người mà uống trên 75 gram ethanol trên một tuần là khoảng 8 và 0.8. Em xuống nói luôn là cái OR đó là khả năng mắc bệnh. Đối với những người mà hút thuốc thì chỉ số OR là khoảng 2.5, cao hơn so với những gì đã đề cập. Tiếp đi Khanh. Thì tạm thời là nhóm tụi em phân chia công việc sẽ là mọi người cùng làm hết. Và tuy nhiên sau khi nếu như mà tuyển được một số tình nguyện viên nhất định thì sẽ phân chia lại cho hợp lý hơn. Tiếp đi Khanh. Và sau đây, đây là timeline của tụi em, mọi người tham khảo ạ. Rồi, nhóm em xin đưa ra một số bảng câu hỏi. Đây là bảng câu hỏi khảo sát và mức độ đo sử dụng rượu. Tiếp đến là bảng câu hỏi khảo sát về hút thuốc. Tuy nhiên về bảng câu hỏi uống cà phê thì tạm thời tụi em chưa thể thống nhất ra được một bảng chính xác, nên là tụi em sẽ tìm và gửi lại sau ạ. Cảm ơn cô và cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bài thuyết trình chúng em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn nhóm 17. Sao nhóm 17 trình bày thả tim dữ ta? Đội bộ nhóm tim hay gì vậy? Dạ tụi em tự thả tim cô. Rồi thấy nhóm khác ngưỡng mộ gì thả tim quá trời. Bạn Đạt thấy bạn Đạt giơ tay, biết bạn Đạt có ý kiến gì không? Dạ, ngày ta em có câu hỏi là không biết mình còn thời gian. Bạn Đạt hỏi nhanh đi, bạn có thể nhanh. Dạ, em thắc mắc cái lấy mẫu của bạn, cách lấy mẫu của bạn chọn là stratify, tức là phân tầng. Nhưng mà khi mà bạn phân ra các cái nhóm tuổi là 15 tới gì đó thì làm sao để mình lấy được đúng cái mẫu, lấy cái đúng được cái người của cái nhóm tuổi đó? Tại vì khi mà mình đi thực địa, tại đây mình chọn quận 1 chẳng hạn, khi mình đi thực địa thì mình đâu có biết trước được là mình là lấy được người đó. Hoặc là ví dụ mình lấy mẫu là một đứa trẻ thì mình cũng nên lấy luôn cả mẫu là của ba mẹ người đó thì nó mới hợp lý, đúng không? Cho nên là em chỉ thắc mắc là làm cách nào là mình có thể lấy mẫu cách tốt nhất trong cái nghiên cứu này. Sẵn khoan nha, nhóm chưa trả lời, cô mới hỏi nhóm luôn nè. Khi nào để tại sao các bạn phải phân tầng ha? Ở trong đây các bạn phân tầng vậy, các bạn có thể giải thích tại sao các bạn lại chọn phân tầng ở nhóm tuổi mà không chọn phân tầng ở các nhóm khác, và mục đích của phân tầng là để làm cái gì? Dạ, nhóm em nói trước đi để tôi bổ sung. Dạ, là chủ yếu nhóm em phân tầng ra để xác định coi ở độ tuổi nào thì cái bệnh này sẽ bị mắc nhiều nhất. Và từ những cái độ tuổi đó thì mình sẽ điều tra những cái hành vi lối sống ở cái độ tuổi đó, coi là họ sinh sống ra kiểu như là họ có uống chất kích thích hay không đó cô, hay là sử dụng chất thuốc lá. Chủ yếu là vậy. Rồi mấy câu trả lời đó cô hay cô không, cô chưa thuyết phục được cô ha. Tại vì mục đích của mấy đứa là để phân tầng, là để xem là cái độ tuổi nào mắc nhiều nhất, thì nó không cần thiết phải phân tầng. Không phân tầng vẫn làm được chuyện đó mà, đúng không? Rồi có bạn nào trong nhóm, có thấy như có trong nhóm này có bạn khác muốn trả lời đúng không? Bạn khác trả lời thử. Dạ, nhóm em xin ít phút hỏi ý cô, tại ý nãy cũng giống bạn đó cô.
À, ý giống nhau à? Vậy coi lại trong bài cô giảng á, khi nào thì các bạn phân tầng? Coi lại ha. Thôi giờ cô sẽ, nếu các bạn không trả lời không cần đâu, các bạn sẽ trả lời sau và các bạn tự coi lại trong cái bài giảng ha, để giúp kiểm soát sai lệch hồi tưởng, kiểm soát sai lệch thông tin, kiểm soát sai lệch chọn lựa ha. Những cái ý mà nãy khi lúc bạn dịch từ cái câu chữ tiếng Anh á, bạn lúa bạn hơi lúng túng, bạn bỏ qua luôn, bạn lúa qua bạn không nói, bạn nói vô cái nội dung luôn á, nhớ không? Thì các bạn về các bạn coi lại tài liệu để kiểm soát sai lệch thông tin nè, kiểm soát yếu tố ghi nhiễu nè, kiểm soát sai lệch chọn lựa nè. Thì trong những cái đó có cái mình phân tầng để giúp mình kiểm soát, thì các bạn về coi lại ha, tự coi lại lý thuyết nha. Xong đi sâu vô chỗ này. Dạ, cho em hỏi cái, tại vì sẵn nãy các bạn có nêu ra cái là cái thiên lệch về cái hồi tưởng á, cái gọi là recall bias á, tức là cái thấy khó khăn trong cái nghiên cứu này là ở cái việc mà mấy bạn kiểm soát được cái lượng, chẳng hạn như lượng cà phê, lượng rượu, lượng thuốc lá, thì sẵn tiện các bạn nêu vấn đề là đo lường cái lượng đưa vào cơ thể với cái việc mà thiên lệch hồi tưởng đó, thì các bạn có kiểm soát trong cái vấn đề mà sai lệch và cái này không? Mà có cách nào kiểm soát chưa? Hay là trong cái tài liệu các bạn tham khảo dựa theo đó, có cái cách kiểm soát sai lệch này không? Nếu nhóm chưa trả lời được thì nhóm có thể tham khảo thêm để mình giải quyết cái vấn đề này nha. Tại đây những yếu tố này không giải quyết vấn đề này thì cái việc đo lường của các bạn nó không có chính xác, ảnh hưởng tới cái kết quả đầu ra lắm. Rồi em hết rồi nhớ ơi. Rồi ok, cảm ơn thầy Hiếu đã góp ý cho nhóm ha. Những cái gì mình nhóm này đã liệt kê được ra rất là nhiều cái hạn chế đúng không? Nhưng mà mình lại không đưa được cái kiểm soát ha. Thông thường thì khi mình đưa ra thì mình nên đưa cái kiểm soát được của mình đúng không? Rồi, chắc mời nhóm kế tiếp ha, không còn giờ nhiều ha. Nhóm 21 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, nhóm 21. Nhóm 21 xong là còn một nhóm nữa thôi ha. Rồi 7 nhóm. Cô ơi, sau nhóm 21 nhóm nào vậy? Sau nhóm 21 và nhóm ở giữa đi. Chia 2 ra nhóm nhóm 11, 12, nhóm 12 đi. Cô chẳng đi. Ở nhóm 12 rồi. Nhóm 12 rồi, bây giờ nhóm 11 đi. Em xin trình bày phần nghiên cứu của nhóm em ạ. Thì về thông tin chung thì tên đề tài là nghiên cứu về nhận thức về tầm quan trọng đối với việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của sinh viên khoa y tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực y học sức khỏe, y học cộng đồng. Thời gian thực hiện là 6 tháng. Nơi thực hiện nghiên cứu là tại khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về mô tả nghiên cứu thì đầu tiên là về tổng quan tình hình nghiên cứu. Thì nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá nhận thức chung của sinh viên y khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh về tầm quan trọng đối với việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên khoảng 138 sinh viên tại một số trường Đại học Khoa học Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là tại khoa y Đại học Quốc gia, bằng cách khảo sát trực tuyến trên cỡ mẫu. Thì về khái niệm và các thuật ngữ thì sức khỏe tâm thần là một mức độ tâm lý hạnh phúc hoặc không có bệnh tâm thần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì sức khỏe tâm thần bao gồm hạnh phúc chủ quan, khả năng tự nhận thức, tự chủ, năng lực, sự phụ thuộc giữa các thế hệ và khả năng tự thực hiện hóa tiềm năng trí tuệ và tình cảm của một người. Rối loạn tâm thần là một bệnh tiềm ẩn. Rối loạn trầm cảm hay trầm cảm là một chứng rối loạn tâm thần rất phổ biến. Về tình hình thực tế thì theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về sự tác động của COVID-19 lên sức khỏe tâm thần của sinh viên thì có tất cả là 37.150 sinh viên tham gia khảo sát. Thì
có 48,4% là nữ và 51,6% là nam. Thì kết quả cho thấy các áp lực tâm lý mà sinh viên phải chịu thì áp lực học tập trực tuyến thì được ghi nhận cao nhất. Ngoài ra còn có các áp lực tâm thần đáng kể khác lên sinh viên như là nỗi lo lắng về khả năng đóng học phí, có mâu thuẫn với gia đình trong vấn đề thấu hiểu hay là làm việc quá sức. Thì nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra sinh viên trường y sẽ phải trải qua stress và trầm cảm nhiều hơn so với quần thể nói chung và nhóm sinh viên khác nói riêng. Một số yếu tố đã được chỉ ra như lượng kiến thức quá tải, thiếu thời gian nghỉ, tiếp xúc với cái chết hoặc chịu đựng đau đớn, những sự kiện căng thẳng trong cuộc sống hay những lựa chọn nghề nghiệp không chắc chắn đã dẫn đến việc sức khỏe tâm thần không tốt cho sinh viên ngành y. Dạ, về, tiếp theo một hai. Có thể bỏ qua những phần này ha. Dạ. Dạ, về ý tưởng khoa học về tính cấp thiết. Mình nói tóm tắt được thôi, mình không đọc hết ha. Dạ, em xin trình bày về phần ý tưởng khoa học về tính cấp thiết. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của sinh viên y khoa là một chủ đề luôn được quan tâm hàng đầu và vấn đề rất quan trọng đối với mỗi sinh viên y khoa, đặc biệt là sinh viên y khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo các khảo sát cho thấy, có một phần không nhỏ sinh viên y khoa lơ là, xem nhẹ trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân, điển hình như áp lực học tập, làm việc quá sức, sinh hoạt không khoa học. Rồi các bạn có thể bỏ qua phần này luôn các bạn ơi. Có thể bỏ qua. Các bạn kéo xuống phần tiếp theo đi. Rồi các bạn cho thấy phần ý đức của các bạn chút xíu. Kéo lên lại xíu. Rồi. Phần ý đức này chưa ổn nha, giống mình phần ý đức chưa có ổn, các bạn tham khảo thêm hồi sáng giờ các nhóm khác làm nha. Dạ. Kéo xuống luôn. Dạ. Rồi các bạn trình bày phần mục tiêu đi. Dạ thưa cô, em xin được trình bày phần mục tiêu là sinh viên y là những người đang và sẽ có một nền tảng tốt về y học. Thì trong bối cảnh nhận thức của mọi người về chăm sóc sức khỏe tinh thần còn kém, thì cộng thêm tình hình dịch phần nào gây nên áp lực cho cộng đồng, thì những sinh viên y sau này sẽ trực tiếp thực hiện các hoạt động y tế có góc nhìn thế nào về vấn đề chăm sóc tâm thần này. Từ đó thì bài nghiên cứu này có thể làm nguồn tài liệu là tham khảo cho các bài luận liên quan. Dạ, về phương pháp nghiên cứu thì nhóm của em là khoan qua phương pháp, đưa lên lại mục tiêu cho cả lớp góp ý giùm cô. Khoan, nhóm cô là cái mục tiêu này xíu thôi. Tiêu đi. Kéo lên rồi. Cô mời các bạn trong lớp góp ý. Hình như nhóm không có theo dõi thì sáng giờ các nhóm khác trình bày. Hoặc là có theo dõi các bạn cũng không sửa. Nhóm mình còn coi lại ha. Ngay cả bài thầy Hiếu dạy, các mục tiêu các bạn về các bạn coi lại thầy Hiếu dạy ha. Không biết là lúc giờ thầy Hiếu dạy các bạn có đi học không? Dạ có cô. Có hả? Có, sao các bạn làm mục tiêu nó khác lạ quá. Không thấy giống nhóm nào hết. Giống như là các bạn chưa từng học về nói về mục tiêu là gì nữa đó.
nên các bạn để như vậy thì cô không biết góp ý sao, cô không biết thầy Hiếu có góp ý được chứ cô là cũng không biết góp ý sao nữa. Nhớ mình phải làm lại cái phần mục tiêu ha, phải có mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, và cái mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đó nó bám sát với cái tên đề tài ha. Mà thực tế thì cái tên đề tài, cái slide cũng có dạy rồi ha. Tên đề tài đặt sơ khởi thôi, xong sau đó khi các bạn làm xong hết rồi các bạn mới quay ngược lại điều chỉnh lại một lần cuối cùng cái tên đề tài ha, theo thực tế ha, như vậy. Cho nên giờ cho cái tên đề tài rồi đó, mà các bạn từ cái đó các bạn mới đặt cái mục tiêu thì nó phải sát ha với cái cần làm. Mục tiêu các bạn để chung chung vậy không biết đường làm luôn á. Ví dụ như ở dưới cái trình bày cũng vậy, ví dụ thiết kế nghiên cứu cắt ngang để khảo sát các sinh viên y khoa tại Hồ Chí Minh, không viết luôn tuồng như vậy luôn ha. Thiết kế nghiên cứu ghi ở phía trên thôi là nghiên cứu cắt ngang, rồi làm như thế nào ở dưới bắt đầu mình ghi tiếp các ý để mình làm ha. Trình bày nó phải rõ ràng nha các bạn. Các bạn sẽ nên tham khảo lời các nhóm hồi sáng giờ trình bày ha. Các bạn không chịu ngồi lắng nghe nè, lắng nghe là các bạn đã biết cách để chỉnh sửa rồi. Sáng giờ đã sửa rất là nhiều nhóm rồi. Rồi nhóm mình sẽ sửa lại cái mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể. Thầy Hiếu có sửa luôn giùm bây giờ không? Hay là để cho các em nó tự sửa thầy Hiếu? Dạ, chắc để mấy em tham khảo lại các nhóm khác như là coi lại bài chị ơi. Biết kỳ em cũng không sửa được luôn. À, biết gì không có thời gian để sửa cho các bạn. Rồi. Rồi các bạn cứ làm tiếp nha. Take note lại nha. Cái phần mục tiêu là phải làm lại đó. Rồi các bạn kéo xuống đi. Rồi ngay phần thiết kế ha, phần thiết kế cô nói rồi ha, các bạn cũng phải để sao cho nó rõ ràng ha, không viết chữ lu tuồn vậy ha. Rồi nhóm trình bày tiếp đi ha, tới đâu thì thầy Hiếu với lại cô sẽ góp ý tới đó cho các bạn chỉnh sửa. À, kéo xuống tiếp đi, kéo nhanh ha. Kéo nhanh có thể nhóm mình là cô sẽ cho thêm một cơ hội để ngày mai trình bày lại á. Bởi vì từ cái mục tiêu các bạn sai thì không biết sao các bạn làm ở dưới được ha. Giờ kéo nhanh đi, kéo nhanh để các bạn. Rồi, ví dụ như ở đây ha. Ở đây các bạn cũng sẽ khoan. Để đi đó đi. Cô biết là các bạn lấy từ cái đề tài liệu tham khảo tính P bằng 21% ha. 21% ở đây thì các bạn lấy từ một cái nghiên cứu đúng không? Ok. Nhưng mà các bạn trong cái đề cương. Xin lỗi. Trong cái đề cương ha. Trong cái đề cương các bạn sẽ không có ghi nguyên cái đường link vô như vậy ha, các bạn chỉ trích dẫn thôi. Thì trích dẫn như thế nào là các bạn đã được học luôn rồi. À, có vẻ cái nhóm này không theo dõi bài học lắm nha. Cô thấy không có ha, ví dụ trích dẫn nó là tài liệu số 7 thì nằm thì các bạn phải làm bằng EndNote nha. Các bạn đã được thầy Ân dạy về EndNote thì các bạn cái đề cương cô và thầy Hiếu chấm ha là phải các bạn phải làm EndNote nha. Không làm thủ công nha. Rồi. Nhóm nào không làm EndNote bị trừ điểm đáng chịu á. Rồi phải chích dẫn cái chỗ này, chích dẫn tài liệu lại nè. Rồi kỹ thuật phương pháp chọn mẫu. Rồi các bạn ghi tiêu chí chọn mẫu. Mẫu nghiên cứu phải là tập hợp con của dân số chọn mẫu. À, kích thước của mẫu nghiên cứu phải phù hợp. Không có. Cái này đâu có ai ghi vậy các bạn. Cái này là cái lý thuyết ha. Cái lý thuyết còn cái đề cương ai ghi vậy. Đúng không? Cái này các bạn cắt ở đâu đó, cô không biết cô không có dạy cái này. Nhưng mà các bạn cắt ở đâu đó trong một cái bài lý thuyết nào đó các bạn đưa vô vậy là sai rồi ha. Tiêu chí chọn mẫu là cái gì các bạn ghi ra. Rồi bây giờ nhóm này, bây giờ nhóm này cô sẽ không sửa được nữa. Cho nên nhóm này tạm thời nhóm này sẽ không trình bày nữa ha. Bây giờ mà góp ý thì từ trên xuống dưới luôn. Cô thấy vấn đề rồi. Các bạn tham khảo từ các nhóm khác nha. Tham khảo từ các nhóm khác làm và làm lại. Nhóm này cô cho cơ hội tới ngày mai. Ngày mai nhóm này sẽ trình bày lại ha. Chứ bây giờ sửa không sửa được cái gì hết. Rồi đồng ý không nhóm?
cho cơ hội để ngày mai trình bày lại ha. Không nghe các bạn ơi. Thầy Hiếu ơi, thầy ý thầy Hiếu sao ha? Dạ tụi em xin phép về sửa lại rồi mai làm lại. Mai làm lại nha. Và các bạn tham khảo từ các nhóm hồi sáng giờ nè. Các bạn thấy các nhóm các trình bày ha. Mình bắt chước theo. Rồi mình coi theo cái bài lý thuyết á, không biết là các bạn có nghe giảng hay không. Các bạn thấy sáng giờ các bạn bám theo không có theo cái bài giảng luôn á. À, các bạn về làm lại. Rồi, giờ mời nhóm kế tiếp đi. Nhóm nào? Nhóm hồi nãy. Thấy quên rồi. Rồi nhóm này ngày mai trình bày nha. Các bạn xem lại các nhóm khác người ta trình bày ha. Bắt chước theo. Nhóm này nhóm 21 đúng không chị nhỉ? Nhóm 21 đúng rồi. Vậy nhóm tới chưa có số á chị ơi. Hồi nãy mình nói 13. Nhóm 11. 11. 11 hả chị? Dạ. Nhóm 13 hồi nãy rồi, nhóm 11. Nhóm 11 vậy giờ thêm nhóm nữa đi chứ sợ sáng mai không kịp á. Dạ. Nhóm 1, một nhóm nữa để thế cho cái nhóm hồi nãy. Thì 14 đi chị. 14 ok, nhưng nhóm 14 chưa nè. Nhóm 11 xong tới nhóm 14 ha. Cô ơi, nhóm 14 hiện tại là hai bạn đang giữ slide thì bạn bị mất dữ liệu rồi, bạn ấy phải ra sửa thì... Cô có thể để nhóm 14 là ra sáng ngày mai được đúng không cô? Nhóm khác cũng được. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Nhóm mấy Hiếu? Dạ, hay là muốn để cái nhóm ngày mai đặt 8 nhóm thì hơi nhiều đúng không? Thôi thêm một nhóm đi chứ để ngày mai 8 nhóm nhiều lắm. Thì 16 đi chị, cho xe liên tục luôn, 13, 14, 15. Rồi ok, 16. 16 được không mấy bạn? 16 có ở đây không? Alo, các bạn 16, mình có. Đầu giơ tay nhóm 16, giơ tay hết rồi. Rồi bây giờ mà kêu ngẫu nhiên cái trừ điểm đã nó tay luôn rồi nha. Thấy chưa? Nhóm 16 có 4 bạn à hả? 16 có mấy bạn mà? Dạ, 16. 6 bạn. Rồi, có 2 bạn, bấm đọc tên cho cô đi. Hai bạn nào vắng? Để em coi. Trung thực đọc tên cho cô luôn đi. Dạ để em coi cái, tại em xài điện thoại em không thấy nó hiện rõ. Bây giờ hiện giờ là có bạn Trần Chiến nè, bạn Vương Ấn nè, bạn Phương Nguyễn nè, bạn Minh Phục nè. Còn hai bạn vắng là tên gì? Dạ bạn Trần Anh, ô bạn Nguyễn Anh Hào. Anh Hào. Rồi, bạn nào nữa? Dạ, với lại Trần Hữu Danh. Hữu Danh. Rồi, nhóm 14. Giơ tay cho cô coi coi. Hữu Danh với anh Hào, hai bạn cuối đó, đúng không? Trong danh sách. Rồi, nhóm 14. Hồi nãy thì Hiếu mới kêu nhóm 14, mà nhóm 14 xin để lại ngày mai. Cô cũng muốn coi nhóm 14 hiện giờ có mấy người có mặt. Nhóm 14 là danh sách có 6 bạn. Bây giờ ở đây cũng có 5 người à? Rồi có 6 người. Sao có 7 người đúng rồi? Dạ để em hạ tay xuống ạ. 14 có Tiến Thành, Quốc Đạt, Đức Hùng, Thanh Trúc, Tường Vi. Đúng không? Tấn Tài. Đúng chị. Rồi bây giờ ngẫu nhiên lại một vài nhóm hồi sáng này nha. Coi bây giờ có mặt không nha. Ngẫu nhiên lại nhóm 9 đi. Nhóm 9 giơ tay cô coi. Các bạn nhóm 9. Nhóm 9 có mặt không bạn? Nhanh tay, nó không có thời nhanh gian nha. Còn nếu chậm là chứng tỏ là có đồng bọn gọi ha. Không có một trừ điểm nha. Các bạn, cô đã thống nhất từ đầu rồi. Dạ cô ơi, nãy mạng con nó bị giăng cô ơi. Ai? Quang Hiếu hả? Dạ Quang Hiếu cô. Mấy nay mẹ nhà con nó bị bại cô. Quang Hiếu nhóm mấy? Dạ Quang Hiếu nhóm 15 cô ơi.
của nhóm 15 nãy giờ đâu có điểm danh đâu. Đang hỏi nhóm 9 mà. Bây giờ nhóm 9 có 7 bạn. Nhóm 9 không có ai hết đúng không? Rồi nhóm 9. Con không nghe được, con chưa nhấn máy hết. Nhóm 9. Nghe không? Dạ con nghe, hình nhóm 15 cô. Không, dạ tại nè. Lớp trưởng nghe cô nói không lớp trưởng? Dạ nghe cô ơi. À, lớp trưởng vẫn nghe nè ha. Dạ. Lớp trưởng nghe cô đang hỏi mình hỏi nhóm mấy không? Dạ nhóm 9. Rồi nhóm 9 không có một bạn nào đang có mặt hết ha. Rồi cô trừ điểm nhóm 9 nha. Nguyên nhóm 9, mỗi người trừ một điểm vô điểm quá trình ha. Cái này cô điểm danh lại. Thầy Hiếu thích chọn nhóm mấy ngẫu nhiên thầy Hiếu? Nhóm 10 sáng giờ. Nhóm 19 chị. Rồi nhóm 19. Thôi nhóm 19 giơ tay. Nhóm 19. Rồi nhóm 19. Rồi thôi đủ rồi. Chắc làm tiếp đi ha. Nhóm 19 6 bạn đủ rồi ha. Không kiểm tra nữa. Giờ kiểm tra là các bạn gọi các bạn lớp mình biết thông tin rồi. Nhóm 11 hả chị Nhân? Giờ tới nhóm 11. Trong quá trình cô làm nha, cô sẽ gọi ngẫu nhiên cái kiểu này nha. Và cô trừ điểm nha, thẳng tay luôn á. Các bạn thấy không, các bạn không nghe nhóm khác, xong nhóm mình lặp lại sai tương tự luôn ha. Cho nên là cô muốn các bạn, thầy Hiếu cũng vậy, hồi sáng thầy Hiếu có nhắc đó, muốn các bạn sẽ ngồi nghe góp ý cho các nhóm khác nhau ha. Chưa chắc là cái nhóm mình đã làm tốt đâu nha. Cô góp ý rồi nhưng có thể các bạn còn rất là nhiều sai sót và cô không bỏ qua, cô không thấy ha. Khi mà qua nhóm khác cô lại phát hiện, cô lại nhắc thì các bạn thấy tương tự, các bạn tự sửa nha. Rồi cô mời nhóm 11. Dạ. Chào thầy cô và các bạn. Thì hôm nay nhóm 11 chúng em xin trình đề cương với đề tài là đánh giá kiến thức thái độ thực hành phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng em cho rằng là đề tài này thuộc lĩnh vực của y học cộng đồng và thời gian thực hiện sẽ là 13 tháng. Trong đó thì nơi thực hiện nghiên cứu của tụi em sẽ là khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Với phần mô tả nghiên cứu thì chúng em sẽ sơ lược qua phần tổng quan tình hình nghiên cứu. Trong phần này thì chúng em còn có tổng quan về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và sau đó là thực trạng của tình hình mắc các bệnh này ở trong và ngoài nước, cũng như là ở, có nghĩa là ở trên thế giới và ở Việt Nam. Tiếp đến là chúng em sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa về các thuật ngữ này là kiến thức, thái độ và thực hành của các bệnh, của các phòng ngừa lây truyền qua các đường tình dục là gì, và tiến hành tới là tìm hiểu về thực trạng của kiến thức, thái độ thực hành về các biện pháp phòng chống STD của thế giới và của Việt Nam. Và phần cuối cùng trong phần tổng quan chính là các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp phòng tránh STD. Đó là phần tổng quan của tụi em. Sau đó là tụi em sẽ đi tìm tới phần ý tưởng khoa học và tính cấp thiết. Đối với tính cấp thiết thì thanh niên Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thì vị trí khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nằm tại khu vực đô thị phát triển bậc nhất Việt Nam. Và đây cũng là nơi tập trung một số lượng sinh viên sống học tập khá đông đúc. Thì đồng thời đây cũng là nơi mà thanh niên là đối tượng nhạy cảm và là có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay còn được gọi là STD. Thì ý tưởng khoa học của tụi em từ đó là một trong những cách khả thi dễ dàng và hiệu quả nhất để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục chính là nâng cao kiến thức của mọi người, đặc biệt là sinh viên, nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh này. Thì chúng em đã giả thiết là liệu tỷ lệ sinh viên thuộc khối ngành khoa học sức khỏe có kiến thức, thái độ và thực hành phòng ngừa bệnh STD có cao hơn tỷ lệ sinh viên không thuộc khối ngành khoa học sức khỏe hay không. Thì đây là một số tài liệu tham khảo của chúng em đã tham khảo trong cái phần đề cương này. Và sau đó là tới phần mục tiêu. Thì về mục tiêu chung, chúng em cho rằng phần mục tiêu chung sẽ là mô tả, đánh giá và so sánh thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về các bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên không thuộc khối ngành
ngành khoa học sức khỏe ở thành phố Hồ Chí Minh và cả của sinh viên thuộc khoa ngành khoa học sức khỏe ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với mục tiêu cụ thể thì chúng em xác định là tỷ lệ sinh viên có kiến thức tốt về STD và xác định tỷ lệ sinh viên có thái độ tốt và cũng như là sinh viên có thực hành dự phòng tốt về STD của từng nhóm đối tượng. Sau đó chúng em tiến hành so sánh, đặt ra mục tiêu là so sánh tỷ lệ hai nhóm đối tượng thuộc không thuộc khối ngành khoa học sức khỏe và thuộc khối ngành khoa học sức khỏe để rút ra kết luận. Và mục tiêu cuối cùng của chúng em chính là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ và thực hành dự phòng STD của sinh viên. Khoan ha, nhớ mình dừng lại kéo lại cái phần mục tiêu ha. Rồi cho cơ hội cho cả lớp nè. Có bạn nào chưa có dấu cộng mà thấy nhóm này có gì góp ý cho phần mục tiêu, các bạn góp ý. Có thể giơ tay phát biểu. Là những bạn này phát biểu hoài à, phát biểu rồi, cô đang kiếm. Cảm ơn hai bạn, nhưng mà cô sẽ kiếm bạn nào mà còn đang cần thêm dấu cộng. Mời bạn Xuân An đi. Dạ thưa cô, là em thấy cái phần mục tiêu cụ thể bạn nên ghi từ khoảng 3 đến 4 cái thôi. Bạn có thể gộp 3 cái đầu tiên thành một cái ý cho nó nhìn nó gọn gọn cũng được. Còn phần mục tiêu chung thì em không có góp ý. Nhóm mình ghi nhận, nhóm mình cảm ơn bạn Xuân An đã góp ý. Chỗ này thì như bạn góp ý ha, có thể gộp cũng được, nhưng mà thật ra thì tách ra cũng được ha. Có nhiều nghiên cứu thì ta tách ra. Tách chỗ này cũng không sao. Cái mục tiêu chung á, tiêu chung mô tả đánh giá và so sánh, có cần gom các ý này lại thành một không các bạn? Gom các động từ vô một cái động từ thôi được không? Nếu như gom lại thì thành một tờ nghiên cứu thì được. Nghiên cứu vậy, bỏ chữ nghiên cứu đi, bỏ từ kiếm từ nào khác thử. Xác định nè, tìm hiểu nè, đánh giá nè, nói chung là nhiều từ. Các bạn thử thấy một cái từ nào đó có thể gom lại thử thôi, có thể hiện được cái bạn đang muốn làm cùng đó. Theo ý thầy Hiếu, sao thầy Hiếu? Dạ em nghe chị Nhã, em đang coi cái mục tiêu chung. Em thấy sao mục tiêu chung này nó dài quá. Thì đó, cho nên chị đang góp ý là gom lại các bạn, ghi nó dài dòng. Tụi em dùng từ tìm hiểu được không ạ? Thuộc khối ngành sức khỏe, khỏe là sinh viên thuộc khối ngành sức khỏe mà. À hồi nãy trên, ở trên cái tiêu đề, khoan các bạn kéo lên cái tiêu đề hoặc là các bạn đọc lại cái tiêu đề thử. Dạ, cái tiêu đề của em là đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ở dưới cái mục tiêu chung á, để nó ngắn gọn lại, các bạn không cần ghi là của thuộc khối ngành hay không thuộc khối ngành. Mà cái này là cái một lát xíu nữa mình sẽ phân tầng ha. Ở dưới bắt đầu phân tích số liệu mình mới chia ra làm hai nhóm để mình so sánh, đúng không?
có khi là các bạn làm ngắn gọn nó lại ha. Dạ dạ em cảm ơn cô ạ. Rồi ví dụ như dạ. ở dưới đây ở dưới các bạn thể thì các bạn có so sánh nè ha, thì cái này dễ mà, cái này khi mà các bạn làm thì dĩ nhiên các bạn sẽ tách ra được làm đôi rồi, có một số liệu thành cái biến sinh viên nó đang thuộc ở trường nào là các bạn có thể dựa vào một cái biến là các bạn có thể phân ra làm hai cái số liệu khác nhau rồi để các bạn so sánh. So sánh tỷ lệ nhóm đối tượng sinh viên không thuộc khối ngành sức khỏe và sinh viên thuộc khối ngành sức khỏe để rút ra kết luận. Không, không có ghi vậy. Tiêu sẽ không ghi là để rút ra kết luận. Chỉ cần so sánh thôi. Không cần rút ra kết luận. Bỏ ý, bỏ cái chữ đó đi thừa rồi. Thầy Hiếu ơi, thầy Hiếu có góp ý gì nữa không cho cái mục tiêu? Dạ không thì không. Rồi ok. Thì mục tiêu chung thì theo cái tiêu đề, cái title của cái câu được. Hát gì? Các bạn nhìn bài tiếp phần dưới đi. Dạ, phần tiếp theo là của bạn Quang đang trình bày. Em sẽ trình bày phần phương pháp nghiên cứu. Thì thiết kế nghiên cứu thì chúng em sẽ chọn thiết kế mô tả cắt ngang và phương pháp thu thập dữ liệu định lượng. Thời gian thì sẽ vào tháng 12 năm nay và địa điểm tại khu đô thị Đại học Quốc gia. Thì do số mục tiêu chúng em sẽ chọn. Khoan, xin lỗi em, cắt ngang cái đi lát nữa trôi mình không nói là được. Các bạn có thể ghi là nghiên cứu cắt ngang thôi ha. Được rồi. Tại các bạn thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang xong lát các bạn làm phân tích thì nó có cắt ngang phân tích đúng không? Nên các bạn cứ ghi chung là thiết kế nghiên cứu là cắt ngang thôi, nghiên cứu cắt ngang là được. Bỏ mô tả đi. Chắc chắn lát các bạn làm có làm phân tích mà. Các bạn có tìm được một mối liên quan này kia mà đúng không? Xóa mô tả luôn Thành. Ổn quá. Cái phần nhân số mục tiêu thì sẽ chọn là sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước về quy mô dân số và thứ hai về lượng sinh viên trên địa bàn, và tập trung một lượng lớn sinh viên từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước, kể cả ở nước ngoài, đa dạng về ngành nghề, dân tộc, mức sống và cảnh gia đình, và tạo thành một cộng đồng sinh viên rất là nhiều màu sắc. Thì dân số chọn mẫu tụi em sẽ chọn sinh viên của Đại học Quốc gia, sẽ được chia thành hai nhóm tương tự, là nhóm 1 là có ngành khoa học sức khỏe và nhóm 2 là có ngành khoa học phi sức khỏe. Thì em chọn sinh viên Đại học Quốc gia làm cho số chọn mẫu vì Đại học Quốc gia có là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực và có số lượng sinh viên rất lớn và có nhiều đặc điểm có thể đại diện cho sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, như là đến từ nhiều vùng miền, nhiều quốc gia, đa dạng sắc tộc và có điều kiện sống khác nhau. Ngoài ra khi làm ở Đại học Quốc gia thì em có thể được sự ủng hộ và tạo điều kiện của khoa y và Đại học Quốc gia cho việc khảo sát của chúng em. Đối với chọn mẫu những cái thì, ý hay á các bạn. Đối với chọn mẫu thì chúng em sẽ chọn công thức tính cỡ mẫu theo nghiên cứu so sánh hai tỷ lệ. N là cỡ mẫu có hiểu cho từng nhóm đối tượng, thì công thức ở trên màn hình. Đối với B1 và B2 á, là cái tỷ lệ sinh viên có kiến thức tốt về STD của từng nhóm 1, nhóm 2 theo giả định, thì em lấy giả định là một bài nghiên cứu ở Malaysia. Cũng là một trường đại học đa ngành đa nghề tại khu vực trung tâm Malaysia luôn. Đó là nhóm 1 là có 72.3% và nhóm 2 là 33%. Đối với sai sót alpha và sai sót beta thì chúng em chọn là 0.01 và 0.9. Thì cuối cùng là chúng em kết luận là cần tuyển ít nhất 46 người cho từng nhóm đối tượng. Và cuối cùng là quyết định. Khoan nha, kéo lên lại chỗ chọn mẫu đi nha, công thức. Kéo lên công thức lại. Thì nhóm mình coi lại cái tên đề tài của mình ha. Tên đề tài của mình đang muốn làm cái gì? Đích chính mình là đang làm cái gì?
là đánh giá kiến thức của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, đánh kiến thức và cần thái độ. Thì ở đây đơn thuần các bạn chỉ làm cắt ngang thôi, đúng không? Có cần thiết là phải làm theo kiểu so sánh hai tỷ lệ không? Dạ, tại vì em muốn kiểm định một cái bài có sẵn bên Malaysia, thử áp về coi đây có phù hợp không. Rồi thôi, cái này chắc Nhật còn để hiếu có ý kiến chứ ha. Tại cái phòng này để hiếu dạy các bạn phải chọn mẫu nè. Rồi cái phần này các bạn, cái chỉ số B dưới các bạn có chọn chỉ số B rồi nhiêu không? Dạ B á thầy, B1, B2, dạ có. Rồi nó mặt bản nghiên cứu của nghiên cứu thực hiện tại đâu? Dạ tại Malaysia, dạ một đại học cũng như đại học quốc gia vậy, đa ngành đa nghề và ở khu vực trung tâm. Cái vấn đề nghiên cứu của họ cũng trùng vấn đề nghiên cứu của các bạn hả? Dạ. Nhưng mà họ sẽ làm đối tượng rộng hơn rất là nhiều, và độ tuổi rộng hơn như cứu sinh sau đại học. Và dạ, họ học thực hiện nghiên cứu ngẫu nhiên chứ không phải là phi ngẫu nhiên như chúng này. À, cách chọn mẫu của họ là phi ngẫu nhiên, họ chọn mẫu xác suất. Dạ, ngẫu nhiên, cách chọn mẫu của họ sẽ là ngẫu nhiên. Dạ, số cả mẫu rất là lớn, và tụi em sẽ chọn mẫu thuận tiện, và mẫu sẽ nhỏ hơn. Rồi em thấy cái này có thể được, cái gì Nhã có góp ý gì thêm không? Chị đang thấy, chị không biết là cái nhóm cái nghiên cứu mà các bạn tham khảo người ta cũng xài cái công thức tính cỡ mẫu này luôn đúng không? Dạ không ạ. À, cái nghiên cứu kia người ta xài công thức gì? Dạ em không rõ, hình như là chọn mẫu ngẫu nhiên là chọn tới lập ra danh sách tới 3.000 mấy sinh viên rồi xong cho máy tính chọn ra được tới mấy trăm người để tham gia tuyển. Ủa, vậy nếu công thức khác nhau sao mới lại lấy hai hệ số B để ép vô công thức này? Nó phải cùng công thức thì mấy bạn lấy mới lấy hệ số B giống nhau được chứ, khác công thức thì bạn lại đưa vô công thức này. Dạ, bài kia không có để công thức nên em lấy nè. Nghĩ chắc chắn là mấy bạn coi bài mà không phải bài gốc á, có thể là bài trích dẫn hay sao á. Bạn thử search thêm coi, chứ thường nó sẽ có. Vậy giờ nếu đổi lại là công thức là một tỷ lệ, ước tính tỷ lệ. Thật ra cái nghiên cứu của các bạn là một cái nghiên cứu rất là đơn giản luôn á. Nhưng mà cô đang không hiểu tại sao là phải so sánh hai tỷ lệ. Có thể là bạn đang hiểu là bạn muốn so sánh giữa cái nhóm không thuộc ngành y rồi nhóm ngành y đúng không? Nhưng mà cái đó không phải là cái mong muốn chính của các bạn đúng không? Cái mục tiêu chung của bạn đâu có cần cái đó đâu. Khi ở dưới bắt đầu các bạn trẻ nhỏ thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thôi, thêm một phần nữa thôi, thì các bạn mới so sánh thôi. Chứ đâu phải là từ đầu cái mục tiêu mong muốn chính là các bạn đang muốn coi sự khác biệt giữa hai cái này đâu. Rõ ràng cái tên đề tài các bạn là các bạn chỉ muốn đánh giá cái CAP đúng không? Cái KPI của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh thì đâu nhất thiết phải là so sánh hai tỷ lệ ha. Thì cái góp ý của cô vậy thôi, thì cái này tùy ha. Thầy Hiếu không biết ý thầy Hiếu sao, thì thấy các bạn không nhất thiết phải so xài cái công thức này. Các bạn chỉ cần xài cái công thức làm KPI thì các bạn biết cắt ngang thì làm cái công thức đơn giản thôi, chứ không cần phức tạp gì hết. Chỉ cần cái công thức kia là đủ rồi, công thức mà sáng giờ các nhóm khác vẫn xài ha. Dạ. Yeah. Tại lúc đầu em nghĩ là nhóm dựa theo cái nghiên cứu sử dụng công thức ngay cái công thức này luôn và dùng cái B y chang các bạn lấy. Em mới hỏi lại công thức, nhưng mà thật ra nếu bạn dùng công thức này phải coi lại ha. Rồi cảm ơn nhóm các bạn chị nhé. Rồi chúng mình lập tiếp ha. Dạ. Yeah. Đối với kỹ thuật và phương pháp chọn mẫu thì em sẽ chọn mẫu tại sinh viên ở 4 trường, đó là khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn, bách khoa và khoa y đại học quốc gia. Và phương pháp sẽ chọn là phương pháp chọn mẫu thuận tiện phi ngẫu nhiên với 300 người tham gia nghiên cứu. Ở
ít nhất trên 50 mã mẫu, thì tiêu chí lựa chọn của tụi em đó là sinh viên phải thuộc trường đại học quốc gia và độ tuổi phải từ 18 tới 24 và phải đồng ý tham gia nghiên cứu. Đối với kiểm soát sai lựa chọn lựa thì để tránh các trường hợp người lựa chọn tham gia nghiên cứu không đạt tiêu chuẩn. Khoan, xin lỗi cho cô cắt ngang cái nữa. Dạ. Cái mấy đứa khống chế lứa tuổi á, nó được automatic quá ha. Có nhất thiết phải khống chế độ tuổi từ 18 tới 24 không? Mình đang mình là bạn. Em nghĩ là có, tại vì đối tượng của mình vẫn là sinh viên và sinh viên y và cả sinh viên khác, thì đối tượng độ tuổi thì thường sẽ nằm trong 18 với 24, và em cũng đọc một số nghiên cứu khác á, là thường cái độ tuổi từ 23 trở lên á, và cái độ tuổi 17, 23 và 23 tới 30 sẽ có cái hiểu biết khác nhau về STD, nên em muốn khống chế nó lại để tránh mấy cái trường hợp mấy bạn sinh viên học 8 năm hay gì. Ví dụ giờ sinh viên người ta già hơn xíu, tao thành luyện thi mấy năm tao mới đậu, ta 25, dạ. Ta lớn hơn có 1 tuổi thôi nha, 24 giờ ta 25, 26 tuổi. Còn mà này là sinh viên của 6 năm luôn đúng không? Dạ, dạ. Ý em muốn nói là những bạn sinh viên đặc biệt đó thì chắc chắn bạn sẽ có kiến thức về STD sẽ cao hơn. Chưa chắc luôn. Dạ, tại vì mấy nghiên cứu khác thì cái tỷ lệ nó cao hơn nên em không có thể gộp chung một độ tuổi này được. Thường mấy nghiên cứu khác nó cũng sẽ phân theo 17, 23, 23, 30, 30, 35 kiểu gì đó cô. Nếu người ta phân vậy thì có khi là nó không phải khảo sát trên sinh viên. Nó là khảo sát về ở đối tượng ở cộng đồng hay gì đó. Còn nếu sinh viên thì không nhất thiết phải khống chế vậy. Chỉ khống chế ở chỗ độ tuổi đây để em, ý em nói là khống chế là ở trình độ sinh viên là đại học hay là sinh viên sau đại học. Với những người lớn hơn có thể là sinh viên nhóm sinh viên sau đại học. Thì vậy thì cái khống chế của mình ở đây á, nó không phải là ở cái độ tuổi, mà là khống chế là chỉ khảo sát những sinh viên đại học thôi. Không có phỏng vấn cái sinh viên sau đại học chẳng hạn. Cái mình là vậy. Chứ cái độ tuổi á, ví dụ có một cái sinh viên nào đó có thể là nó học sớm hơn năm chẳng hạn, 17 tuổi. Phải ra không cần thiết lắm đúng không? Chỉ cần ra là sinh viên là được rồi. Tại vì em để ví dụ có thể có người ta lớn hơn 24, những người ta học trẻ chút xíu ha. Sinh viên em để, nếu mà để 18 tới 24 thì những người sinh viên chính xác vô là đậu năm đầu tiên luôn, mới mình làm rơi vô đúng không? Tại sinh viên mà năm cuối thì là 24 tuổi. Thì có những sinh viên người ta 25, 26, 27 là mình loại ra rồi. Đâu nhất thiết phải loại sinh viên này, đúng không? Để mình cân nhắc lại chỗ độ tuổi ha. Yeah. Có thể cái đây là mình thêm một cái tiêu chí nữa để mình cho chính xác. Thì dĩ nhiên cái, nếu mà trình độ sau đại học á, nếu mà phỏng vấn những sinh viên sau đại học á, nó sẽ có sự so sánh nó không chính xác lắm đúng không? Với những người sau đại học có khi là kiến thức ta nhiều hơn rồi, cho nên có thể mình thêm cái tiêu chí ra ở đây, mình chỉ muốn khảo sát ở sinh viên trình độ đại học thôi, riêng không ngoài ra. Tại ban đầu em cũng nghĩ vậy, có vài mẫu vậy nhưng mà em không biết khống chế như chỉ đối với phần kiểm soát chọn lựa, tiếp tục là đối với những người khuyết tật hoặc là những người có sức khỏe tâm thần bất thường sẽ không mang tính đại diện, nên trong quá trình khảo sát đi khảo sát thì nhóm làm việc sẽ có trách nhiệm đảm bảo không đưa giấy cam kết đồng ý nghiên cứu cho và mã QR phone khảo sát cho nhóm đối tượng này. Khoan, ngưng lại nữa. Cái chỗ người khuyết tật ha, ví dụ người có sức khỏe tâm thần bất thường thì cô đồng ý rồi, nhưng mà cứ người khuyết tật, nhưng mà người ta khuyết tật để gì? Khuyết tật về những cái đường về tình dục chẳng hạn thì có thể loại ra, chứ còn người ta khuyết tật thật, ví dụ như mất một tay hay mất một chân hay là những cái khuyết tật gì khác trên cơ thể, người ta vẫn đâu có ảnh hưởng gì tới cái KAB của cái SDI đâu, SCD đâu. Tại sao mình lại ra? Đúng không? Không, cái đó là quan điểm của cô thôi nha. Mấy đứa, quan điểm của đứa, tại sao mấy đứa đưa khuyết tật thì mấy đứa phải làm sao gọi là phản biện được ha? Người ta bắt lỗi. Dạ, ban đầu em nghĩ á, cái này cá nhân em thôi nha cô. Thì ban đầu em nghĩ á, thì người khuyết tật thì sẽ có ít khả năng có nhiều bạn tình, hoặc là có bạn tình như là những người bình thường. Nên
tại vì trong khảo sát của em sẽ có cái vấn đề liên quan tới số lượng bạn tình nữa, nên nó sẽ ảnh hưởng không may tính là gì. Cái này lại là cái chủ quan. Dạ, tại vì cái này em tự nghĩ vậy nên em mới thêm vô. Thầy Hiếu có ý kiến chỗ này, thầy Hiếu. Dạ, không ý kiến, em có nghe chị nói thôi, tiếp đi chị. Ok. Cô không biết nha, nhưng mà theo ý kiến cô, cái này là chủ quan của em thôi, người khuyết tật. Chưa chắc gì người khuyết tật có ít bạn tình hơn rồi nha. Cái này cũng không có chắc luôn, em có nghiên cứu không? Ví dụ giờ em đưa được bằng chứng thuyết phục cô đi là em có cái nghiên cứu, có một cái nghiên cứu nào đó cho thấy là những người khuyết tật thì người ta ít bạn tình, người ta cho nên người ta không có yếu tố nguy cơ cao STD, cho nên là em loại ra. Ok, đồng ý. Còn dạ, cái này là tôi suy nghĩ riêng em thì cô không đồng ý ha. Dạ, cái này cho em để sau, nếu mà em tìm được tài liệu tham khảo thì em sẽ để nguyên, còn không cũng sẽ loại. Ok, em sẽ đứng cái khuyết phải định nghĩa rõ khuyết tật gì nó gì nhá. Định nghĩa khuyết tật là người như thế nào? Khuyết tật là ví dụ như khuyết tật về sức khỏe, về sinh sản chẳng hạn ha, những cái bộ phận mà liên quan tới sinh sản chẳng hạn thì khác nha. Khuyết tật chung là nó khác ha. Các bạn phải nói rõ. Ok, cảm ơn nhóm, làm tiếp nha. Phần tiếp theo là sẽ tới bạn Quốc. Dạ, thì phần tiếp theo là liệt kê và định nghĩa các biến số. Thì ở đây sẽ có một biến số về tuổi, giới tính, quê quán, nơi ở, tôn giáo, dân tộc. Em sẽ khảo sát thêm về tần suất quan hệ tình dục và tần suất mà sinh viên trao đổi về STDs. Phần 2 sẽ là kiến thức của sinh viên về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phần thứ ba sẽ là thái độ, được chia thành là hoàn toàn đồng ý, không đồng ý, đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Phần thứ tư sẽ là phần thực hành dự phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Em sẽ khảo sát thêm về các thành viên nguy cơ của sinh viên có quan hệ tình dục, là có nghĩa là khi mà trước quan hệ tình dục và trong quan hệ tình dục thì có sử dụng ma túy, chất kích thích hay là uống rượu bia hoặc đã từng quan hệ với gái mại dâm hay không. Phần 6 là yếu tố truyền thông ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu thông tin về phòng ngừa STD, nghĩa là những cái nguồn thông tin là ở trường đó có hay tổ chức những cái talk show hoặc là cách tiếp cận hoặc là nơi nào mà có thể mua được cao su để phòng STD. Phần tiếp theo là phần phương pháp thu thập dữ kiện. Thì vì là một nghiên cứu định lượng cho nên là tụi em sẽ sử dụng một câu hỏi mà dựa trên cái bảng biến em vừa trình bày á, thì tất nhiên sẽ là ẩn danh, không đề cập tới tên ở trong cái phiếu bộ câu hỏi này. Thì chúng em đã chia ra thành 5 bước với giống với hai cái nhóm nghiên cứu luôn, thì đều chia thành 5 bước là liên hệ với phòng đào tạo để nhận phần phát biểu, sau đó sẽ đến trực tiếp các lớp và khuyến khích mọi người tham gia cái cuộc nghiên cứu này. Sau đó thì sẽ phát phiếu cam kết, sau đó sẽ dùng mã QR để dẫn đến đường link của Google Form và hướng dẫn và cho mọi người tự đọc, tự tìm hiểu và chọn vào Google Form. Sau đó thì sẽ thu lại phiếu cam kết và thống kê khảo sát. Thống kê này bằng Excel. Thì trong quá trình mà thu thập thông tin á, thì tụi em sẽ kiểm tra là đơn vị mẫu là đảm bảo thu thập đúng nơi địa điểm của sinh viên tập trung đông, là tránh bỏ sót và thu thập sai đối tượng, hay là để cho tăng cái độ chính xác thì tụi em sẽ có từng nhóm hai người sẽ giám sát lẫn nhau, tránh cái việc mà truyền đạt thông tin sai hoặc là thu thập hậu thiếu. Thứ ba sẽ là kiểm tra số lượng đơn và phiếu cam kết tham gia đồng ý nghiên cứu có khớp hay không sau mỗi địa điểm khảo sát. Tiếp theo là công cụ thu thập dữ kiện. Thì như em đã nói là cái công cụ thu thập đó sẽ là Google Form và sẽ có 49 câu hỏi. Ưu điểm là ít tốn kém, không rườm rà, tiết kiệm. Nhược điểm là thiếu thông tin sâu. Và có thể gặp cái trường hợp là không trả lời hoặc là trả lời thiếu. Thì phần thu thập thông tin là gồm 9 mục. Phần kiến thức về STD là 14. Thì để em sẽ chấm điểm dựa trên là cho điểm
0 và 1 dựa trên là câu trả lời không hoặc có. Thì nếu như kiến thức tốt thì số điểm là trên 50% số điểm, và kém thì dưới 50%. Thái độ thì chia làm 4 1 thì chia làm 4 cấp độ là hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Cái số điểm là từ 1, 2, 3 và 4. Các câu hỏi thực hành phòng ngừa thì có 6 mục và các yếu tố nguy cơ dẫn đến quan hệ tình dục cũng có 6 mục. Thì ở đây sẽ có các câu hỏi có không giống như ở trên. Nếu như số điểm trên mức trung bình thì sẽ là thực hành phòng ngừa tốt, còn dưới trung bình sẽ là thực hành phòng ngừa chưa tốt. Để em sẽ thu thập thêm thông tin về nguồn và cách tiếp cận thông tin qua 4 câu hỏi. Thứ hai, công cụ thứ hai sẽ là phiếu đồng ý và tham gia, phiếu đồng ý tham gia nghiên cứu ở phụ lục số 2. Các kiểm soát sẽ là thông tin. Dạ. Cái mà mấy bạn mấy đứa chọn mà trên 50% á, lắm nghĩa là tốt, rồi dưới 50% hay là dưới 5 điểm á tốt, mấy đứa có cái nghiên cứu nào không hay mình tự nghĩ thôi, nghĩ trên 5 là tốt, dưới 5 là tốt. Ha, cái này thì mấy đứa sẽ tự tìm lại nha, tự tìm các nhóm khác cũng vậy ha. Khi mình đưa một cái gì ra nó phải căn cứ nha, chứ không có theo ngẫu hứng được ha. 50 là cái mức thấp nha, 50% rất là thấp. Đưa cho 10 câu hỏi và đã trả lời sai hết 5 câu, hoặc là trả lời sai 4 câu, trả lời 6 câu. 6 câu thôi rồi mình cho là không phải đâu nha. Rồi coi lại ha. Rồi riêng cái mình đi Google Form rồi á, thì có nhất thiết phải làm thêm cái phiếu ký không? Cái phiếu đồng cam kết tham gia nghiên cứu không? Khi mà trên cái Google Form thật bạn đã có cái ý đó rồi, người ta sẽ đồng ý thì người ta mới tham gia mà. Thì có cần thiết thêm. Dạ, thật ra là tụi em làm như vậy là tại vì đây vẫn là hình thức apply. Khi mà tụi em làm á thì tụi em muốn cái Google Form á thì nó không liên, nó không có đó động gì tới bên cái đồng ý đó. Với lại làm như vậy thì mình kiểm lại nó dễ hơn. Mình lúc mình so sánh có tốt hay không. Với lại tụi em cũng muốn tách ra hai bên như vậy đó con. Tách ra hai bên. Dạ hai bên cái kiểm soát. Có thể trên phiếu đồng mình nó hóa là một cái mã gì đó, xong rồi khi mà người ta nhập thông tin kia thì mình hoàn toàn không, hoàn toàn không để tên cái gì hết đúng không, chỉ là cái mã thôi cho người ta tạo thêm cái tưởng thôi, tạo thông tin để người ta vấn đề này nhạy cảm. Dạ, đúng rồi. Dễ dàng một con không có cái gì hết kìa, không có gì liên quan đến thông tin tên gì hết. Dạ. Dạ, vậy em tiếp tục nha cô. Ok. Dạ, thì kiểm soát sai lệch thông tin thì sai lệch chọn mẫu thì tụi em đã nói ở trên rồi, còn sai lệch nhớ lại thì tụi em sẽ khắc phục bằng cách là cái phiếu, những cái phiếu điều tra và thiết kế thử nghiệm này sẽ được nghiên cứu thử trước. Thứ hai là tụi em đi đến đó thì tụi em cũng sẽ giải thích rõ ràng mục đích và hướng dẫn kỹ càng cái câu hỏi. Tiếp theo sẽ là phiếu điều tra được kiểm tra đầy đủ các thông tin để bảo đảm tính chính xác và đầy đủ các thông tin. Sai số nhập liệu thì số liệu được mã hóa, nhập liệu và quản lý bằng phần mềm Evidata. Xử lý phân tích dữ liệu là các số liệu sau khi thu thập loại bỏ những form không đạt yêu cầu thì được nhập liệu quản lý bằng phần mềm Evidata. Phân nhớ và mã hóa biến mới bằng phần mềm Stata khi đưa vào phân tích. Chứ em sẽ sử dụng các tỷ lệ phần trăm, phần số, bảng, biểu đồ để mô tả số liệu. Khi mà so sánh hai nhóm sinh viên thuộc khối ngành sức khỏe và phi sức khỏe thì chúng em sẽ bảo đảm B-value sẽ bé 0.5 trước khi phân tích. Về nghiên cứu thử thì chúng em sẽ tiến hành nghiên cứu thử với mục đích kiểm định lại giả thiết và kiểm tra tính thực tế của một câu hỏi. Cái khung chọn này thì sẽ chọn sinh viên của khoa y và sinh viên ở trong ký túc xá. Chúng em sẽ sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện 30 người tham gia nghiên cứu với ít nhất 15 mẫu cho mỗi nhóm 1 và 2. 30 người là 10% của cộng đồng chính thức.
Trong nghiên cứu thử thì chúng em cũng sẽ sử dụng phương pháp thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu giống như ở trên để kiểm định giả thiết. Dạ, đây là phần phân công, bảng phân công. Đây là chi phí. Còn đây là sơ đồ REN. Còn về tiếp theo sẽ là hạn chế, thì vì đây là một cái nghiên cứu cắt ngang, và cho nên là sẽ không thể đánh giá các mối liên hệ nhân quả giữa các yếu tố ngành nghề có ảnh hưởng đến kiến thức về STD. Do phương pháp chọn mẫu là chọn mẫu thuận tiện, phi ngẫu nhiên, nghiên cứu không thể tính được sai sót do chọn mẫu, do đó không thể áp dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể chung. Cuối cùng là phản hồi của người tham gia cho các câu hỏi liên quan đến kiến thức STI có thể đã được báo cáo không chính xác hoặc không đầy đủ do định kiến xã hội. Lúc mà họ trả lời thì có thể là họ ngại, cho nên là họ trả lời theo cái xã hội chứ không phải là theo bản thân của họ. Thì đây là phụ lục 1, đây là bảng câu hỏi mà em sẽ đưa về Google Form. Tại sao nhóm mình lại chọn phi ngẫu nhiên? Mình có thể làm ngẫu nhiên. Khi các bạn chọn một trường, các bạn nói là các bạn sẽ chọn một trường là 50 sinh viên. Các bạn có thể chọn 50 sinh viên ngẫu nhiên được không? Dạ, khi cô là chọn mẫu ngẫu nhiên thì em nhớ là bài giảng của thầy Hiếu là phải đòi hỏi có danh sách, rồi từ danh sách đó mình sẽ chọn cái hình thức để chọn ra, nhưng mà em sợ là không có xin danh sách được. Giờ có xin danh sách thì mấy bạn chắc gì em rửa neo mấy bạn sẽ điền. Nên thôi em chọn phi ngẫu nhiên cho dễ. Rồi, ok. Cái này là do các bạn ngại, các bạn chưa biết mình sẽ làm được hay không, chứ không phải là do các bạn của tôi mà bạn không chọn. Thật ra gì nè, các bạn có thể là các bạn cái đó thực tế nó khó lắm, nhưng mà cô nói là các bạn bài báo khó thì mình nên đưa ra những cái giới hạn của mình, đúng không? Nhưng mà khi mình ghi ở đây nè, mình ghi vô chỗ giới hạn đó, mình đưa thẳng đi, đưa thẳng quá người ta nói trời ơi, nhóm này công trình nó làm không mà cuối cùng nó không kết luận được cho quần thể, vậy làm chi? Như cuối nãy các bạn để vô hạn chế thì đúng là nó phi ngẫu nhiên, nó khó, nó không có thể kết luận suy ra cho cái mẫu đại diện cho quần thể, đúng không? Cái mẫu của mình á, nó không suy ra được cái đại diện. Nhưng mà có thể mình lo video vậy giống như tự hạm ha, và áo thêm luôn mặc dù ai cũng biết kệ lo lo đi. Nhưng mà thật ra vẫn có thể làm được đó các bạn. Có thể chọn ngẫu nhiên được đó. Biết là khó nhưng mà vẫn có thể làm được. Rồi thầy Hiếu có góp ý gì cho nhóm này đúng không thầy Hiếu? Dạ. Thật ra thì giống như đã chị nói đó, nếu muốn mà chọn mẫu thì vẫn tiến hành được. Chứ mà là không. Nó kiểu nói được vấn đề đó thôi chị. Với lại cái định nghĩa của các bạn á, thì trong các định nghĩa biến, chẳng hạn như là những người khuyết tật hay là những cái biến khác thì định nghĩa rõ ràng hơn một chút. Cái này mà giống như mang tiếng tôi với cô Nhã hướng dẫn mà các bạn đưa ra nhiều vấn đề vậy, khó quá. Rồi em hết chị. Rồi ok. Đừng đối thừa nha mấy đứa. Mốt rồi cái gì cũng vô làm nghiên cứu nói cô Nhã nói vậy thì Hiếu nói vậy là chết luôn á. Mấy đứa đọc không kỹ không biết đối thừa nha. Dạ cảm ơn cô và thầy ở góp ý nhóm em ạ. Thực ra là nhóm các bạn làm chi tiết cũng tốt đó, nhưng mà có một số lỗi các bạn nên chỉnh lại ha. Cái chỗ cỡ mẫu nữa nha, công thức tính cỡ mẫu. Dạ. Còn nhóm 16 nữa hả chị nhỉ? Nhóm mấy các bạn? Hồi nãy nhóm mấy có được nhắc á? Các nhóm ơi. À, phải 16 không mấy bạn? Chưa phải rồi. Giờ nhóm 16 trình bày được không? Dạ, dạ được thầy ơi. À, ok, nhóm 16 trình bày đi. Này nhóm cuối bữa nay không chị nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Sáng mai phải tăng cường điểm danh mới được.
Đốc trưởng ơi, hồi bữa giờ đốc trưởng cái điểm danh giùm cô không vậy? Mấy quỹ học á. Dạ có rồi. Có phải không? Bữa giờ cô không, cô chỉ cần xin tên những bạn vắng trong các buổi nha, để trừ điểm thôi. Chắc là một buổi không nghỉ nhiều đâu, tại cô thấy một buổi các bạn đi học cũng đông đủ lắm, vắng ít lắm. Mà mấy bạn thì mới vô cũng thấy có vắng mà, sao mấy bạn xin hết em cũng không để. Hồi nãy nhóm 9 mà giờ nhớ ra rồi, nhóm 9 sở dĩ mà vắng là nhóm 9 là không phải lớp mình. Nhóm 9 là mấy anh chị năm trên đúng không? Dạ đúng rồi, nhóm 9 là mấy bạn năm trên. Cho nên cũng sẽ kiểm tra lại, tại thật ra không phải năm trên mà có quyền vắng đâu. Bên phòng đào tạo đó là giờ thực hành là các nhóm vẫn phải tham gia đủ đó. Cho nên là sẽ bắt những bạn trong nhóm 9 giải trình. Dễ nha các bạn quá. Rõ ràng là các bạn mà không học, không ngồi nghe hết là các bạn thấy tới cái đề tài của mình đâu. Rồi mình làm tài lay hết trơn á. Sai từ cơ bản luôn. Rồi mời nhóm 16, nhóm 16 share lên đi nhóm 16. Share cái file lên. Nó nghe nè. Hôm bữa có góp ý là có cần thêm chữ nghiên cứu không? Thật ra các bạn để vẫn được đúng không? Để vẫn được, nhưng mà hôm bữa mình có nói nhỏ với nhau á. Có thể bỏ bớt đúng không? Rồi cái đó góp ý vậy thôi nha. Rồi các tùy các bạn thích để cũng được mà không để cũng được. Nhưng mà cô đã dẫn chứng cho các bạn, cô có đưa một số cái tài liệu tham khảo ha. Ở nước ngoài thì người ta làm sao làm sao á, còn ở trong nước thì sao làm sao, cô có nói rồi ha. Thì tùy các bạn làm sao để cho cái tên đề tài mình hay thì các bạn làm. Hello. Thì chào các bạn. Đã chiều rồi. Thì các bạn có bao giờ thấy mình vô dụng chưa? Trong khi cha mẹ ngoài kia sớm hơn cả cái, con ở nhà mê điện thoại, quên bấm nút vào cơm, vô dụng. Nhưng làm sao mà không mê được? Như trên xã hội có quá nhiều thứ hấp dẫn, từ giải kiếm 100 triệu một tháng đến anh hàng xóm may mắn nào đó. Mà thôi tôi không tiện nói. Thì giới trẻ chúng ta còn bị mê muội mà nói gì đến những cô cậu bé tiếp cận với smartphone quá sớm. Vì thế, hôm nay sẽ thay mặt nhóm 16 trình bày nghiên cứu về tác động của việc sử dụng điện thoại đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Đây là phần mục đích. Đến với thông tin chung, thì như tên đề tài là chúng em đã bắt nghiên cứu về tác động của việc sử dụng điện thoại đến sức khỏe của trẻ. Nghiên cứu này thuộc lĩnh vực là sức khỏe cộng đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là 12 tháng và nơi thực hiện nghiên cứu là chúng em đã chọn ngẫu nhiên một trường trong những trường ở thành phố Thủ Đức là trường tiểu học Lê Thế Vinh. Mô tả nghiên cứu thì đầu tiên về tổng quan tình hình nghiên cứu. Đầu tiên là trên thế giới, theo một cuộc khảo sát năm 2019 của Cell về thời gian của trẻ em hàng ngày dùng điện thoại di động ở Hoa Kỳ, có 35,6% trẻ em dành 1 đến 2 giờ trên ngày và 15,1% dành hơn 4 tiếng một ngày cho việc sử dụng điện thoại. Giờ theo một khoan, cô xin lỗi chút xíu nha. Cô cắt ngang xíu. Cái này mình có thể lướt qua ha. Mình chỉ nói là mình có nói về tình hình trong nước, tình hình quốc tế gì đó. Thôi không cần nói nội dung nha. Lại không có giờ đó các bạn. Sẽ tập trung vô sửa phần phương pháp, phần mục tiêu cho các bạn nhiều hơn. Về ý tưởng khoa học và tính cấp thiết, thì Việt Nam có hơn 61,37 triệu người dùng smartphone, tương đương với 64% dân số đang sở hữu smartphone và nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng smartphone lớn nhất thế giới. Và cái điều nguy hiểm ở đây đó chính là trẻ em được tiếp cận với smartphone là cực kỳ sớm. Vì trong thời kỳ dịch Covid này, trẻ bắt dậy phải nghỉ ở nhà, mà cỡ như không có dịch Covid thì người lớn chúng ta cũng rất là ghét,
con nít mình làm ồn cho nên đã dùng một bảo mẫu bất dĩ, đó chính là điện thoại thông minh. Thì khi dùng điện thoại thông minh thì trẻ có thể xem điện thoại cả ngày và rất ngoan ngoãn mà không phiền tới ai, rất là tiện luôn. Thậm chí là nếu chưa được chơi điện thoại sẽ bức rất khó chịu, không chịu ăn ngủ, như là nhiều phụ huynh thì chưa nhận thức được đầy đủ về tác hại của điện thoại với trẻ cho nên cứ lạm dụng nó, và hậu quả là ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển trí tuệ của trẻ sau này luôn. Thì lỗi em luôn, cô cắt ngang xíu. Đưa ra phải có trích dẫn ha, không dạ, theo dạ. Quen ha. Cái dạ, này là về nghiên cứu khoa học ha, các bạn sẽ không làm như là làm văn nha. Dạ. Các bạn những cái đưa ra là có trích dẫn, và cô thấy ví dụ như ở trên đây, các bạn ở trên đây nè, kéo lên xíu đó, chẳng hạn như những cái này nãy giờ cô không thấy mình cái gắn cái link trích dẫn vô của tài liệu tham khảo ha. Ví dụ như là cái đó là của tài liệu số mấy là không thể thấy ha. Ví dụ như những cái này là các bạn đâu phải khi không có đúng không, là phải có tài liệu trích dẫn nè. Ví dụ như ở Việt Nam có 61,337 triệu đúng không, nằm trong top 10 đúng không, thì những cái này đều có tham khảo tài liệu mà các bạn phải trích dẫn ra ha. Rồi ví dụ như là cái ý ở dưới ha, cha mẹ phải sử dụng bảo mẫu bất đắc dĩ gì đó, những cái đó là cái ý thì rất là hay, nhưng mà thật ra là về mặt nghiên cứu khoa học ha, thì mình nêu những cái ý nó phải từ những cái không phải là làm văn như bình thường như các bạn. Dạ. Các tài liệu ha. Rồi. Dạ. Các kinh nghiệm cho các nhóm khác. Dạ, đến với vấn đề đạo đức trong nghiên cứu thì chúng em có một số ý là đối tượng tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện và có thể từ chối hoặc rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà không bị ảnh hưởng về quyền lợi nào cả. Thứ hai là đối tượng tham gia nghiên cứu được ký xác nhận với đồng thuận, giải thích rõ về mục tiêu, lợi ích, nguy hại của nghiên cứu có thể đem lại. Thứ ba là tất cả dữ liệu thu thập được từ người tham gia nghiên cứu sẽ được mã hóa bằng số hoặc ảnh danh. Thứ tư là tất cả các công cụ thu thập dữ liệu sẽ không có bất kỳ tên hoặc số nhận dạng nào, chẳng hạn như là số thẻ sinh viên, họ tên người tham gia rõ ràng hoặc là nơi ở của họ. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ trong tủ tài liệu có khóa hoặc tệp máy tính được bảo vệ bằng mật khẩu. Và nghiên cứu của chúng em được thực hiện sau khi thông qua phê duyệt của Hội đồng Y Đức Khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dưới năm mục tiêu, nội dung và kế hoạch nghiên cứu ạ. Đầu tiên là mục tiêu nghiên cứu, thì mục tiêu chung là xác định được xu hướng sử dụng điện thoại thông minh của giới trẻ, đặc biệt là học sinh tiểu học trong lứa tuổi từ 6 đến 11 tuổi trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng. Phân tích thói quen sử dụng điện thoại thông minh của học sinh để thấy được điện thoại thông minh chiếm một vai trò quan trọng và chiếm hầu hết thời gian của học sinh. Và thứ ba là nhận biết rõ về những điện thoại thông minh có thể đến thể chất và tinh thần của học sinh ở lứa tuổi này và mức ảnh hưởng của nó, từ đó đưa ra giải pháp thích hợp để sử dụng điện thoại thông minh hợp lý hơn. Về mục tiêu cụ thể, mục tiêu chung ha, thì cái này nó nhiều quá. Tiêu chung thì chỉ cần một cái ý thôi các bạn, một cái ý mà nó bao quát, nó gần với là cái title của mình ha. Xong sau đó các bạn qua mục tiêu cụ thể, các bạn mới triển khai những cái ý này ra. Có lẽ cái mục tiêu chung này nó bị lẫn cái mục tiêu cụ thể lên rồi. Dạ. Học chưa em phân tích ra. Rồi các bạn nói tiếp cái mục tiêu cụ thể đi. Được. Về mục tiêu cụ thể thì chúng em nhắm đến về thể chất là mình có thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến cơ quan trong cơ thể và chức năng sinh lý của cơ thể, thấy được các triệu chứng bệnh lý cụ thể khi sử dụng điện thoại thông minh. Về tinh thần thì những ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt, những thức và hành động cũng như quan hệ xã hội, tương tác xã hội của người sử dụng điện thoại thông minh. Tạm thời cần thiết từ từ phan qua lại cái mục tiêu cụ thể thì tôi không hiểu mấy em làm cái gì luôn á. Cái thể chất này đánh giá như thế nào? Các bạn ghi là đánh giá là
cơ quan trong cơ thể, chức năng sinh lý cụ thể là cái nào, đo lường được không? Rồi tinh thần, thói quen sinh hoạt, nhận thức, thì cái nào là cái chính hay là tất cả luôn? Rồi đo lường bằng thang đo nào? Phần mục tiêu này mấy bạn có theo dõi mấy nhóm khác không vậy? Dạ, kiểu những biểu hiện như là mắt thâm quần, mỏi mắt hay là các hành vi thay đổi về thái độ, mình có thể đánh giá được. Rồi thầy hỏi bạn khác, có bạn khác nào nhóm trả lời câu hỏi này không? Thế cho bạn này không? Hay là các bạn đồng ý câu trả lời của bạn đây, bạn? Con nhóm 16, ai là nhóm 16 giơ tay lên. Nghĩ ý kiến thành viên còn lại của nhóm. Các thành viên khác của nhóm 16 giơ tay lên hết. Là bạn Minh Phục. Bạn Minh Phục. Dạ có em cô ơi. Bạn đâu bạn giải thích cái mục tiêu thể này mình làm. À, dạ thưa cô, là cái mục tiêu cụ thể này là kiểu như là để khảo sát các thời gian sử dụng điện thoại cũng như là của các em á, thì để xác định được nó ảnh hưởng như thế nào, như là giờ giấc, giấc ngủ hay là các mối quan hệ gia đình hay trực tiếp với phụ huynh, hay là ảnh hưởng kết quả học tập, là ảnh hưởng với thái độ như là sức khỏe, béo phì hay là tăng cân hay là ít vận động. Và cái tinh thần nữa là có thể tham gia hoạt động vui chơi trí nhà trường hay không, hay là sử dụng điện thoại nhiều, hay là dạ em nghĩ vậy à. Tại vì cái phần này em cũng không có làm nữa, em cũng không có rõ nữa cô. Rồi, cảm ơn em. Dạ, nghe ý kiến bạn Hữu Phương đây. Hữu Phương. Dạ có em thầy ơi. Rồi, ý em sao? Mục tiêu cụ thể. Thì mục tiêu cụ thể này là... Trong nhóm em là bạn nào viết cái phần mục tiêu này? Dạ, phần này là của bạn Hữu Danh với bạn Anh Hào. Bạn, hồi nãy bạn trình bày tên gì? Thì bạn Trần Chiến. Rồi, Hữu Danh với Anh Hào phụ trách phần này, giải thích cho cả nhóm coi. Tâm gia sư! Dạ, có em thầy ơi. Rồi, em là ai? Hữu Danh hay là Anh Hào? Em là Hữu Danh thầy. Rồi, Hữu Danh. Dạ, em cũng có cùng suy nghĩ với mấy bạn trong nhóm thầy. Tại... Em cha. Em thấy cái tiêu đề của em là mục tiêu cụ thể. Rồi em thấy cái mình viết về thể chất và tinh thần, thì nó có cụ thể không? Dạ, cũng hơi khái quát thầy. Hơi khái quát thôi hả? Dạ. Nãy giờ Hữu Danh có nghe mấy bạn trước phát biểu gì không mà nói mình cũng nghĩ như các bạn? Dạ có cô. Các bạn trước nói gì? Dạ mấy bạn nói là về thể chất thì có thể quan sát mỏi mắt hay là thông quần vòng mắt để nhìn thấy các biểu hiện lý. Và hỏi thăm em phụ huynh thời gian sử dụng điện thoại của các em. Anh Hào em có viết không? Anh Hào hay là Hữu Danh viết thôi? Chờ bên Danh làm khúc trên. Còn khúc này của Hữu Danh hay của em? Dạ khúc này của em rồi. Khúc này chỉ của Hữu Danh luôn à, không phải của anh Hào đúng không? Dạ. Dạ thấy sao chị nhỉ? Nhóm này bây giờ chắc là phải viết lại cái ngay cả mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể ha. Các bạn có áp dụng bài học không? Mỗi giờ có theo dõi trong bài học cái phần mục tiêu thầy Hiếu dạy không? Rồi ngay cả thầy Hiếu dạy rồi nè. Rồi hồi sáng giờ mấy cái nhóm khác cũng làm nè. Rồi mình tham khảo tài liệu tham khảo. Các bạn tham khảo tài liệu nhiều không ha? Tham khảo bao nhiêu cái tài liệu? Các bạn kéo xuống cái tài liệu tham khảo của các bạn thử. Rồi, tôi hỏi cái nhóm nè, cái tài liệu tham khảo này mấy bạn trích dẫn theo kiểu dạng nào?
của Harvard hay của đại học quốc gia mình hay là của tổ chức nào? Phần này tham khảo này bạn nào phụ trách? Dạ, mỗi bạn tham khảo xong rồi ghi vô thầy. Nhóm em có 6 bạn hay 5 bạn? 6 đúng không? Dạ, 6 bạn. 6 bạn mà chỉ 3 cái nghiên cứu, 3 cái tham khảo này, 3 cái tham khảo này của ai? Không lẽ 6 bạn, 2 bạn đọc chung à? Dạ, hình như chích thiếu thầy ơi. Rồi, vậy bạn nào hỏi thử cái số 1, bạn trích dẫn theo kiểu nào? Hay là các bạn chỉ copy cái đường link các bạn quăng qua? Dạ, em... À, em chích trên cái trang web thì nó để theo là kiểu là MLA thôi. Hôm bữa em có học cái giờ EndNote của thầy Ân không? Dạ có. Nè, em có học rồi sao em này em không làm theo cái EndNote mà em làm như dạng này? Em xài EndNote chưa được tốt thầy. Ok, nhóm mình sẽ phải coi lại cái phần EndNote ha. Hình như hồi nãy cô cũng nói đó, khi các bạn kéo mấy cái phần trên là cô đã thấy là các bạn không có trích dẫn EndNote rồi ha. Thì các bạn nhóm mình phải làm lại nghiêm túc nha. Cô thấy nhóm này chuẩn bị bài không tốt. Cho các bạn không để các bạn sẽ phải làm lại và các bạn làm cho tốt để trước ngày 28 nộp ha. Chứ các bạn làm từ cái mục tiêu mà nó không ổn thì là cái bài dễ rớt lắm nha. Chứ đừng tưởng là làm cái đề cương là sẽ 9-10 không có đâu ha. Trước giờ mấy môn khác thấy các cô cho điểm dễ quá không có. Cái này làm nghiêm túc nha. Nếu các bạn làm lại mà làm không nghiêm túc trước ngày 28 nộp á, mà các nhóm không làm lại nghiêm túc, không lắng nghe các nhóm khác, các bạn phải nghe từ các nhóm khác ha. Từ sáng giờ cô với thầy Hiếu cũng góp ý cho một nhóm thì không nhiều, nhưng mà góp ý cho nhiều nhóm cộng lại thì góp ý cũng khá ý rồi đó. Các bạn sẽ phải lắng nghe và các bạn tự điều chỉnh cho nhóm mình. Cô đang không nói chung một nhóm, không phải nói chung nói riêng nhóm 16 đâu nha, đang nói chung cho nhiều nhóm luôn ha. Thì các bạn phải cố gắng, các bạn nghe và các bạn chỉnh sửa cho cái nhóm mình luôn. Thấy cái nhóm nào có cái ý người ta hay thì bắt chước ha. Như nhóm này là các bạn tài liệu tham khảo các bạn rất là sơ sài và các bạn cũng không có trích dẫn vô. Thì bây giờ các bạn làm lại, các bạn phải làm EndNote nghiêm chỉnh cho cô. Rồi cái mục tiêu bây giờ cũng không thể nào sửa nữa. Nhìn của các bạn thật tình là cô cũng không biết sửa sao nữa. Từ cái mục tiêu chung đã sai và tới mục tiêu cụ thể cũng không đúng luôn. Cho nên là các bạn phải ngồi cùng nhau ngồi làm lại cho nghiêm túc ha, cả 6 bạn. Hiếu ơi, vậy nhóm này bây giờ có cần làm tiếp không? Dạ, chắc làm lại chị ơi, chứ nhóm này em cũng không biết sửa sao. Cái nhóm này mà nếu thật sự các bạn mà không biết cách sửa, không làm lại nghiêm túc ha, mà đảm bảo cái bài này không thể nào qua môn này đâu. Ta sẽ cho rớt á. Cho nên giờ giống như một cái nhóm hồi trưa, hồi nãy nhóm mấy, nhóm 21 á. Nhóm này sẽ cho làm lại nhưng mà trình bày tối nay cố gắng sửa, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có thời gian sửa nhiều. Cho nên sửa lại cho tạm ổn trước một số ý đi. Ngày mai sẽ cho các bạn trình bày nhanh ha, chứ các bạn sẽ không được phép trình bày hai lần thì sẽ ảnh hưởng tới các nhóm khác. Cho nên là các bạn sẽ cho các bạn trình bày rất là nhanh một số cái cần thôi vào ngày mai. Rồi các bạn sẽ phải tập hoàn thiện trước ngày 28 ha. Nếu cả nhóm vẫn không rành nên nó thì nhờ một bạn khác giúp đỡ nha. Bạn khác ở nhóm khác cũng được, làm cái nốt lại. Thậm chí nhờ một bạn nhóm khác tư vấn cho mình vấn đề mà cái mục tiêu cụ thể, mục tiêu tổng quát luôn. Tại vì tôi hỏi cả nhóm thì không ai biết làm cái hai cái mục tiêu này hết, thì phải nhờ nhóm khác đi nha. Không biết là các bạn có nghe giảng hay không đó nha. Cô đang nghi ngờ lắm á. Rồi, chắc là để không ảnh hưởng những bạn khác trong lớp ha. Hiếu còn dặn dò gì không? Chị thì hết rồi đó. Chắc là cho cả lớp nghỉ tại đây ha. Dạ, em rồi, hết chưa? Rồi, vậy ngày mai bắt đầu lúc 8 giờ ngày mai ha. Nhớ là cô sẽ điểm danh ngẫu nhiên nha. Các bạn chưa có đủ mạnh về đề cương nghiên cứu đâu ha. Nên cần nghe các nhóm khác nữa, chứ không phải nhóm mình xong rồi là xong, hay là các bạn bỏ qua, các bạn không nghe các nhóm khác nha. Rồi, sáng mai 8 giờ nha các bạn. Rồi, cảm ơn những bạn nào rất là nghiêm túc ngồi nghe nãy giờ ha. Thì cô cảm ơn các bạn đó. Cô biết có nhiều bạn để mở lên trên đây nhưng mà không có mặt á. Cô cũng biết tổng chuyện này ha. Cô cho nghĩ nè, sẽ có hàng loạt bạn không thoát ra mà vẫn cứ để hoài luôn. Đâu có mặt đâu mà để mà tắt. Rồi chào các bạn ha.
Chào chị Nhã, chào các bạn. Cảm ơn cô, cảm ơn thầy. Chào cô. Thầy Hiếu và chào các bạn. Chào cô, chào thầy. Chào thầy cô. Chào thầy ạ. Chào mọi người.